Trương Khắc cảm thấy cổ ấm ấm, mũi có mùi hương thoang thoảng truyền vào, lòng ngây ngất, đẩy cô trèo lên trước, rồi lên tường sau, tiếp đó đỡ Hứa Tư xuống, lần này Hứa Tư dũng cảm hơn nhiều, ngồi lên vai Trương Khắc trượt xuống. Ngôi nhà bỏ hoang gần một năm rồi, khe đá trong vườn mọc đầy cỏ, mặc dù không thể so với Hứa Tư, nhưng Trương Khắc cũng có rất nhiều hồi ức ở đây, giàn nho vẫn còn, nhớ lúc nhìn trộm qua mép áo Hứa Tư khi cô đứng lên hái nho, nhớ lần đầu ngủ trên giường Hứa Tư, những chuyện đó đều không sao quên được. Trương Khắc và Hứa Tư trèo tường vào, rốt cuộc vẫn làm kinh động nhà bên cạnh, cửa sổ sáng đèn, một giọng nói trầm cảnh giác vang lên. Ai, ai ở đó thế? Chú Lý, là cháu, Tiểu Tư, cháu chỉ vào xem nhà một chút rồi đi thôi. Hứa Tư ôm hông Trương Khắc, lè lưỡi ra, đáp lại với hàng xóm bị cô đánh thức. Ồ, là Tiểu Tư à, lâu lắm không nhìn thấy hai chị em bọn cháu rồi, mấy ngày trước mẹ cháu còn tới chơi đấy, có qua nhà thím ngồi một lúc không? Giọng một phụ nữ trung niên vang lên. Thôi ạ, muộn rồi, cháu không làm phiền chú thím nữa, cháu về ngay ấy mà. Trong sân ánh trăng trong như nước, chỉ là từ trong căn phòng sáng đèn nhìn ra sân không rõ lắm, chỉ thấy hai bóng người sát bên nhau, phụ nữ nói. Ái chà, đưa cả bạn trai về hả, nghe nói cháu làm việc ở Hong Kong lương cao lắm, bạn trai cháu cũng là người Hong Kong à. Cháu xinh đẹp như thế, có gả đi cũng phải gả cho người Hong Kong mới xứng. Thím. Cậu ấy là Tiểu Khắc ạ. Hứa Tư mặt đỏ lên, không biết vừa rồi hai người ôm nhau có bị nhìn thấy không. Cháu một mình không trèo vào được, nên lấy cậu ấy làm gạch kê chân. Trương Khắc chào hai vợ chồng nhà bên. Chú Lý, thím Lý, là cháu đây, cháu còn có lần hái đào nhà chú thím đấy. Nhà bên có trồng cây đào, tới mùa ra trái đều chia cho hàng xóm xung quanh, hoàn toàn không xa lạ lạnh lùng như sống ở khu nhà chung cư. Năm ngoái lúc giao mùa xuân hạ, Trương Khắc tới nhà Hứa Tư chơi, có hái đào nhà bên cạnh ăn, cây đào ấy giờ hình như lại cao hơn rồi. Thím Lý niềm nở mời. Hai đứa vào đây chơi đi, trèo qua cửa sổ nhà thím luôn cho tiện, chẳng biết cái công ty kia mua nhà cháu làm gì, để hoang cả năm rồi, chỉ tổ nuôi cỏ. Chối từ không được, đành trèo cửa sổ vào nhà bên cạnh, Hứa Tư cùng hàng xóm hàn huyên cảm khái một hồi rồi về, theo nguyên đường cũ quay lại tòa nhà Phủ Thiên, Hứa Tư ôm bụng cười. Nhìn cậu kìa, thất vọng vì không được làm trộm sao? Làm trộm ở đây không được sao? Trương Khắc nâng chiếc cằm nhỏ của Hứa Tư lên, nhìn cô đắm đuối. Đừng! Hứa Tư xấu hổ nài nỉ. Mẹ tôi còn đợi tôi về ngủ đấy. Chương 449, ái đạt biểu dương lực lượng. Cửa sổ nhà bên không kéo rèm, Trương Khắc trốn không kịp, hai vợ chồng hàng xóm đã khoác áo đi ra cửa sổ, lúc này Hứa Tư mới rời khỏi lòng Trương Khắc. Trương Khắc đành chịu, khởi động xe đưa Hứa Tư về căn nhà thuê ở khu cán bộ nghỉ hưu, dọc đường đi Hứa Tư dịu dàng ôm cánh tay Trương Khắc, áp gò má vào vai y. Tới khu tập thể cán bộ hưu trí, nhà Hứa Tư quả nhiên vẫn sáng đèn, Hứa Tư không dám lề mề nữa, vội xuống xe vẫy tay với Trương Khắc chạy lên nhà, Trương Khắc đứng nhìn mãi tận khi cô vào nhà. Nhìn thấy Hứa Tư từ cửa sổ thò đầu ra vẫy tay với mình, Trương Khắc mới khởi động xe, một lúc sau Hứa Tư gọi điện tới. Tôi nhớ ra một chuyện, bác Tôn và giám đốc Cát tới, hay là an bài họ ở trạch viện ngõ Đan Tỉnh. Trương Khắc vốn định dùng biệt thự của chú tiếp khách, nghe Hứa Tư nói vậy thấy cũng được, nhưng tất nhiên không phải là trạch viện mà y chuẩn bị cho Hứa Tư rồi. Cũng được, mượn thêm hai phục vụ ở khách sạn, rồi một lái xe, thế là đầy đủ. Vậy làm thế nhé, chị Tôn tới, tôi để chị ấy ở trong nhà của tôi, chị ấy sẽ tới trước hai ngày. Chị vui là được. Trương Khắc nghe ra Hứa Tư rất hưng phấn, chắc ở Hong Kong cô và Tôn Tĩnh Hương thân thiết rồi. Đại Nhi tới, vậy chị Hứa Duy có về không? Chị ấy đã quyết định công việc chưa? Phục tùng an bài của trường hay là tự tìm việc? Chắc nó vào công ty chị Tôn, mấy ngày qua nó díu ra rít rít nói chuyện này với tôi, phiền không chịu được. Hứa Tư nói phiền xong giọng rất vui, quan hệ hai chị em hoàn toàn khôi phục rồi. Thế cũng tốt, sau này nó có rất nhiều thời gian tới Hong Kong với tôi rồi. Em chả thấy tốt tí nào, mọi người chạy tới Hong Kong hết cả rồi. Trương Khắc đau khổ nói. Chị ấy vẫn làm quản lý cho Đại Nhi à? Giọng của Giang Đại Nhi rất hoàn mỹ, nhưng muốn bồi dưỡng lên một chất giọng riêng còn cần thời gian, hơn nữa muốn ra album riêng, còn cần tìm bài hát phù hợp với giọng Giang Đại Nhi, thực lực của Hoa Âm còn yếu, chưa nói tới sức ảnh hưởng, tài chính cũng chưa đủ mới nhạc sĩ có tiếng sáng tác bài hát cho Giang Đại Nhi. Nhưng chuyện này tự có Diệp Kiến Bân phiền lòng thay Tôn Tĩnh Hương rồi,
chưa tới lượt Trương Khắc phải lo. Nghe nói là làm trợ lý cho chị Tôn, Đại Nhi không phải có mẹ cô ấy trông chừng rồi sao? Hơn nữa thời gian này cô ấy cũng không cần quản lý chuyên môn, cả công ty của chị Tôn vây quanh cô ấy mà. Đột nhiên Hứa Tư hỏi. Tiểu tình nhân của cậu không phải cũng muốn tới Hong Kong học sao? Sau này cậu tới Hong Kong cũng đâu có mấy thời gian ở với tôi. Nghe ra giọng Hứa Tư có chút khác thường, Trương Khắc đành cười khan vài tiếng. Vậy năm sau chị an bài công việc trong nước nhiều là được. À phải, chị giúp em lập một công ty vốn Hong Kong ở tỉnh thành cho em, một công ty lấy danh nghĩa cá nhân của chị. Hứa Tư không hiểu. Có Việt Tú là đủ rồi, vì sao còn phải lập công ty danh nghĩa của tôi? Hiện chị là người Hong Kong, làm việc trong nước có công ty sẽ thuận tiện thủ tục hơn. Hứa Tư là người Hong Kong, muốn chuyển bất động sản ở ngõ Đan Tỉnh vào tên cô sẽ rất sắc rồi. Cách đơn giản nhất là để Hứa Tư lập công ty trong nước, rồi chuyển tài sản ngõ Đan Tỉnh vào đó. Đương nhiên công ty này không thể đăng ký ở Hải Châu. Còn việc nhà của Hứa Tư, nhờ Hứa Hồng Bá, Thiệu Chí Cương ra mặt là được, lương ở Hong Kong cao hơn trong nội địa rất nhiều. Hứa Tư đi làm một năm mua lại nhà cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi tới Hải Châu hai ngày trước đại hội nhà tiêu thụ, vợ Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc con gái út của Cát Cảnh Thành, mẹ Tôn Tĩnh Hương cũng tới Hải Thiên với con. Cát Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩ chỉ có thể tới Hải Châu vào ngày tổ chức đại hội. Hứa Duy cũng về Hải Châu, ở trường đã không còn môn học nào quan trọng nữa, thời gian này xin nghỉ phép là chuyện rất dễ dàng. Chuyện Hứa Duy tới City Hoa Âm làm việc đã được quyết định, từ Hứa Duy, Trương Khắc được biết, Lâm Băng và bạn trai tiếp tục ở lại trường thi nghiên cứu sinh, năm 96 nghiên cứu sinh còn rất hiếm. Trương Khắc gặp bạn trai Lâm Băng rồi, trông trắng trẻo thư sinh, có lòng tự tôn không phù hợp, ấn tượng không được tốt lắm. Y quan tâm tới công việc của Lệnh Tiểu Yến nhiều hơn, trong bốn cô gái cùng phòng, Lệnh Tiểu Yến có năng lực khá xuất sắc, cô yêu Chu Tiểu Quân, chắc khả năng rời tỉnh thành không cao. Nếu Lệnh Tiểu Yến muốn Trương Khắc có thể an bài công việc phù hợp ở Hải Dụ và Tân Quang, đáng tiếc nghe Hứa Duy nói, Lệnh Tiểu Yến ký hợp đồng bán thân cho Tôn Tĩnh Mông quản lý quán ba rồi. Nếu chẳng phải có mẹ Tôn Tĩnh Hương đi cùng, Diệp Kiến Bân thế nào cũng kiếm cớ tới Hải Châu trước, giờ chị đành theo lịch trình định sẵn, hai ngày sau tới Hải Châu cùng vợ thôi. Trần Tín Sinh tới Hải Châu vào ngày 9 tháng 11, Ngải Mặc tới vào ngày 11 tháng 11. Trong khi đó tới 25 đại hội nhà phân phối diễn ra, bọn họ đành tạm thời quay về công ty. Qua ngày 20, Trần Tín Sinh tới Hải Châu trước, tiếp đó là Trương Á Bình, rồi Ngải Mặc, đây là ba vị đại biểu cho ba công ty gần như chủ thể cung cấp linh kiện cho ngành đầu đĩa trong nước, được xưng là ba cự đầu của sản nghiệp đầu đĩa VCD. Trương đại hội nhà phân phối, ba cự đầu tập trung ở Hải Châu, không phải vì khoa vương, mà vẫn qua lại mật thiết với Ái Đạt như đôi tình nhân trong tuần trăng mật. Ngay cả cuộc đàm phán cung ứng hàng với Khoa Vương cũng chỉ phái trợ thủ đi, tin tức này được báo Sáng Kiến Nghiệp vô ý nhắc tới trong cuộc phỏng vấn chuyên đề với Khoa Vương, Ái Đạt, tiếp đó các báo khác đua nhau truyền tải, khiến người trong nghề sinh ra đủ loại liên tưởng. Nhớ lại đại hội nhà tiêu thụ năm ngoái, cũng có ba cự đầu này tụ hội tại Hải Châu, tiếp xúc thân mật với Ái Đạt, chỉ có điều khi đó chưa được chú ý xứng tầm. Chuyện qua một năm, mặc dù sau lưng bốn công ty này có giao dịch gì, mọi người đều không rõ lắm. Nhưng người có ánh mắt sắc bén không khó đoán ra, chính cuộc tụ hội ba cự đầu năm ngoái, tạo thành cách cục Ái Đạt chiếm hơn 40% thị trường đầu đĩa như ngày nay. Năm nay ba cự đầu lại tụ hội ở đại hội nhà phân phối Ái Đạt, không biết sẽ có hành động gì. Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương khiến nhiều báo chí truyền thông đưa ra dự đoán ảm đạm về thị trường của Ái Đạt vào năm tới, thậm chí có báo dự đoán Ái Đạt không còn được 1/3 thị phần năm 96. Đa phần mọi người còn chưa cảnh tỉnh. Vẫn mê muội vào thủ đoạn thị trường, cho nên mới suy đoán Ái Đạt sẽ dẫm vào vết xe đỏ cả Khổng Phủ Yến, không nhận ra bản chất thực sự của sự việc. Quan điểm này rất có thị trường, đám Lưu Minh Huy ra sức đi du thuyết, xúi bẩy những khách hàng cũ của Ái Đạt ngả vào lòng Khoa Vương, rất nhiều nhà phân phối hứa chắc nịch sẽ mang tiền tới tham dự đại hội nhà tiêu thụ của Khoa Vương. Tin tức ba cự đầu tập trung ở Hải Châu, Khoa Vương lại chỉ có tư cách đàm phán với trợ thủ của ba người bọn họ được lộ ra vào ngày 22. Quan điểm xem nhẹ tiền đồ của Ái Đạt của giới truyền thông âm thầm thay đổi, không ít báo chí suy đoán ba cự đầu và Ái Đạt có hành động bí mật gì. Vốn rất nhiều tờ báo không định tham dự đại hội của Ái Đạt, bị tin tức này thu hút, những tờ báo trong kế hoạch chỉ định tham dự đại hội của Khoa Vương đều tràn vào Hải Châu trước dự định. Khoa Vương không mời những doanh nghiệp trong nghề tới tham dự đại hội của bọn họ, Tạ Kiếm Nam biết,
cho dù có không mời đại biểu Tân Khoa, bộ bộ cao, ái đa cũng phái người tới Hải Châu thăm dò thực hư, cho nên hắn không mời. Nhưng điện tử ái đạt lại chính thức phát lời mời bọn họ. Tân Khoa phái ra Hướng Văn Quý phó tổng giám đốc marketing, Đoạn Vĩnh Bình của bộ bộ cao, Hồ Chi Tiêu của ái đa đều đích thân tới Hải Châu, thăm dò rõ ái đạt và Khoa Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 450, nỗ lực của Lưu Minh Huy. Trong lòng Tạ Kiếm Nam sinh đủ loại ngờ vực, mặc dù thời gian qua thế phát triển của Khoa Vương đúng dự đoán trước đó, nhưng ái đạt không bị mảy may lấn át chút nào. Vì hình tượng xí nghiệp, Khoa Vương đặt cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp điện tử, nhưng tổng bộ lại đặt ở tòa nhà Phủ Thiên, chiếm tầng 10 tới tầng 12. Tạ Kiếm Nam đứng ở trước cửa kính, nhìn mái nhà san sát ở Sa Điền, đầu suy nghĩ mưu mô của ái đạt. Kiếm Nam. Trần Tĩnh ôm một cặp tài liệu đi vào. Đám Lưu Minh Huy mấy ngày qua đã chạy khắp Hoa Trung, Hoa Nam, những nhà phân phối hai nơi đó đa phần đàm phán ổn thỏa rồi, vừa fax thành quả về, anh xem đi. Đặt lên bàn, lát nữa anh xem. Hiện mới chỉ là ý hướng hợp tác mà thôi, Tạ Kiếm Nam vẫn chưa yên tâm. Trần Tĩnh thấy Tạ Kiếm Nam nhìn xuống dưới, đặt tài liệu lên bàn rồi nhìn theo, nơi này có thể nhìn rất rõ ngõ Đan Tỉnh, cô ta vừa mới được biết, gần như toàn bộ ngõ Đan Tỉnh đã thuộc về Cẩm Hồ. Vậy mà tối hôm đó còn tranh cãi với Trương Khắc phải cải tạo ngõ này ra sao, thật là buồn cười. Lưu Minh Huy cùng 10 tên chủ quản cao cấp của Ái Đạt nhảy sang Khoa Vương biết rõ giá trị của mình là gì, chúng lợi dụng mối quan hệ thời ở Ái Đạt, mau chóng giúp Khoa Vương thiết lập nên một mạng lưới tiêu thụ khá thông suốt. Bọn chúng chỉ có 10 ngày bôn ba, tới 23, 24 những nhà phân phối sẽ tụ họp ở Ái Đạt, với thủ đoạn khống chế người trước nay của Ái Đạt. Lưu Minh Huy biết khó tiếp xúc với nhà phân phối trước mũi ái đạt được. Nếu những nhà phân phối này đều bàn xong hợp đồng đại lý với ái đạt vào năm sau, bọn chúng có phí bao nước bọt cũng vô dụng, nên dù rất vất vả, bọn chúng vẫn tranh thủ 10 ngày quý giá, tới từng nhà phân phối một. Ngày 23 Lưu Minh Huy về Hải Châu trước, hắn mệt tới mức vừa ngồi xuống ghế sofa là có thể ngủ ngay được, văn phòng của hắn ở góc Tây Nam tầng 12 tòa nhà Phủ Thiên. Hôm qua hắn nói chuyện với Thi Nghị ông chủ điện ra Dụng Vĩnh Thành Thượng Hải tới 2 giờ sáng, sau đó lái xe từ Thượng Hải về thẳng Hải Châu, vừa kịp rửa mặt đã tới giờ làm rồi. Trong mơ nghe thấy điện thoại, dù là mơ hắn cũng mệt không muốn nghe điện nữa, tới khi cảm thấy có người đẩy mình mới tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã từ trên gối xuống, thấy thư ký đứng bên cạnh cười trộm, Lưu Minh Huy xoa mặt hỏi. Chuyện gì thế? Cô thư ký này khá xinh xắn, nên Lưu Minh Huy không nghiêm mặt lại được. Chủ tịch gọi điện tới, mời anh tới văn phòng của ông ấy. Có điện thoại à? Lưu Minh Huy mơ màng hỏi. Điện thoại reo rất lâu nhưng anh không tỉnh. Thì ra mình nghe thấy điện thoại thật, nhưng tiềm thức hy vọng là mơ, chỉ vì muốn ngủ thêm một chút, Lưu Minh Huy không dám chậm trễ, chạy tới văn phòng Tạ Kiếm Nam cùng tầng. Văn phòng của nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Vương đều ở tầng 12, văn phòng riêng rất rộng rãi, chứ không giống ái đạt, văn phòng hành chính tại vụ dùng chung. Thị trường tiêu thụ cũng chung nốt, nhân viên và lãnh đạo cấp trưởng phòng chung một phòng, chỉ ngăn cách ra thành gian nhỏ. Lưu Minh Huy lấy điều này ra tự thuyết phục mình chuyển sang Khoa Vương là chính xác. Chủ tịch Tạ cho gọi tôi ạ. Lưu Minh Huy đẩy cửa vào, phát hiện ra Tạ Chiêm cũng ngồi ở ghế sofa trong góc phòng, còn có cả Trần Tĩnh đang ngồi bàn việc với Tạ Kiếm Nam trước bàn làm việc, lên tiếng chào. Giám đốc Tạ cũng ở đây sao? 2 giờ sáng lái xe về mệt lắm phải không? Tôi gọi 2 lần mà anh không tỉnh. Tạ Kiếm Nam hỏi. Hình như có nghe thấy, cảm giác giống đang mơ nên không tiếp, ai ngờ điện thoại thật. Lưu Minh Huy giải thích, chuyện hắn ngủ gục trên bàn chắc được thư ký nói cho Tạ Kiếm Nam rồi, chẳng có gì phải giấu. Bảo anh về ngủ đã rồi hẳn tới công ty anh lại không muốn. Tạ Kiếm Nam đứng dậy, mời Lưu Minh Huy tới khu nghỉ ngơi góc văn phòng. Năm ngoái Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc cùng tới Hải Châu vào thời điểm này. Từ phản ứng của thị trường mà xét thì chắc bọn họ phải có hiệp nghị bí mật. Theo tôi biết chủ yếu là bàn hai việc. Lưu Minh Huy ngồi xuống ghế sofa, thấy Trần Tĩnh giúp hắn bê cà phê tới, làm bộ hoảng sợ đón lấy, đặt cốc cà phê sướng bàn mới nói tiếp. Một là hiệp nghị ưu tiên cung cấp mắt đọc của Philip, một là liên doanh với Ti Thành lập viện nghiên cứu Thái Thắc, những chuyện này đều do đích thân Trương Khắc đàm phán, cụ thể thế nào chưa bao giờ y nói ra. Khi đó sản xuất mắt đọc rất thiếu hụt. Vì sao Trương Á Bình lại đồng ý cung ứng lập tức cho ái đạt 10 vạn bộ? Khi đó Trương Á Bình đánh giá cao Tân Khoa hơn, mà Tân Khoa lại hợp tác với Sony,
Ái Đạt vừa khéo đoạt được Khoa Vương, Trương Khắc uy hiếp Trương Á Bình sẽ hợp tác với Sony, nên giành được hiệp nghị này. Lưu Minh Huy bịa bừa, thực chất việc này đến cả Chu Du, Dương Vân còn không hề hay biết. Trương Á Bình đáng lẽ không mềm yếu như thế mới đúng chứ nhỉ? Tạ Kiếm Nam còn chút nghi vấn, lúc đó chất lượng mắt đọc của Sony chưa ổn định, Ái Đạt chuyển sang dùng mắt đọc của Sony cũng phải điều chỉnh kỹ thuật khống chế hệ thống, như vậy chậm nhịp độ thị trường, Trương Á Bình chắc phải biết được điều này, sao có thể dễ dàng bị Trương Khá uy hiếp. Bản thân Trương Á Bình rất ủng hộ sự phát triển điện tử trong nước, thực ra trước khi đạt được Tiêu Vương thì Trương Khác đã tiếp xúc với hắn đàm phán chuyện cung cấp hàng rồi, nhưng Trương Á Bình không để ý lắm. Ái Đạt phải làm rất nhiều công tác, đến khi đạt được Tiêu Vương mới thành công. Lưu Minh Huy giải thích. Nói thế cũng hợp lý. Song đôi mày nhíu chặt của Tạ Kiếm Nam vẫn không giãn ra, hỏi tiếp. Vậy chuyện lần này là sao, Trần Tín Sinh, Ngả Mặc đã ở Hải Châu gần nửa tháng, hôm trước Trương Á Bình cũng đã tới Hải Châu. Trương Á Bình cũng tới Hải Châu rồi. Lưu Minh Huy chưa biết việc này, hắn chỉ mới biết Trần Tín Sinh và Ngả Mặc ở Hải Châu. Đúng thế, hơn nữa chúng ta còn chưa tiếp xúc được. Tạ Kiếm Nam áp lực rất lớn, bất kể Ti, C, Q hay Philip chỉ có chút động tác nhỏ thôi, cũng đủ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cho Khoa Vương. Hiện Philip chiếm gần 80% phân ngạch thị trường, bọn họ có khả năng năm sau đón nhận cạnh tranh kịch liệt của Sony và Pioneer, Philip không thể không tính tới điểm này, Philip nếu lãnh đạm với chúng ta có thể suy tính liên hệ với Sony. Mắt đọc của Sony. Tạ Kiếm Nam đưa tay ra ôm lấy gáy, suy nghĩ kiến nghị của Lưu Minh Huy. Tạ Chiêm xen vào. Mắt đọc của Sony là chuyên môn cung cấp cho Tân Khoa, dùng mắt đọc của họ, lập trình hệ thống giải quyết thế nào. Vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng làm thôi, kỹ thuật không thể không nâng cấp được. Tạ Kiếm Nam vỗ đùi. Kiến nghị của trường phòng Lưu không tệ, buổi chiều tôi sẽ đi bái phỏng với đại biểu Sony, bọn họ đã tới trước rồi, nhưng không có liên hệ thân mật với Ái Đạt. Chúng ta hiện không có kỹ thuật, hoàn toàn có thể yêu cầu Sony chi viện cho chúng ta. Trần Tĩnh trầm ngâm. Ngoại tầng kỹ thuật hẳn do Tân Khoa liên kết Sony cùng phát triển, Tân Khoa sao chia sẻ cho người cùng nghề được. Chúng ta cứ tiếp xúc với Sony trước đã, chủ yếu là gây áp lực với Philip, xem bọn họ vờ lãnh đạm hay là thực sự không xem trọng chúng ta. Tạ Kiếm Nam thấy hiện giờ chỉ có thể như thế, đột nhiên chuyển đề tài. Tưởng phòng Lưu tự ái đặt ra. Nhìn quản lý và sản xuất của Ái Đạt và Khoa Vương có thấy gì khác nhau không? Lưu Minh Huy cứng họng, đáp đối phó. Thường ngày tôi không quan tâm tới mảng này lắm. Thực ra hắn thường xuyên bị Trương Khác kéo đi tham quan xưởng sản xuất, nhưng hắn nghĩ người làm thị trường cần gì hiểu sản xuất nên không để ý. Tạ Kiếm Nam chỉ nói. Tô Tân Đông và Lỗi Khanh Sinh ở quản lý sản xuất rất có trình độ, chúng ta phải nỗ lực cải tiến. Chương 451, lựa chọn của Trương Á Bình. Chủ tịch Tạ ít nhất nên kéo một trong hai người Tô Tân Đông, Lỗ Khánh Sinh sang Khoa Vương. Trương Á Bình năm ngoái tới tham quan Ái Đạt, khi đó Ái Đạt chỉ là nhà máy nhỏ tẹo, song Khoa Vương hiện nay không thể so bì về quản lý và sản xuất với Ái Đạt khi đó. Chúng tôi rất kỳ vọng Khoa Vương sáng lập kỳ tích thị trường năm sau chúng tôi không ký hợp đồng cung cấp linh kiện dài hạn với bất kỳ doanh nghiệp nào, nên chúng ta không cần ký hợp đồng này. Nếu Sony đồng ý ưu tiên cung cấp hàng cho Khoa Vương thì sao? Tạ Kiếm Nam ép tới một bước. Ông cũng biết Sony đang tăng sản xuất mắt đọc, khả năng thiếu hàng năm sau là rất ít, vậy họ cũng chẳng cần ưu tiên ký hợp đồng với ai. Cho dù không tính tới cái khác, Trương Á Bình chẳng thiện cảm gì với loại doanh nghiệp không có chữ tín thương nghiệp như Khoa Vương, tất nhiên không muốn Khoa Vương lấy hợp đồng ưu tiên làm công cụ đả kích xí nghiệp khác, nó không phù hợp lợi ích chỉnh thể của Philip. Nếu Khoa Vương kiên trì như thế, vậy đợi sau đại hội nhà phân phối của Ái Đạt hãy nói. Tạ Kiếm Nam hỏi vội. Ái Đạt sẽ có động tác gì lớn sao? Điều này tôi không tiện nói. Trương Á Bình hơi cau mày, Tạ Kiếm Nam hỏi thế là rất thất lễ. Trưởng phòng Lưu cũng không biết à? Biết cái gì? Lưu Minh Huy chẳng hiểu hắn nói gì. Trương Á Bình cười. Xem ra trưởng phòng Lưu luôn chuyên tâm vào thao tác thị trường. Nói thế không hẳn đánh giá gì với Lưu Minh Huy. Tham quan nhà máy của Khoa Vương xong. Trương Á Bình từ chối lời mời chiêu đãi của Tạ Kiếm Nam. Tối tôi còn chút việc, đợi cơ hội khác vậy. Trương Á Bình và trợ thủ lái xe từ Thượng Hải tới, không cần Khoa Vương xe đưa xe đón, Tạ Kiếm Nam nhiệt tình muốn chỉ đường cho họ, Trương Á Bình xua tay. Không cần đâu, con đường từ đây tới đường Thành Sơn, mấy hôm nay tôi đi lại suốt,
thuộc đường rồi. Nghe Trương Á Bình nói thế, Tạ Kiếm Nam càng lo, từ khẩu khí của hắn ta thì lần này Ái Đạt có cái gì đó đáng lẽ Lưu Minh Huy phải biết. Tạ Kiếm Nam không cho rằng Lưu Minh Huy chỉ giấu gì mình, đột nhiên nhận ra Lưu Minh Huy này nhãn quang rất có hạn, khẽ thở dài, không muốn hỏi thêm. Tạ Chiêm lớn tiếng oán giận. Vì sao Ái Đạt đoạt Tiêu Vương thì Philip, C, Q, T đều chạy tới hỗ trợ thanh thế, còn với chúng ta lại lạnh nhạt. Chúng ta có gì không bằng Ái Đạt? Trần Tĩnh nói. Chẳng phải chúng ta cũng học theo mô hình của Ái Đạt sao? Tạ Chiêm nghe câu này cảm tưởng Trần Tĩnh như đang mỉa mai mình lần trước nói thành công của Ái Đạt chẳng có mấy bí quyết, tuy khó chịu xong không dám nặng lời, quay sang Lưu Minh Huy. Anh nói xem chúng ta có gì không bằng Ái Đạt, chả lẽ một năm trước Ái Đạt có gì hơn được chúng ta hiện nay? Lưu Minh Huy kiến thức đa phần học của Trương khác, nhưng hiện giờ tình thế khác đi, lập tức không cách gì ứng phó, song hắn làm thị trường nhờ cái miệng, nên cũng nói vài câu chung chung lấp liếm cho qua. Trương Á Bình cũng biết Sony sẽ tranh thủ thời cơ này để biến Khoa Vương thành khách hàng chủ yếu của họ, đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ bắt kịp Philip, nhưng Sony cũng phải xét tới thái độ của Tân Khoa. Nếu chuyện chỉ là thế, Trương Á Bình mặc dù không ký hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng cho Khoa Vương, cũng sẽ có thái độ tích cực đàm phán với Khoa Vương. Nhưng chuyện liên quan tới chip giải mã đời 3 thì khác hẳn rồi. Khi Tân Khoa bỏ mắt đọc của Philip cũng cùng lúc phát triển ứng dụng kỹ thuật tương quan, cho nên cuối tháng 5 dây chuyền mắt đọc Sony đi vào sản xuất, toàn bộ kỹ thuật do một mình Tân Khoa nghiên cứu ra, không có chuyện chuyển nhượng cho Sony đem đi hỗ trợ doanh nghiệp khác cạnh tranh với mình. Trương Á Bình tin lúc này Sony đã nghiên cứu thấu triệt vấn đề này, tức là bọn họ đã có năng lực cạnh tranh chính diện với Philip ở thị trường mắt đọc. Trương Á Bình luôn bận tâm về vấn đề phải cạnh tranh kịch liệt vào năm sau với Sony, tới Hải Châu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Ái Đạt luôn làm người ta bất ngờ. Trương Á Bình gần như không dám tin một mình Ái Đạt có thể độc lập phát triển siêu cấp VCD, khi hắn biết chuyện này thì Ái Đạt đã ký hợp nghị hợp tác với T, C, Q khai phát chip giải mã đời 3. Nếu Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền tương quan cho Philip, thì Sony vĩnh viễn không thể vượt qua Philip được ít nhất là cho tới thời đại DVD. Nhưng yêu cầu của Trương Khác cũng làm hắn rất do dự, Trương Khác muốn xây dựng nhà máy sản xuất mắt đọc, cần kỹ thuật của Philip. Đương nhiên Ái Đạt cũng sẽ lấy kỹ thuật độc quyền liên quan chip giải mã đời 3 ra trao đổi. Trương Á Bình đối diện với lựa chọn, trong lĩnh vực mắt đọc, hoặc cạnh tranh với Sony, hoặc cạnh tranh với Ái Đạt. Có điều Ái Đạt hiện không chỉ có một mình, nếu từ chối yêu cầu của Trương khác, chẳng khác nào đẩy T và C, Q sang phía Sony. Trong ống kính, Giang Đại Nhi là một bóng hình yểu điệu mê người, không hề tạo hình đặc biệt, nhưng cảm giác vô cùng mỹ hảo. Từ xa xa nhìn lại, cứ tưởng là bông hoa ẩn trong tán lá xanh, tiếp đó ống kính chiếu tới gần hơn, những chiếc lá đỏ lác đác rơi xuống, Giang Đại Nhi giang tay ra mắt lim dim như đang tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Giang Đại Nhi bước ra từ bức tranh rực rỡ, cảnh sắc núi non hoa lá thu nhỏ lại thành một màn hình treo trên tường, Giang Đại Nhi đứng bên một chiếc đầu đĩa, cuối cùng là câu quảng cáo rất vô vị. Cuộc sống mới, điện tử Ái Đạt. Đứng ở trong gian triển lãm của Đại hội nhà phân phối Ái Đạt, Chụp Phú Minh nghi hoặc hỏi Trương Hiểu Kiện. Đây chẳng phải là rừng gần mé Nam Tượng Sơn sao, ở đâu ra nhiều lá đỏ như vậy? Đó là phòng triển lãm tạm thời điện tử bố trí ở khách sạn Tây Thành, trên ba mặt trường trắng như tuyết là màn hình chiếu hình ảnh phát ra từ đầu đĩa. Ái Đạt mời tất cả thành viên ban thường ủy thành phố Hải Châu, Chụp Phú Minh đương nhiên sẽ không vắng mặt, quan trường trong nước là thế, mâu thuẫn có thể có, nhưng tốt nhất đừng công khai. Trong phòng triển lãm mấy thành viên thường ủy đứng cạnh nhau cười nói rất thân thiết. Trương Hiểu Kiện không hiểu sao có thể xử lý hình ảnh như thế, quay lại nhìn, không thấy nhân viên công tác của Ái Đạt, nhưng lại thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy cách đó không xa, liền vẫy tay gọi lại. Ái Đạt cũng mời nhân viên quản lý của Khoa Vương, tới Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh đều nhận được thiếp mời, chỉ Tạ Chiêm là không có. Đó là kỹ thuật vi tính. Vì hiệu quả chuyển biến không gian từ hè qua thu rồi tiến vào đầu đông này, chỉ 30 giây thôi nhưng rất tốn kém. Lưu Minh Huy nhỏ giọng giải thích, đoạn quảng cáo này hắn cũng tham gia, vì trình độ trong nước chưa theo kịp, nên phải nhờ Tôn Tĩnh Hương tìm công ty chế tác Hong Kong xử lý hậu kỳ. Đường Học Kiêm ở bên nghe thấy, vờ vô ý nói với Tô Tân Đông. Thế này cũng là gián tiếp quảng cáo cho phong cảnh Hải Châu. Lãnh đạo thành ủy do Tô Tân Đông bồi tiếp. Chụp Phú Minh và Đường Học Kiêm chỉ xuất hiện cho có, chụp vài kiểu ảnh, quay đoạn phim ngắn, tỏ thái độ ủng hộ sự phát triển của Ái Đạt, một lúc nữa sẽ đi.
Lúc này màn hình trên tường chuyển qua cảnh phố cổ, đường dài đá xanh, tường rêu phong cổ kính, nước trong chảy róc rách, phảng phất tới thị trấn cổ vùng sông nước. Chu Phú Minh nghe được câu khen ngợi ái đạt vừa rồi của Đường Học Khiêm, mở miệng cười nhạo. Vậy đây là ở đâu, chẳng lẽ cũng là Hải Châu à? Trần Tĩnh cực kỳ quen thuộc khung cảnh này, trong mắt người bình thường, Sa Điền có lẽ là nơi bẩn thỉu rách nát, chịu khó may ra có thể tìm được vài phiến đá xanh hoàn chỉnh, cảnh trên màn hình đương nhiên qua xử lý tỉ mỉ rồi, nhớ lại cuộc tranh chấp vô vị với Trương Khắc hôm đó, cô lấy làm hổ thẹn, anh ta cũng biết thưởng thức vẻ đẹp đó đấy chứ. Chương 452, đắc ý quá mức. Chỗ đó sao? Trương Khắc đi tới, y nghe thấy âm điệu Chu Phú Minh hơi cao, rõ ràng cố ý nói cho Đường Học Khiêm nghe. Không giống với người khác đều mặc đồ tây, Trương Khắc mặc quần jean, áo gió, trông có vài phần vị học sinh cao trung, chỉ là không ai dám coi như thiếu niên bình thường. Trương Khắc nhìn màn hình nói. Bí thư Chu không nhận ra chỗ này à? Đó là nơi mà đám ăn không ngồi rồi ở cục quy hoạch, viện thiết kế quyết tâm giải tỏa đấy. Trương Khắc mặt tươi cười, nhưng lời nói ra cực kỳ khó nghe, mũi giáo tuy chỉ thẳng vào viện thiết kế và cục quy hoạch, nhưng Chu Phú Minh mặc cũng hơi ngượng ngập. Cẩm Hồ đã mua lấy cả ngõ Đan Tình, Đông Sa Điền có giải tỏa cũng không đơn giản nữa, Chu Phú Minh phải thừa nhận, đứa con trai của Trương Chi Hành lông cánh đã cứng cáp rồi. Đi cùng với Trương Khắc là Diệp Kiến Bân, hắn cũng không mặc đồ tây mà chỉ có áo jacket, bắt tay chào hỏi đám Chu Phú Minh. Chỗ này là Sa Điền à? Lục Giật Quang kinh ngạc. Rất lâu rồi không tới đó, đúng là quá lâu, không còn nhận ra nữa. Mọi người nên đi lại ngó nghiêng nhiều hơn một chút. Đường Học Khiêm nửa đùa nửa thật nói. Hiện kỹ thuật chế tác cao lắm, đừng để hình ảnh quảng cáo đánh lừa. Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khắc phân tâm vào chuyện vụn vặt vớ vẩn này hắn thấy rất vui, như thế sẽ phân tán tinh lực của y. Hắn nhìn quanh gian phòng triển lãm, trừ máy ái đạt đưa ra thị trường ra, chỉ có một chiếc máy mẫu làm với mắt đọc mới của Philip, bên cạnh mỗi chiếc máy mẫu đều có một cô gái xinh đẹp không biết mệt mỏi giải thích công năng cũng như biểu diễn cho khách tham quan, hắn không bận tâm mấy. Khoa Vương cũng sắp sản xuất loại đầu đĩa này rồi. Khoảng thời gian qua ái đạt tăng cường lực độ quảng cáo ở địa phương, tăng cường trao đổi với nhà phân phối, đó đều là chuyện dự liệu được, có máy mới cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ là cái máy mới này cũng chẳng có gì khiến người ta phải kinh ngạc. Nghi thức khai mạc tổ chức trong đại sảnh của nhà khách Tây Thành, Tô Tân Đông đại biểu ái đạt phát biểu đầu tiên, toàn là lời chào mừng rồi kế hoạch tương lai của ái đạt chẳng có gì đáng nói, nhưng Tạ Kiếm Nam nghe rất chăm chú. Nghe được kế hoạch năm 97, Ái Đạt có hành động ở thị trường Đông Nam Á, tiếp theo đó là Phó Gia Tuấn đại biểu cho thực nghiệp Gia Tuấn, cũng phát biểu vài câu thị trường Đông Nam Á. Diệp Kiến Bân và Trương Khắc đứng ở góc ít người chú ý trong đại sảnh, Diệp Kiến Bân nói nhỏ. Sao cậu để bọn họ nói ba lăng nhăng trên DTH thế này? Loại trường hợp này, làm sao mà nói ba lăng nhăng được? Trương Khắc cười. Cậu ép Khoa Vương đồng thời tiến cả vào thị trường Đông Nam Á chứ gì? Anh đâu cần vạch trần không nể nang gì ra như thế. Trương Khắc mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. Ở thị trường trong nước, bất kể Tạ Kiếm Nam có thừa nhận hay không, Khoa Vương cũng đi sau Ái Đạt một năm ở thị trường trong nước. Ở thị trường Đông Nam Á thì Ái Đạt còn chưa chen chân vào, anh nói bọn họ sẽ nghĩ sao? Người khác không bi quan về tình hình châu Á như cậu, trong ngành luôn dự đoán các quốc gia đang phát triển đó có thị trường đầu đĩa VCD tăng trưởng nhanh nhất tương lai còn gì. Diệp Kiến Bân định làm ra vẻ bất cần đời, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tôn Tĩnh Hương và Đinh Văn Di vô tình đứng rất gần nhau, mặt tái mét, tim suýt nhảy vọt ra ngoài, Đinh Văn Di hoàn toàn không hay biết, Tôn Tĩnh Hương liếc nhìn hắn, Diệp Kiến Bân chột dạ quay đầu đi. Trương Khắc không để ý tới chi tiết này, tưởng Diệp Kiến Bân vẫn đang nghe chăm chú. Tôi giúp anh phân tán hỏa lực của Tạ gia, tôi tính chính thái đầu tư vào Khoa Vương không ít hơn 150 triệu. Cậu chắc Khoa Vương không thu đủ được tiền đảm bảo từ nhà phân phối chứ? Diệp Kiến Bân nhìn trộm thấy Tôn Tĩnh Hương chủ động đi qua một bên, cách xa Đinh Văn Di mới yên tâm một chút, thầm than làm nam nhân thật là khổ. Thu, thế nào cũng có một chút, chỉ e cách kỳ vọng bọn chúng một quãng, tiền đã ném vào rồi, bọn chúng muốn rút ra đâu đơn giản. Đó gọi là vác đá lớn xuống núi, chỉ đành cắn răng tiếp tục đi, không có cơ hội né đi giữa chừng, nếu không có khả năng bị đá đè chết. Tôi thích ví dụ này đấy, Khoa Vương đi tới bước này, Tạ gia không vứt bỏ được nữa, có điều lúc này bọn chúng còn tự tin vào tương lai của Khoa Vương lắm. Diệp Kiến Bân ổn định tâm tư quay về chủ đề chính. Khả năng huy động vốn của bọn chúng ở Huệ Sơn rất mạnh, nếu Ái Đạt có thể cho bọn chúng chút thất bại,
để bọn chúng thấy cần tập trung tinh lực vào một việc, áp lực phía tôi sẽ quay đi rất nhiều. Tôi lại đang mong anh chiếc được tòa nhà Tân Hoa Đô, giúp chúng tôi chia sẻ áp lực. Thôi đi, đừng giả dối nữa, tôi hiện chỉ mong cậu đừng vờn Khoa Vương chết ngay lập tức ấy chứ. Diệp Kiến Bân tò mò hỏi. Trần Tín Sinh, Ngã Mặc, Trương Á Bình tập trung ở Hải Châu rốt cuộc là bày trò gì, mấy ngày qua xem báo tôi thấy ngứa cả người, rốt cuộc cậu có trò ma quỷ gì hả? Không đợi tới mai được à? Đương nhiên là được, nhưng tôi hiểu cậu lắm, cậu luôn lộ một nửa giấu một nửa lộ ra tất nhiên là để trấn áp Khoa Vương, để bọn chúng ngoan ngoãn một chút, nhưng không tới mức bỏ của chạy lấy người, tôi muốn biết nửa cậu giấu là cái gì cơ? Diệp Kiến Bân háy mắt hỏi. Anh cũng biết cái thống khổ áo gấm đi đêm, có tiền không tiêu được. Trương Khắc cười hăng hắc. Chỉ là ký hiệp nghị bảo mật rồi, thứ khoe được thực ra đã khoe cả trong phòng triển lãm, nhưng không được phô bày, tôi cũng ngứa ngáy lắm chứ. Diệp Kiến Bân vòng quanh phòng triển lãm nửa ngày, làm gì có thấy cái gì mới mẻ, đành chịu thua. Cậu chắc chắn cầm chân bọn chúng tại đây là được, phía bên tôi sẽ tăng cường lực độ. Chu Phú Minh đại biểu cho thành ủy phát biểu, cũng nhạt thích vô vị. Sau đó mấy vị lãnh đạo thành ủy rời đi. Trương Khắc đứng ở cửa xoay tiễn bọn họ. Khu Thành Nam là đơn vị chính phủ hợp tác chính thức với đại hội nhà phân phối của Ái Đạt nên tất nhiên không thể thoát thân, có điều đám Chu Phú Minh rời đi, ông ta cũng phải tiễn, song vừa ra tới ngoài bị rất nhiều phóng viên bao vây, hỏi ông ta chính phủ Thành Nam sẽ ủng hộ hai xí nghiệp Tiêu Vương như thế nào. Kiểu phỏng vấn này Chu Phú Minh cũng tiếp nhận vài lần rồi, toàn là tờ báo có tiếng, làm ông ta rất thỏa mãn. Chỉ có điều Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh còn được phỏng vấn nhiều hơn cả ông ta. Ví dụ như hôm nay phóng viên Hải Châu tất nhiên không dám chĩa ống kính vào Tống Bồi Minh nhiều hơn đám Chu Phú Minh, nhưng các phóng viên nơi khác tuyệt đối không làm theo quy củ của phòng tuyên truyền thành ủy Hải Châu. Chu Phú Minh nhìn Tống Bồi Minh đi tiễn chân mình bị phóng viên bủa vây không tới được, lòng chua chua, chui vào xe hỏi Tạ Kiếm Nam. Các cậu có đi cùng không? Một lát nữa tôi mới đi. Mặc dù bên Khoa Vương công việc đang rối tung lên, nhưng Tạ Kiếm Nam thấy cần phải ở lại nơi này, bảo Lưu Minh Huy tới nhà khách Văn Sơn trước, mai đại hội nhà phân phối của Khoa Vương sẽ cử hành ở đó. Trương Khắc tiến các lãnh đạo thành ủy lên xe rời đi, quay lại thấy Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh vẫn đứng ở bậc thêm, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tạ Kiếm Nam nhìn thấy Diệp Kiến Bân đi cùng Trương Khắc hơi cau mày lại. Diệp gia gần đây có ý xen vào thị trường trong tỉnh. Trần Tĩnh rất ít khi quan tâm tới chuyện của Hải Thái, nhưng cũng biết nếu Thịnh Hâm quay về tỉnh, sẽ thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hải Thái. Nghe nói bọn họ đang tiếp xúc với nhà giàu tư tòa nhà Tân Hoa Đô, chính là tòa nhà cao tầng lần trước em và anh đi xem còn chưa xây xong ấy. Trần Tĩnh nhớ ra mùa hè năm nay tới trung tâm thành phố kiến nghiệp, một tòa nhà được dùng bạt xanh vây kín xung quanh, khi Tạ Kiếm Nam dẫn cô tới, còn nói đầy hào khí rằng đó sẽ là tổng bộ mới của điện khí Hải Thái. Nơi đó sao, Hải Thái vẫn luôn đàm phán với bọn họ cơ mà. Chương 453, hỗn loạn. Sản xuất mắt đọc, ở trong nước ngoài Philips và Sony thì không có công ty thứ ba. Đường Học Khiêm có kiến thức về mảng này, giải thích. Quan trọng nhất là kỹ thuật đèn LED mà người kia vừa nói, chỉ có mấy cự đầu hải ngoại nắm giữ. Tôi nghe nói mắt đọc là linh kiện phức tạp nhất trong đầu đĩa, từ đèn LED ra còn có nhiều kỹ thuật độc quyền khác. Cho dù mua được đèn LED từ chỗ Philips cũng không thể sản xuất mắt đọc đủ chất lượng. Rồi quay sang hỏi Tạ Kiếm Nam. Chủ tịch Tạ, tôi nói có đúng không nhỉ? Philips sao có thể chuyển nhượng kỹ thuật mắt đọc cho Ái Đạt, hắn đang trong chấn động dữ dội không nghe rõ câu hỏi của Đường Học Khiêm. Đang lúc hưng phấn bị người ta cho gáo nước lạnh, đang ở trên đỉnh núi cao, bị người ta đá lăn xuống. Tạ Kiếm Nam chỉ thấy miệng đắng nghét, muốn lập tức kiểm chứng thực hư, còn lòng dạ nào trả lời Đường Học Khiêm. Máy móc gật đầu, thầm hy vọng đây là tin tức Trương Khắc tung ra để phá hoại. Tạ Chiêm nhích đến, hỏi nhỏ. Liệu có phải bên kia cố ý truyền tin tức giả không? Trấn Ích Long cách đây được bao xa, tin tức thực giả gọi cú điện thoại xác nhận được ngay, bọn họ không ngu như vậy. Tạ Hán Tĩnh mất đi sự ung dung thường nhật, chất vấn Tạ Kiếm Nam. Trước đó sao Khoa Vương không biết chút nào, tên Lưu Minh Huy kia là sao? Chuyện trọng yếu như thế Philip không thể đàm phán vài ngày là đồng ý được. Triệu Cẩm Vinh sốt ruột. Lưu Minh Huy đâu rồi? Tạ Kiếm Nam lại tìm mãi không thấy Lưu Minh Huy đâu, lúc này mới nhớ khi Trương Á Bình mấy ngày trước tham quan nhà máy của Khoa Vương đã nói, cho dù muốn kỳ hợp đồng dài hạn cũng đợi qua đại hội nhà phân phối đã. Giờ nghĩ lại thì đó là ám thị rất rõ ràng,
nhưng ai ngờ được tới chuyện này. Lục Dật Quang chưa phụ trách phương diện kinh tế bao giờ, không hiểu lắm. Cho dù Ái Đạt sản xuất được mắt đọc thì có khác biệt gì? Tôi cũng không rõ lắm, chắc mấy người kia hiểu rõ hơn. Kim Quốc Hải chỉ người của Khoa Vương, lúc này phóng viên ngoài hội trường đã bỏ đi gần hết, nhà phân phối cũng nối nhau đi theo, đại biểu doanh nghiệp đầu đĩa càng vắt chân chạy khỏi hội trường. Kim Quốc Hải hỏi Tạ Kiếm Nam. Chủ tịch Tạ không chỉ bí thư lực mơ hồ, tôi cũng chẳng hiểu ra sao. Sốt cuộc có gì khác biệt? Tạ Kiếm Nam nghe câu này như bị sát muối vào lòng, không biết phải trả lời ra sao. Là vấn đề giá thành, trong phòng nghỉ tôi nói gì với bí thư Chu nhỉ? Ái Đạt có thể tự thiết kế sản xuất chip điều khiển rồi, bí thư Chu nói Khoa Vương sẽ mau chóng bắt kịp, thực ra chip điều khiển không phải là linh kiện chủ yếu, phải sản xuất tới quy mô lớn nhất định mới giảm được chút chi phí không rõ ràng. Còn chip giải mã chiếm một nửa giá thành sản xuất đầu đĩa, nếu tự sản xuất được sẽ tiết kiệm không ít tiền. Đường Học Khiêm lặp lại câu nói lúc nãy. Chủ tịch tôi nói có đúng không nhỉ? Tạ Kiếm Nam chua chát gật đầu, quan trọng không chỉ ưu thế giá thành, ảnh hưởng tâm lý còn lớn hơn. Người trong hội trường chớp mắt đã bỏ đi quá nửa, đại biểu Sony là Đỗ Biên Kính đứng ngồi không yên, thì thầm với trợ thủ Hoàng Lập Quyên, bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao Philip lại có thể chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền cho công ty thứ ba. Á Đạt và Ti hợp tác sản xuất mắt đọc có vẻ ảnh hưởng tới Philip nhiều hơn Sony, nhưng chuyện khó hiểu càng làm người ta bất an. Đỗ Biên Kính suy nghĩ một lúc, thấy hiện giờ chỉ có thể tới Trấn Ích Long tìm hiểu rõ ngọn ngành, đi tới cúi mình chào Tạ Kiếm Nam cáo từ. Ông Tạ, hợp đồng của chúng ta đã ký kết xong, xin lỗi quá, hoạt động tiếp theo chúng tôi không tham gia được, phải đi trước đây. Tạ Kiếm Nam gượng cười. Ngài Đỗ Biên, để tôi an bài xe cho ngài. Không cần, cảm ơn. Đỗ Biên Kính vừa hay tin tức này biết ngay nó là cú đấm trời giáng vào tham vọng lớn của Khoa Vương, giống như cuộc chạy đua, thấy tuyển thủ phía trước trượt chân, vừa thở phào, thì nhận ra người ta dậm đà vọt lên phía trước, vừa rồi chỉ là nhìn nhầm mà thôi, chắc tâm lý ai cũng không dễ chịu gì. Đường Học Khiêm xem đồng hồ, bảo Chu Phú Minh. Chúng ta cùng tới Trấn Ích Long nhé, hạng mục đầu tư 30 triệu mà thành phố không hay biết gì cả, Ái Đạt quá đáng lắm rồi, chúng ta phải đi phê bình bọn họ. Chu Phú Minh làm gì còn tâm tình đi tới đó cho người ta chế nhạo, lắc đầu nói. Thị trưởng cùng đồng chí Tiểu Sơn, Quốc Hải đi là được rồi, cũng không cần phê bình gì cả, dù sao Ái Đạt cũng đóng góp cho đại cục kinh tế của Hải Châu. Đường Học Khiêm không nói gì thêm, nếu chẳng phải vừa nãy Chu Phú Minh đắc ý tới cuồng ngạo, thì ông đã chẳng mỉa mai ông ta làm gì, gọi Đỗ Biên Kính vừa vòng qua đài chủ tịch. Ông Đỗ Biên, các ông đi đâu đấy, chúng tôi tới Trấn Ích Long, nếu thuận đường cho chúng tôi đi nhờ. Nhìn Đường Học Khiêm đi theo Đỗ Biên Kính, Tạ Kiếm Nam càng cay đắng, lúc này Lưu Minh Huy chạy tới, sắc mặt rất khó coi, chắc được tin rồi. Triệu Cẩm Vinh mặt âm trầm hỏi. Cậu đi đâu đấy? Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch Điện khí Hoa Ý Quảng Châu ở bên ngoài, Hoa Ý là đại lý cấp 1 của Ái Đạt, bọn họ muốn làm đại lý của Khoa Vương. Lưu Minh Huy thấy sắc mặt Triệu Cẩm Vinh rất dễ sợ, giật mình buột miệng. Bọn họ hiện đang tới Trấn Ích Long. Hắn không nói câu này còn đỡ, vừa nói ra như đổ dầu vào ngọn lửa âm ỉ từ nãy tới giờ của Triệu Cẩm Vinh, trừng mắt lên quát. Cái mắt chó của mày mù rồi à, làm ăn ở Ái Đạt kiểu gì thế? Một nhà máy lớn như vậy mà không hay biết chút gì cả. Triệu Cẩm Vinh trước khi phất lên là mưu manh ở thành phố Hải Châu, tới khi Cẩm Thành có quy mô thì ông ta mới kiềm chế bớt, hôm nay thì không nhẫn nại được nữa, chửi mắng Lưu Minh Huy tối tăm mặt mũi. Lưu Minh Huy cực giận, nhưng không có gan cãi lại. Giám đốc Triệu, chuyện còn chưa làm rõ, ông bớt nóng đã. Tạ Kiếm Nam cố trấn tĩnh lại, không thể để bên mình loạn trước được. Trần Tinh hớt ha hớt hải từ ngoài đi vào, vấp phải ghế, đau cập người lại, không kịp xoa chân, tiếp tục cắn răng chạy tới. Tin tức do mấy phóng viên đi theo Ái Đạt tới Trấn Ích Long truyền về, nửa tiếng trước Ái Đạt ký kết hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật với Philip, chi tiết không công bố. Sau đó Ái Đạt thông báo đã nắm được tất cả kỹ thuật chế tạo mắt đọc, nhà máy sản xuất mắt đọc đầu tư 30 triệu đô la Mỹ, do Ái Đạt nắm 60% cổ phần, Ti 40%. Hai hợp đồng này đều làm người ta không hiểu nổi, tất cả suy đoán Ái Đạt chinh phục được hai cự đầu thế giới bằng cái gì. Mọi người hoài nghi đằng sau có hợp đồng bí mật nữa, hiện đang số đang đợi bên đường chờ xe tới Trấn Ích Long. Tạ Kiếm Nam lòng rối loạn, hai hợp đồng này cực kỳ vô lý. Đằng sau chắc chắn còn hợp đồng bí mật nữa. Làm sao đây? Tạ Chiêm lo lắng hỏi.
hay là tôi tới Trấn Ích Long xem thế nào? Người trong hội trường đã đi sạch, chỉ còn lại thưa thớt vài mống, ngay cả người của DTHTW cũng nhìn nhau lộ ra vẻ mặt, hay là tới Trấn Ích Long xem sao? Đại hội hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Để Tiểu Tĩnh đi. Tạ Kiếm Nam quyết định, Tạ Chiêm mà tới đừng hòng bước được qua cửa. Anh và Lưu Minh Huy ở đây ứng phó, có tin tức gì gọi điện báo cho tôi. Chu Phú Minh biết lúc này đám Tạ Kiếm Nam không còn tâm tình gì chiêu đãi mình nữa, nói. Chúng tôi về thành phố trước đây, có gì cậu cứ liên lạc, giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Lời này của Chu Phú Minh làm Tạ Kiếm Nam dễ chịu hơn một chút, dù sao ông ta vẫn là người đứng đầu Hải Châu. Chu Phú Minh đương nhiên không muốn Khoa Vương đang lúc vỗ cánh chuẩn bị bay lên thì Ái Đạt Phung một gậy đánh nằm bẹp xuống, nếu thế ông ta còn uy tín gì nữa, còn mặt mũi nào tranh với Đường Học Khiêm. Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải Đường Hoàng theo Đường Học Khiêm còn Lục Giật Quang, Dương Húc Thăng, Cố Diệu, Vương Văn Thanh muốn theo Đường Học Khiêm tới Trấn Ích Long lắm, nhưng không bỏ thể diện xuống được, Chu Phú Minh biết rất rõ. Dương Húc Thăng cuối năm sẽ lùi về tuyến 2, Tống Bồi Minh vào thường ủy đã được xác định, Đường Học Khiêm lại có thêm một trợ thủ mạnh. Ở góc bên hồ của nhà khách Văn Sơn có tòa tiểu lâu rất đẹp, thường ngày không dùng tới, vì đây là nơi trú chân của Chu Phú Minh. Hiện nhường ra chiêu đãi đám Trần Gia Thiện và anh em Tạ Hán Tĩnh. Tạ Kiếm Nam đứng dựa vào bệ cửa sổ, đằng sau là tiểu cẩm hồ lấp lánh sánh sóng chiếu lên cửa kính pha lê. Tạ Chiêm ngồi cúi gằm mặt, tay cầm điều thuốc, tàn thuốc rất dài rồi, sau đó cháy tới tay hắn, hắn mới giật mình, làm tàn rơi xuống cả thảm. Tạ Hán Tĩnh tay gõ bàn trà bên cạnh, quét mắt qua tất cả mọi người trong phòng nói. Chấp nhận hiện thực đi, vứt bỏ hết ảo tưởng trước đó. Hiện giờ xem ra Khoa Vương chỉ dựa vào hào quang Tiêu Vương mà muốn hạ gục Ái Đạt là không thể. Ái Đạt sản xuất được mắt độc, chi phí sản xuất giảm rất nhiều, quan trọng là thái độ ủng hộ của Philip với Ái Đạt làm người ta không ngờ. Không giấu gì mọi người, nghe tin này tôi cũng choáng váng, nghĩ Philip điên rồi hay sao? Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải chấp nhận. Trần Gia Thiện vừa hút thuốc vừa nói. Đây là chuyện không ai muốn nhìn thấy. Nói một câu ỷ tuổi tác thì người ngồi đây Kiếm Nam và Tạ Chiêm kinh nghiệm hơi ít, người còn lại có ai chưa từng trải sóng gió. Rồi mỉm cười với Triệu Cẩm Vinh. Giám đốc Triệu, tôi là người ngoài nghề, nhưng Kiếm Nam do tôi nhìn lớn lên từ nhỏ, nó có vài tính xấu, song kiến thức và năng lực thì đám giả bọn tôi kém xa lắm. Tạ Kiếm Nam rất cảm kích Trần Gia Thiện lúc này nói đỡ giúp hắn, nếu cổ đông Khoa Vương xảy ra mâu thuẫn, chỉ tổ làm trò cười cho Ái Đạt. Triệu Cẩm Vinh từ lúc vào phòng này mặt cứ khó đăm đăm, ông ta ôm hy vọng cực lớn vào Khoa Vương, không ngờ nhận được chỉ là một ảo tưởng. Chính như Tạ Hán Tĩnh nói, lúc này Khoa Vương không thể chống lại Ái Đạt, bất kỳ doanh nghiệp đầu đĩa nào trong nước cũng không thể, theo kinh nghiệm của ông ta, không đè được người chắn chắn bị người ta đè lại, cho nên ông ta có cảm giác không lành, tâm tình không sao thả lỏng được. Triệu Cẩm Vinh đã đầu tư vào Khoa Vương 40 triệu, lần này Khoa Vương lại tiếp tục thiếu tiền. Ông ta vốn mong sau đại hội nhà phân phối, tiền đảm bảo thu được bù đắp phần thiếu hụt tài chính của Cẩm Thành, ai ngờ tới mức đại hội tan vỡ giữa chừng, làm sao mà không lo cho được. Nhưng nghe ngữ khí ung dung của Trần Gia Thiện, lo lắng dịu đi phần nào. Tạ Hán Tĩnh tung hoành thương nghiệp 20 năm, gặp phải không ít trắc trở rồi, chỉ sợ Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm tuổi trẻ khí thịnh, không bình tĩnh đối phó được với Ái Đạt từng bước lấn tới, thế mới nguy hiểm thực sự. Tôi rất xem trọng tiền đồ của Khoa Vương. Nhưng có điều phải bỏ đi cái ảo tưởng cho Ái Đạt phá sản trong vòng 2 năm đã. Ngoài ra, tôi nghĩ Khoa Vương phải học tập vị hàng xóm này, trong nước không có mấy doanh nghiệp nắm được kỹ thuật hạch tâm của sản nghiệp, chỉ bằng điểm này Ái Đạt đáng để chúng ta học tập rồi. Chu Phú Minh trên đại hội nhà phân phối của Khoa Vương có phát biểu. Sản nghiệp đầu đĩa là sản nghiệp ưu thế duy nhất trong nước trong lĩnh vực điện tử. Nhưng người có chút kiến thức đầu đĩa thôi đều rõ. Hai kỹ thuật hạch tâm nhất của đầu đĩa là chip giải mã và mắt đọc nắm trong tay cự đầu hải ngoại. Cái ưu thế ngu xuẩn kia ở đâu ra? Tuyệt đại đa số doanh nghiệp đầu đĩa trong nước chẳng qua chỉ kéo một đống nông dân tới, cầm tô vít dựa theo tiêu chuẩn lắp linh kiện thành đầu đĩa mà thôi, có mặt mũi nào dám nói là ưu thế sản nghiệp điện tử. Cho nên bước đi này của Ái Đạt mới gây oanh động như vậy, trong mắt người chuyên nghiệp, nhà máy mắt đọc này có ý nghĩa sâu xa ăn đứt Tiêu Vương của Khoa Vương. Những phóng viên tới Hải Châu đều không còn lạ gì sản nghiệp đầu đĩa nữa, bọn họ không thể cưỡng lại sự thu hút hút tin tức này. Ngoài nhà khách Văn Sơn, các phóng viên cùng nhà phân phối súng xít bên đường, tranh nhau từng chiếc taxi, có cái mấy người chui vào liền, không đi nổi,
làm đoạn đường này bị tắc nghẽn, số lượng xe taxi còn kém rất xa lượng nhu cầu. Đường Học Khiêm bảo với Hứa Thụy Bình. Cậu báo với bên giao thông phái mấy chiếc xe buýt đưa người qua đó. Hứa Thụy Bình nhìn tình hình ùn tắc bên đường, nếu không có tổ chức, cục diện khó mà giải quyết được, nói. Thị trưởng, hay là để tôi xuống trước, lát nữa tới chân Ích Long tìm mọi người. Cũng được, vậy chúng tôi tới thẳng đó. Xe gian nan đi qua đám đông, đến đường Thành Sơn liền thông thoáng hơn nhiều. Đường Học Khiêm thở phào. Quốc Hải, anh nói xem tên nhóc Trương Khác này có phải là thuần túy muốn trêu chúng ta không, hành động lớn như thế mà không nói một câu nào. Kim Quốc Hải cười. Tạ Hán Tĩnh nói rất ít nhưng cặp mắt sắc bén, chúng ta mà có chuẩn bị trước, nói không chừng không thấy được màn biểu diễn đặc sắc này. Đường Học Khiêm cười ha hả, trong lòng tất nhiên sảng khoái lắm, nhưng không cần thiết phải nói ra. Lúc này một chiếc BMW đỏ chót phóng vút qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã bỏ cách họ tới 1 km. Đó là xe của Trần Tĩnh, cô ta tới Hải Châu đem cả xe cưng theo rồi, có điều thường ngày do chưa quen đường, chỉ ngồi xe công ty, ít khi lấy nó ra. Lần này vì tranh thủ thời gian, mà đường từ nhà khách Văn Sơn tới Trần Ích Long cô ta đi vài lần rồi, chở theo Lưu Minh Huy tới đó. Đến Trần Ích Long, nhưng phóng viên nhanh chân đã có mặt rồi, vào khu vực nhà máy. Có nhân viên công tác của Ái Đạt nhiệt tình tới thẳng nhà ăn, chỉ có nơi đó không gian rộng nhất, tới đó thì trừ phóng viên đang đợi ra, các nhà phân phối theo Ái Đạt ngay từ đầu đã được dẫn đi tham quan nhà máy. Trần Tĩnh và Lưu Minh Huy tới nhà hành chính của Ái Đạt, nơi đây mở cửa với bên ngoài chứ không phong tỏa như ở nhà máy còn có bảo vệ đặc biệt trừ khi có nhân viên Ái Đạt dẫn vào nếu không thì chịu chết. Lưu Minh Huy tinh thần sa sút tới cực điểm. Bị Triệu Cẩm Vinh chửi như chửi con ở mà không ai nói giúp một câu, giờ không còn dũng khí bước vào nữa. Xe Đường Học Khiêm tới thẳng tòa nhà hành chính của Ái Đạt, không cần gọi điện trước cho Trương Khác, từ phòng bảo vệ, Mã Hải Long vội đi ra đón. Chào thị trưởng, tôi đã thông báo cho Khác thiếu gia, giám đốc Tô và bí thư Tống, họ sẽ ra ngay lập tức, thị trưởng vào đây ngồi chút không ạ? Không cần, chúng tôi đợi ở ngoài cũng tốt, thoáng khí mà, suốt ngày ở trong văn phòng rồi. Đường Học Khiêm thoải mái xua tay, thấy xe BMW màu đỏ cùng Trần Tĩnh và Lưu Minh Huy ở bên, nói. Vừa rồi là xe của Trần Tiểu Thư sao? Tốc độ nhanh quá, nhanh tới mức cảnh sát giao thông Hải Châu không kịp chụp biển số. Trần Tĩnh cười xấu hổ, tới chào nhóm Đường Học Khiêm và Độ Biên Kính, Lưu Minh Huy thì chân như đeo chì, lưỡi cũng như đúc bằng thép, hối hận mình theo đến đây làm gì, trừ bẽ mặt nhục nhã thì làm gì có cảm thụ khác. Đám Trương Khác từ nhà máy đi ra. Còn có Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Trương Á Bình, Ngải Mặc đi cùng, Trần Tĩnh nghĩ, trước kia thường nói tam cự đầu, hiện giờ phải nói là tứ cự đầu rồi. Bất kể nói thế nào, giới truyền thông, nhà tiêu thụ và doanh nghiệp đầu đĩa đều nhận thức được một điều, ở sản nghiệp đầu đĩa, Ái Đạt đã vượt qua hết người trong nghề rồi, còn bỏ lại rất xa. Cái địa vị này không phải vì Ái Đạt đang chiếm 40% phân ngạch thị trường biến hóa vô thường lại mau chóng. Mà do ưu thế sản nghiệp và kỹ thuật của Ái Đạt đã hình thành ưu thế giá cả, cùng với quan hệ thân mật tới mức quỷ dị cùng tam cự đầu. Điều này khiến tất cả người trong ngành run rẩy không dám sinh ra vọng tưởng xa vời khiêu chiến địa vị của Ái Đạt. Khoa Vương chẳng phải tự cho rằng lấy được Tiêu Vương quảng cáo là có thể khiêu chiến Ái Đạt sao? Giờ thì ăn một cái tát nổ đom đóm rồi. Đã có phóng viên ghi vào sổ tay Khoa Vương và Ái Đạt cùng cạnh tranh kỹ thuật, doanh nghiệp Tiêu Vương bị một cái tát đanh gọn chuẩn bị làm tiêu đề bài báo hôm sau. Chương 454, phong thái tứ cự đầu. Còn về cướp mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt sao, càng khỏi mơ tưởng hão huyền nữa, năm 96 Ái Đạt mang lại cho hệ thống phân phối lợi nhuận ít nhất tới 300 triệu. Trước đó dự đoán Ái Đạt mất đi Tiêu Vương thị trường sẽ thu hẹp, giờ loại dự đoán này không còn cơ sở nữa rồi. Có nhà phân phối nào không ôm chặt lấy chân Ái Đạt? Trừ khi bọn họ không rõ tình thế. Hiện giờ người trong nghề chỉ sợ Ái Đạt lợi dụng đủ các loại ưu thế này điên cuồng mở rộng thị trường, lúc đó chẳng ai ngăn được, trên cuộc họp báo có phóng viên trực tiếp đưa ra câu hỏi. Xin hỏi Ái Đạt mục tiêu năm 97 là giữ phân ngạch thị trường năm nay hay là muốn nhiều hơn? Dương Vân đại biểu cho Ái Đạt phát biểu. Chúng tôi thấy Khoa Vương, bộ cao, Ái Đa phát triển nhanh chóng, tân khoa chuyên sâu nghiên cứu kỹ thuật làm người ta khâm phục, đối diện với đồng nghiệp ưu tú như vậy, Ái Đạt chúng tôi thảo luận. Năm sau giữ được 30% phân ngạch thị trường là thành tích không tệ rồi. Nhìn thấy micro, máy ghi âm, ống kính chĩa vào Dương Vân, trong lòng Lưu Minh Huy cực kỳ khó chịu, người đứng ở vị trí đó phát biểu đáng lẽ là hắn.
hắn thậm chí không dám đứng gần một chút, chỉ sợ gặp phải người quen ở Ái Đạt. Mục tiêu thị trường năm sau của Ái Đạt với Khoa Vương mà nói chắc chắn là tin tức tốt làm bọn chúng thở phào nhẹ nhõm, Khoa Vương có Tiêu Vương chăng nắc cũng không kháng cự nổi ưu thế cực lớn về giá của Ái Đạt. Huống chi trừ DHTTW chẳng lẽ không còn cách khác để quảng cáo. Khi Lưu Minh Huy ở Ái Đạt, đã được nghe sách lược oanh tạc kiểu bom trải thảm từ chương khác. Ái Đạt hạ mục tiêu thị trường tới 30%, chắc chắn cho ba doanh nghiệp chiếm đoạn quảng cáo giờ Hoàng Kim có cơ hội thở lấy hơi, Khoa Vương cũng là kẻ hưởng lợi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, Ái Đạt không cho phép người khác trực tiếp xâm phạm địa vị thị trường của mình. Trần Tính, Lưu Minh Huy đem tình hình ở cuộc họp báo truyền về nhà khách Văn Sơn. Cạnh tranh quá tàn khốc với Ái Đạt mà nói cũng không có lợi gì. Tạ Hán Tĩnh nghiêm túc phân tích nguyên nhân khiến Ái Đạt hạ mục tiêu thị trường. Trước đó thành phố Hải Châu thống nhất ý kiến đã có tác dụng nhất định, Đường Học Khiêm này, tôi thấy là người rất biết chiếu cố toàn đại cục đấy. Người trong phòng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý hơn nữa, nếu như Ái Đạt đã có hậu chiêu, việc lôi kéo đám Lưu Minh Huy không thể nói là triệt để chọc giận Trương Khác. Chỉ là đám Lưu Minh Huy còn tác dụng gì ở Khoa Vương nữa đây? Triệu Cẩm Vinh mặt giãn ra một chút, nhưng chưa nhẹ nhàng lắm, toàn bộ người nhà họ Tạ cũng thế, hiện rất nhiều kế hoạch trước đó cần điều chỉnh rồi. Điều chỉnh ra sao, làm thế nào lấy được tiền đảm bảo như Ái Đạt, làm sao tránh trực tiếp đối kháng với Ái Đạt v.v.v. Rất nhiều chuyện phải thảo luận rõ ràng, hôm nay đại hội nhà phân phối của Ái Đạt đã kết thúc, ngày mai đại hội của Khoa Vương vẫn phải tiếp tục. Tạ Kiếm Nam hỏi, hay là bảo Trần Tĩnh và Lưu Minh Huy về trước đã? Thằng vô dụng đó về làm gì, hy vọng nó giúp được gì à? Triệu Cẩm Vinh không nể nang gì nữa. Mời Trần Tiểu Thư về đi. Cả giám đốc Úc nữa, cũng tới nghiên cứu một chút. Tạ Kiếm Nam không muốn đá đít Lưu Minh Huy như thế, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm công tác phong phú, lương một năm cũng trả rồi, phải làm sao dùng cho đáng. Nhưng lúc này hắn không dám trái ý Triệu Cẩm Vinh, công tác trước giờ luôn do hắn chủ trì, để xảy ra sai sót lớn như vậy, Triệu Cẩm Vinh không trực tiếp chút giận lên hắn đã là nể mặt lắm rồi. Phía Trần Tĩnh nhận được điện thoại thì cuộc họp báo đã kết thúc, buổi chiều Ái Đạt mở họp nhà phân phối khép kín. Đã không còn gì để hồi hộp nữa, giới truyền thông bám theo Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc. Khoa Vương đành trì hoãn đại hội nhà phân phối tới ngày mai. Trần Tĩnh không tìm được cơ hội tiếp xúc với Trương Khác, đành về nhà khách Văn Sơn trước nghĩ đối sách. Lưu Minh Huy được thông báo ở lại ngoài hiệp trợ bố trí lại hội trường, hắn muốn khóc mà khóc không nổi, biết mình đã bị gạt bỏ ngoài tầng hạch tâm của Khoa Vương rồi. Xét thấy các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp điện tử năng lực đồng bố quá tệ, Ái Đạt khi xây dựng nhà máy tăng thêm công trình phụ trợ sinh hoạt cho công nhân viên. Có điều tốc độ phát triển của khu công nghiệp nằm ngoài tưởng tượng, một mình Ái Đạt cung cấp hậu cần cho toàn bộ khu công nghiệp là quá căng. Thời gian nghỉ trưa, nhà ăn công nhân viên chật kín, rất nhiều người mua đồ ăn nhanh mang vào nhà máy ăn. Trương Khác đưa nhóm Đường Học Khiêm tới tầng 2 của nhà ăn. Đường Học Khiêm đứng ở tầng 2 nhìn dòng người đổ vào đại sảnh nhà ăn nói với Tống Bồi Minh. Tốc độ kiến thiết khu quy hoạch mới của Trần Ích Long phải nhanh lên, xu thế phát triển khu công nghiệp tốt thế này, hậu cần không theo kịp là anh thất chức đấy, đừng có suy nghĩ không bao lâu nữa là có thể vứt bỏ gánh nặng. Vâng, thưa thị trưởng, tôi sẽ vẫn vác trọng trách này trên vai. Tống Bồi Minh hơi khom lưng cười nói. Nếu hậu cần không đảm bảo được, tôi đích thân lái xe đưa cơm cho công nhân viên. Có điều hơn 1000 mẫu đất phía nam khu công nghiệp đã nói để cho Ái Đạt rồi, nhà máy mắt đọc dùng mất 200 mẫu, tôi thấy chẳng bao lâu sẽ dùng hết. Tiếp tục quy hoạch sẽ tới khu phong cảnh bên sông, chỉ còn lại 2000 mẫu phát triển, Khoa Vương có hành động gì thì chưa biết, họ muốn đất, chúng tôi không thể không cấp. Muốn kéo Tạ ra, Triệu Cẩm Vinh, Trần Gia Thiện xa lầy hết vào đống hỗn độn Khoa Vương thì phải để lại không gian phát triển nhất định ở khu công nghiệp cho bọn chúng. Anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đường Học Khiêm tâm trạng cực tốt. Khoa Vương hôm nay coi như được một bài học rồi, trước đó bọn họ chỉ có nhà máy lắp ráp, tôi nghĩ sau này sẽ học theo Ái Đạt, không đơn thuần lắp ráp nữa, như vậy phải để cho bọn họ mảnh đất phía đông, chúng ta thế nào cũng phải cho họ cơ hội cống hiến vì kinh tế Hải Châu đúng không ạ? Vậy đất còn dư rất ít. Tống Bồi Minh trình bày. Khu công nghiệp giấy ở trấn Tân Kiều cũng chỉ còn lại 500 mẫu, nếu lần này hạng mục của Tân Quang đàm phán xong sẽ phải cấp cho họ. Vậy các doanh nghiệp khác phải làm sao? Không thể cứ kéo một doanh nghiệp vào lại phải chạy lên thành phố xin một mảnh đất, như thế phê duyệt quá rắc rối. Ý anh là cấp luôn cho anh một mảnh đất lớn,
nối liền khu công nghiệp giấy và công nghiệp điện tử làm một chữ gì? Thị trưởng, sáng suốt. Tống Bội Minh cười nịnh. Có thể tính cả Trấn Tượng Sơn vào, làm khu khai phát cấp tỉnh, một lần giải quyết hết vấn đề phát triển, sau này khỏi cần có chuyện xảy ra lên trên khóc lóc xin chính sách, xin ưu đãi, như trẻ đòi bú. Anh không sợ người khu thành Nam ăn trong rào ngoài sao? Đỗ Tiểu Sơn đùa. Anh rời khu thành Nam rồi, cũng muốn mang hai miếng thịt béo nhất của khu đi à? Chuyện Tống Bội Minh vào thường ủy, trình tự khảo sát phòng tổ chức tỉnh đã tiến hành xong, chỉ đợi thông báo nữa thôi. Biên chế hành chính của khu khai phát cấp tỉnh ngang cấp huyện, khu công nghiệp giấy đã đành đi, khu công nghiệp điện tử giá trị sản lượng năm nay có thể đột phá 5 tỷ, so ra các khu khai phát của Hải Châu đặt mục tiêu nay 500 triệu thật thua kém xa quá. Đường Học Khiêm nhìn Trương Khắc nói. Còn có một ý kiến nữa là gộp Trấn Tân Kiều và Trấn Ích Long vào làm một khu khai phát. Bác nhìn cháu làm gì, chuyện ở thành phố cháu xen mồm vào được sao? Trương Khắc nhún vai. Cháu chỉ hy vọng ý thức phục vụ công cộng của chính phủ theo kịp thôi. Trương Khắc có khuynh hướng ngả về phương án 3 Trấn Ích Long, Tân Kiều, Tượng Sơn lập một khu riêng, còn khu phong cảnh Tây Nam Trấn Ích Long thống nhất quy hoạch vào khu phong cảnh thành phố, có lợi cho bố cục chỉnh thể. Ai tăng thêm một biên chế hành chính cấp huyện đâu phải chuyện đơn giản. Đường Học Khiêm cảm khái nói. Chương 455, con đường duy nhất. Tống Bội Minh còn ở khu thành Nam thì không một ai cướp được hai miếng thịt mỡ khu công nghiệp giấy và khu công nghiệp điện tử khỏi tay chính phủ thành Nam, đó cũng là nguyên nhân ông ta mau chóng nhảy lên được thành phố. Có điều sau khi ông ta đi rồi, khu thành Nam sẽ chống hai vị trí bí thư và khu trưởng ông ta đang kiêm nhiệm, người kế nhiệm không thể kiêm chức nữa. Không ai có năng lực so kè với thành phố, hiện tiêu điểm là làm sao moi được hai miếng thịt mỡ này. Nhà ăn công nhân viên quá đông, nhà phân phối, phóng viên chia ra tới nhà hàng Tây Thanh ăn cơm, đa phần mua thức ăn nhanh kiếm chỗ giải quyết, hiện tại xem ra không có nhà phân phối nào bỏ ái đạt, chỉ có ai không tranh được quyền đại lý mới tìm Khoa Vương, nhưng sáng nay bị hất cho một chậu nước lạnh, tất cả đều nhận thức được năm 97 Khoa Vương muốn vượt ái đạt chỉ mà vọng tưởng. Đại hội buổi chiều do Dương Vân, Chu Nhất Bình chủ trì là được, không có nghĩa là Tô Tân Đông được nhàn hạ, các đại biểu Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa đều đưa yêu cầu chính thức tiếp xúc, cả độ biên kinh cũng thế. Ngoài ra còn có rất nhiều yêu cầu phỏng vấn của báo chí, cả việc hợp tác với Ti, C, Q, Philip cũng phải nhanh chóng triển khai. Lịch trình của Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tương Vi An bài kín mít, nhìn đã thấy khó thở. Ba cự đầu còn lại buổi chiều phải rời khỏi Hải Châu. Đường Học Khiêm đại biểu thành phố mời ba bọn họ và Diệp Kiến Bân, Cát Minh Đức, Tôn Thương Nghĩa dùng tiệc. Buổi biểu diễn sáng này quá tuyệt vời, nhưng mọi người giữ thân phân phận, nên không thể đắc ý nói cho đã miệng được. Tan tiệc, chỉ còn lại Diệp Kiến Bân và người thực nghiệp Gia Tín ở lại cùng Trương Khắc, lúc này nói chuyện không cần cố kỵ nữa, Phó Gia Tuấn không kìm được hỏi. Vì sao Ái Đạt chủ động cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi? Cho dù không muốn mở rộng thị trường cũng phải giữ phân ngạch hiện giờ chứ. Với câu hỏi của Phó Gia Tuấn, Trương Khắc cười hỏi lại. Nhà đầu tư Hồng Kông muốn một thị trường ổn định có thể dự đoán, hay là muốn thị trường chém giết tưng bừng khó dự đoán? Ồ, Phó Gia Tuấn ngạc nhiên lắm. Khắc thiếu gia muốn đưa Ái Đạt lên thị trường chứng khoán Hồng Kông nhanh thế sao? Hiện giờ chỉ có thể mượn xác lên thị trường chứng khoán, không bằng 2 năm nữa. Trương Khắc tiếp tục hỏi lại. Nếu do thực nghiệp Gia Tín mua lại tài sản của Ái Đạt thì phương án này có khả thi không? Hiện là thời cơ tốt nhất bàn vấn đề này với đám Tôn Thượng Nghĩa rồi. Thị trường cạnh tranh quá tàn khốc không có lợi gì cho Ái Đạt, huống chi Trương Khắc còn nhận lời Đường Học Khiêm chiếu cố đại cục phát triển kinh tế Hải Châu, sự tồn tại của Khoa Vương có lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp điện tử. Ái Đạt lấy một tư thế mạnh mẽ, trấn áp tất cả doanh nghiệp trong nghề, nhưng lại hạ mục tiêu thị trường, cho bọn họ không gian sinh tồn rộng rãi, vừa có lợi cho ổn định thị trường, vừa lợi cho đầu đĩa siêu cấp VCD mau chóng phổ biến. Quan trọng nhất là Trương Khắc muốn đưa Ái Đạt vào thực nghiệp Gia Tín giữa năm sau, sao có thể để nhà đầu tư thấy một thị trường tanh máu. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Phó Gia Tuấn đều ngồi thẳng người dậy nhìn Trương Khắc chăm chú, xem ra y không giống đang nói đùa. Tôn Thượng Nghĩa cẩn thận hỏi. Nghe nói doanh thu năm nay của Ái Đạt là 4 tỷ. Chừng đó, dù có kém cũng không ít hơn là bao. Trương Khắc đáp. Ái Đạt có đạt được lãi dòng 1 tỷ không? Nói tới nước này, một số vấn đề mẫn cảm Tôn Thượng Nghĩa không kỵ huý nữa. Chừng đó, dù có kém cũng không ít hơn là bao. Trương Khắc cười.
Năm nay là năm đầu tiên Ái Đạt tránh thuế. Đúng vậy. Ái Đạt có thời gian thành lập hơi ngắn, lấy doanh nghiệp tương quan ở Hong Kong ra tính, có thể có giá trị cổ phiếu từ 4, 6 tỷ. Tôn Thượng Nghĩa không phải không bị Trương Khác làm động lòng mà thấy quá khó tin. Hiện thực nghiệp gia tin chỉ có giá trị 1 tỷ, muốn thực thi phương án này khác gì rắn nuốt voi. Phải thừa nhận đây là phương án lớn gan tới kinh người, một phương án làm tim người ta đập thình thịch. Lần này mời mọi người tới đây chính là để bàn phương án này. Trương Khác không làm cố vờ cao thâm, cũng không tỏ vẻ lên mặt gì. Bài viết của Phó Bộ trưởng Diệp tôi đã chuyển cho mọi người xem rồi, quan điểm của ông ấy tôi vô cùng tán đồng, tuy có rất nhiều người phản bác nó, nhưng Ái Đạt lấy đấy làm căn cứ lập quy hoạch phát triển tương lai. Cũng là nguyên nhân tôi không chủ trương khai phát thị trường Đông Nam Á, đương nhiên cũng không thể sợ nghẹn mà không ăn cơm, phải từng bước triển khai công tác thị trường ở Đông Nam Á, nhưng không đặt làm trọng điểm. Kinh tế châu Á một khi xảy ra biến động, Hồng Kông không thể một mình an toàn được, đó là một phán đoán của tôi. Phán đoán thứ hai là năm sau Hồng Kông về nước, xí nghiệp vốn đầu tư trong nước sẽ trở nên được ưa chuộng. Chẳng phải rất nhiều cơ cấu đầu tư Hồng Kông đang xoa tay đợi nhảy vào sao? Hai phán đoán này có thể xảy ra hay không, ảnh hưởng sâu tới đâu là vấn đề tôi đang suy nghĩ. Trước tiên chưa nói tình thế kinh tế châu Á phát triển ra sao, xét quy luật kinh tế, mức độ xí nghiệp trong nước được ưa chuộng sẽ đẩy lên đỉnh cao vào thời điểm trước khi Hồng Kông quay về, tôi hy vọng có thể bán được Ái Đạt trước thời gian đó. Hiện cách thời điểm Hồng Kông trở về còn 7 tháng, thời gian khá dư dả, Tôn Thượng Nghĩa gật đầu. Tôi tán đồng dự đoán của Phó Bộ trưởng Diệp, có điều tôi thấy tương lai Ái Đạt tốt như thế, thị trường quốc nội còn nhiều tiềm lực khai thác cơ mà. Tôn Thượng Nghĩa không biết, Trương Khác chủ động hạ mục tiêu thị trường, cho Khoa Vương, bộ cao, Ái Đạt thêm không gian sinh tồn, nhưng những xí nghiệp này không thể thỏa mãn với không gian đó, càng không thể cạnh tranh với Ái Đạt. Chỉ còn một con đường là tích cực khai thác thị trường đang phát triển ở hải ngoại, mà Đông Nam Á là thị trường gần nhất. Trương Khác đưa ra một con đường gần như không cho doanh nghiệp đầu đĩa khác từ chối, nhưng cơn bão tài chính ập tới, thị trường Đông Nam Á bị tàn phá, những doanh nghiệp này phải đem sản lượng thừa vào trong nước để sinh tồn, uy hiếp của Ái Đạt không thể ngăn một cuộc chiến đẫm máu ở thị trường trong nước nữa. Điều duy nhất có thể khẳng định, Ái Đạt với ưu thế kỹ thuật và giá thành, không sợ cuộc huyết chiến này. Ngược lại nó thành thời cơ tuyệt hảo cho Ái Đạt tiến hành xào bài thị trường đầu đĩa trong nước. Trương Khác muốn thực thi thành công phương án của mình thì không thể thiếu sự hỗ trợ của đám Tôn Thượng Nghĩa, như thế cần bọn họ hiểu tỉ mỉ phương án này mới được. Trương Khác nhẫn nại đem tính toán trong lòng trình bày ra dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Đương nhiên trong mắt Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác sở dĩ đưa ra phương án này chỗ dựa cơ bản nhất là nhờ bài viết phán đoán tình thế kinh tế châu Á của Diệp Chăn Dân. Mặc dù ông ta không hẳn tán đồng lắm quan điểm của Diệp Chăn Dân, nhưng sự tự tin mạnh mẽ của Trương Khác làm ông ta khá động lòng. Bỏ qua tình thế kinh tế châu Á, phương án này cũng có thể nói là hoàn mỹ. Đầu năm Tân Quang tung ra kế hoạch đầu tư khổng lồ tới 6 tỷ, cần món tiền lớn đổ vào, quyết định đó đã khiến Trương Khác cần bán Ái Đạt để đổi sang tiền mặt. Phương án này nếu thành công có lợi cho nhóm Tôn Thượng Nghĩa, có lợi cho Diệp gia, giá trị cổ phiếu của thực nghiệp gia tín nhất định tăng vọt. Đương nhiên giữa bọn họ và Trương Khác cũng không phải là không có mâu thuẫn lợi ích. Trương Khác tất nhiên là hy vọng Ái Đạt có giá trị càng cao càng tốt, với đám Tôn Thượng Nghĩa mà nói, giá trị Ái Đạt càng cao, đem nhập vào thực nghiệp gia tín, sẽ làm cổ phần của bọn họ càng giảm, không gian tăng giá trong tương lai của cổ phiếu càng ít. Vốn Tôn Thượng Nghĩa còn có lo lắng là Trương Khác sẽ lấy đi một số kỹ thuật hạch tâm, nhưng khi hiểu được toàn bộ suy tính của y thì yên tâm. Trương Khác không coi nhà đầu tư Hồng Kông ngốc nghếch dễ lừa, dùng mấy công xưởng đem đi bán lấy vài tỷ. Chính vì như thế, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức muốn tìm hiểu rõ hơn về ưu thế kỹ thuật của Ái Đạt ở sản nghiệp đầu đĩa, đương nhiên có kỹ thuật đồng bộ chế tạo mắt đọc, đó là bộ phận giá trị nhất, khiến Ái Đạt không sợ các doanh nghiệp đầu đĩa khác khiêu chiến. Còn chip giải mã đời 3 tất nhiên không nằm trong phạm vi thảo luận. Chương 456, cuộc thảo luận bí mật. Trời ngả về phía tây. Trong phòng đọc sách ở tầng 3 nhà ăn, 5 người châu đầu vào nhau nghiên cứu tính khả thi của phương án này, Phó Tuấn và Mã Hải Long đứng ngoài, ngăn không cho công nhân viên tiến vào làm phiền họ, hoặc nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Bất chi bất giác ngoài trời đã tối đen, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Hòe xử lý xong công việc trong ngày ngày cũng tới, Phó Tuấn và Mã Hải Long thấy bọn họ không hề có ý ngừng lại liền bảo giám đốc nhà ăn tạm thời đóng cửa hoạt động tầng 3. Một lát nữa Hứa Tư còn đưa Cát Minh Ngọc, Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cùng người nhà Cát Minh Đức,
Phó Gia Tuấn tới dùng cơm. Đám trương khác bàn bạc say sưa chẳng hề có ý muốn ăn cơm, nhưng không thể để người khác ôm bụng rỗng chờ đợi được. Khi nhìn thấy Đinh Văn Di nắm tay Tôn Tĩnh Hương thảo luận vấn đề móng tay móng chân, trương khác sởn gai ốc, chẳng biết sao Diệp Kiến Bân có thể trấn tĩnh được. Diệp Kiến Bân kéo trương khác qua một bên hỏi nhỏ. Sao lại an bài bọn họ ở một chỗ? Sao tôi biết được? Trương khác giang tay. Bao nhiêu việc như vậy, khó tranh khỏi có sai lệch, xem tình hình chưa bại lộ, vẫn có thể vãn hồi được. Diệp Kiến Bân không dám nói thêm gì. Khéo léo tách Đinh Văn Di và Tôn Tĩnh Hương ra hai bàn khác nhau, Tôn Tĩnh Hương giữ nắm đấm với Trương khác, đại khái phải ứng phó với sự nhiệt tình vô tâm của Đinh Văn Di làm cô rất day dứt lúng túng. Trương khác lại phải giang tay biểu thị vô tội, Hứa Tư thì mặt đầy xấu hổ, Đinh Văn Di do trợ thủ Tả Vãn Tình tiếp đãi, hai bên trao đổi không tốt, nên gặp nhau ở Tượng Sơn. Trương khác cũng không dễ chịu chút nào, phải tiếp nhận ánh mắt chất vấn của Hứa Duy, trước đó giải thích với cô là, Hứa Tư chỉ là nhân viên bình thường của công ty Tả Vãn Tình phái tới Hải Châu. Nhưng Hứa Duy đâu phải là ngốc, công nhân viên bình thường và quản lý cấp cao khác biệt như trời với đất, làm sao cô không nhận ra được. Hứa Duy muốn đi Hong Kong làm trợ thủ cho Tôn Tĩnh Hương, một vài chuyện không thể giấu cô được nữa, và lại chuyện cô biết cũng quá nhiều rồi, lấy Tả Vãn Tình ra làm lá chắn không thể lừa được. Trương khác chỉ đành ngồi cùng bàn với Diệp Kiến Bân, lờ đi ánh mắt của Hứa Duy, mặc cô nhìn thấy bao hiu hay bấy nhiêu vậy. Bữa cơm này thật là quái dị, đám Tôn Thương Nghĩa, Cát Minh Đức thì tâm tư hoàn toàn bị phương án của Trương khác bắt mất, và vội vàng mấy miếng cơm kéo Trương khác, Diệp Kiến Bân sang phòng đọc sách tiếp tục thảo luận. Tôn Thượng Nghĩ còn hỏi Trương khác thêm một câu. Hứa tiểu thư hẳn là người đại diện của Ái Đạt tại Hong Kong phải không? Cát Minh Ngọc cười trách chồng. Đúng là, đi đâu cũng không quên chuyện làm ăn được, anh không muốn ăn cũng phải chiếu cố người khác chứ. Trương khác vội gọi Hứa Tư theo, nhớ chú tiếp đãi những người còn lại. Hứa Duy nhìn chị theo Trương khác, Tôn Thượng Nghĩa, Tô Tân Đông, Cát Minh Đức, Tạ Vãn Tình. Vào phòng bên cạnh, mà Tôn Tĩnh Hương không có tư cách tham gia. Ngay cả chú của Trương khác cũng phải ở ngoài, mày nhíu lại, trong lòng có nghi vấn không thể hỏi ra được. Trong phòng đọc sách, Tôn Thượng Nghĩa mặc dù hơi lo toàn bộ kế hoạch quá lớn, nhưng khi thảo luận vẫn tập trung toàn bộ tâm tư. Cát Cảnh Thành đầu năm trúng gió, sức khỏe ngày một xuống, hiện năm trong bệnh viện trường quỳ của Cát gia, mỗi ngày thời gian tỉnh táo rất ít. Lúc này con cái ba bà vợ của Cát Cảnh Thành triển khai đấu tranh quyền khống chế công ty một cách kịch liệt, số tài sản chất lượng của xí nghiệp gia tộc. Bao gồm bệnh viện trường quỳ cùng tập đoàn địa ốc Gia Tín, tập đoàn điện tử Gia Tín, trị giá trên 30 tỷ đều đặt dưới quyền sở hữu của tập đoàn Gia Tín. Những tài sản không trọng yếu khác quy trực tiếp vào tên các cá nhân, đã không còn nằm trong phạm vi phân chia sau khi Cát Cảnh Thành chết nữa. Chủ tịch tập đoàn Gia Tín hiện nhiệm là Cát Minh Tín, con trưởng Cát Cảnh Thành muốn đuổi hết con cái do hai bà vợ vé Cát Cảnh Thành sinh, ra khỏi tập đoàn Gia Tín, do ông ta một mình nắm giữ tập đoàn Gia Tín. Cát Minh Ngọc là con của vợ ba Cát Cảnh Thành, thời gian qua bà ở tập đoàn Gia Tín không vui vẻ gì. Cát Minh Tín bài trừ anh chị em như thế, Tôn Thượng Nghĩa biết, cha vợ mình chết đinh, cả Cát gia sẽ tan đàn xẻ nghé, tập đoàn Gia Tín không còn là tập đoàn hoàn chỉnh nữa. Nếu như Cát Cảnh Thành không có di chúc đặc biệt, căn cứ vào luật pháp hiện hành của Hong Kong, Cát Minh Tín không chỉ sẽ được một nửa gia sản vốn thuộc về mẹ ông ta, còn được chia đều nửa số tài sản còn lại với anh chị em. Cát Ấm Quân là cháu đích tôn, thường ngày cũng được Cát Cảnh Thành cưng chiều, hiện đã có số tài sản tới mấy chục triệu đô la Hong Kong, đều là do Cát Cảnh Thành những năm qua tặng riêng cho, còn những đứa cháu khác không được hưởng tình yêu thương đó. Tôn Thượng Nghĩa nhìn thấy kết cục tương lai của tập đoàn Gia Tín rồi, không muốn đấu đá tốn thời gian ở vị trí phó tổng giám đốc cao cấp tập đoàn Gia Tín nữa, chỉ là trước kia không có chuyện gì ông ta đặc biệt muốn làm, hiện là thời cơ tốt rút mình ra khỏi loạn cục. Chuyện quá lớn. Không thể bàn xong trong một ngày được, ở trong phòng đọc sách tới 11 giờ đêm, Trương Chi Phi đưa những người khác tham quan khu công nghiệp điện tử về, liền tới phòng giải trí tầng 3 nhà ăn đốt thời gian, kháng nghị vô hiệu nhiều lần, chuẩn bị về thành phố trước thì nhóm Trương khác mới chịu dừng lại. Cửa phòng đọc sách mở ra, một cái đầu nhỏ thò đầu vào, là con gái nhỏ của Phó Gia Tuấn mới học sơ chung, cô bé sốt ruột muốn xem bên trong đã kết thúc chưa. Người bên ngoài đợi đến sốt ruột rồi, hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi. Trương khác vương vai, ngồi cả ngày lưng mỏi hết cả. Phương án này làm phiền bác Tôn vậy, Việt Tú sẽ toàn lực phối hợp, hay là thế này, cháu thuê bác Tôn làm cố vấn đặc biệt cho Việt Tú.
Kiến Bân nói khác thiếu gia làm việc gì cũng thích giấu đi một nửa, cậu không sợ bí mật ẩn giấu của Việt Tú bị tôi biết mất à? Nơi này làm gì có người ngoài ạ? Trương Khắc ngó quanh cười. Nếu bác Tôn đồng ý, Việt Tú có cơ mật gì cũng không giấu bác. Cho dù thỏa mãn lòng tò mò thôi thì tôi cũng nên đồng ý chứ nhỉ? Tôn Thượng Nghĩa hỏi mọi người. Cháu, Lão Tô, Lão Đinh là ba cổ đông của Việt Tú. Trương Khắc chỉ Đinh Hòe, Tô Tân Đông giới thiệu. Cháu coi như bác đồng ý rồi nhé, mai cháu sẽ viết hợp đồng. Nhân lúc Tôn Thượng Nghĩa đã động lòng, Trương Khắc quyết định luôn, không cho ông ta cơ hội do dự. Mọi người cùng đi tới, Đinh Văn Di khoác tay Diệp Kiến Bân, trách khẽ. Thảo luận chuyện gì mà nhất định phải xong hôm nay? Trương Khắc chưa bao giờ tới phòng giải trí ở lầu 3, nhìn người qua người lại chen chúc rất náo nhiệt, nhớ lại năm xưa mình ở túc xá công ty, tối quá nửa là giúp trong phòng đánh bạc, rất ít khi tham gia hoạt động tập thể, cảm khái một câu. Thanh niên hiện nay thật khỏe khoắn. Nhìn sang bên phía phòng bóng bàn là náo nhiệt nhất, ở cửa không chen vào được, Trương Khắc nhón chân lên nhìn. Thấy một bên là hai nhân viên, một bên là Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi, thảo nào mà tiếng reo hò không ngừng. Xem một lúc hiểu ra, đội nào đánh thắng hai mỹ nhân được chơi tiếp, thua rồi đổi đội khác, bà nội nó, cứ tưởng bọn chúng tư tưởng lành mạnh, nhìn Giang Đại Nhi chán lấm tấm mồ hôi, má phấn ửng hồng, kiều diễm không sao tả xiết, nhất là động tác lúc đợi bóng, người cong xuống mông vỉnh lên cực kỳ khiêu khích, Trương Khắc nhận ra cái đám này tụ tập ở đây xem cái gì rồi, nhưng mà trách ai được. Y cũng muốn sắn tay áo vào chơi một ván. Có điều lại nghĩ lâu lắm rồi mình không đụng vào vợt, nhìn Tôn Tĩnh Hương đánh thì tự nhận bản thân tối đa hơn được Giang Đại Nhi. Chẳng trách đám Đinh Văn Di thấy chán, mặc dù cô cũng là một đại mỹ nhân, nhưng Giang Đại Nhi là đại sứ hình tượng của Ái Đạt, ở đây tất nhiên là được hoan nghênh hơn bất kỳ ai. Chương 457, hai loại người. Hứa Duy đứng ở bên giúp Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương cầm áo khoác, thi thoảng có chàng trai tới bắt chuyện. Cô chỉ đáp câu được câu chăng, chẳng để ý. Tôn Thượng Nghĩa tự hào khoe. Tĩnh Mông chơi bóng bàn còn hay hơn nữa. Khi chúng tôi mới tới Hồng Kông thì đều ở trong đại trạch, các gia quản giáo rất nghiêm, thời gian giải trí hai chị em chúng đều ở trong phòng chơi bóng bàn. Tôn Tĩnh Mông diễm lệ nóng bỏng, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới toàn là gai, Trương Khắc nghĩ chắc chỉ loại thích bị ngược đãi như cắt ấm quần mới bám dính lấy, người khác chỉ sợ bị thủ đoạn không ngờ tới của cô ta hành chết đi sống lại rồi. Trương Khắc thấy Giang Đại Nhi đang chơi tới hăng say, hỏi Hứa Tư. Hay chúng ta đi trước, bỏ bọn họ ở đây. Hứa Tư không nhìn thấy tình hình bên trong, gọi Hứa Duy, nhân viên quay ở cửa thấy các lão đại của công ty tới đều tự giác nhường đường. Hứa Tư đi tới giúp Hứa Duy cầm áo khoác, hỏi Tôn Tĩnh Hương. Mọi người định chơi tới khi nào? Tôn Tĩnh Hương quay đầu nhìn ra cửa. Bàn chuyện xong rồi hả? Liền đặt vợt lên bàn, xin lỗi nhân viên đội tiếp theo. Rất xin lỗi, muộn quá rồi, sau này có cơ hội chúng ta chơi tiếp. Hai chàng trai đó thống khố chút uất hận lên tổ trước, khó khăn lắm mới đợi tới lượt mình, đả kích này với họ thật quá lớn. Tới bãi đỗ lấy xe lái ra bậc thềm, Trương Khắc mở cửa thò đầu ra ngoài, gọi Hứa Duy đang muốn chui vào cùng xe với Giang Đại Nhi. Chị Hứa Duy, chị và chị Hứa Tư ngồi cùng xe với em đi. Hứa Duy quay đầu nhìn chị gái. Do dự một lúc rồi vẫn vào chiếc VS40 xám bạc của Trương Khắc, Hứa Tư trong lòng hơi thấp thỏm, Trương Khắc không nói với cô trước, không biết y định nói với Hứa Duy. Những người khác không ai tỏ ra ngạc nhiên, 6 chiếc xe cao cấp nối nhau rời khỏi nhà máy. Đêm đã rất khuya, ngồi trong xe không cảm thấy cái lạnh mùa đông, nhìn thấy được dáng núi đen xì xấu xí của Tượng Sơn. Chị Hứa Duy, trước kia chị đã tới chân Ích Long chơi chưa? Trương Khắc nhìn đôi hoa tỉ muội mặt đầy tâm sự ngồi ghế sau. Lần trước là thời tốt nghiệp cao trung. Hứa Duy hồi tưởng. Thay đổi rất lớn phải không? Đúng thế, khi ấy nơi này căn bản là nông thôn, tôi có vài người bạn học ở chỗ này. 2 năm qua có Ái Đạt mới thay đổi như thế đấy, Ái Đạt phát triển thế nào nhỉ? Để em nhớ xem nào. Trương Khắc cười. Kỳ thực Ái Đạt rất xấu, hiện giờ một chiếc đầu đĩa ở ngoài thị trường bán với giá 2.600. Chị biết chi phí bao nhiêu không? Làm sao tôi biết? Hứa Duy nghĩ, cậu ta định giở trò gì đây? Cô biết Trương Khắc chắc chắn không phải muốn khoe khoang. Nói cho chị biết, chị đừng nói ra ngoài nhé. Tôi có phải trẻ lên ba đâu. Hứa Duy lườm y một cái. Không cần cậu trịnh trọng dặn như thế. Ha ha ha, làm chuyện trái lương tâm tất nhiên phải sợ người ta biết.
Trương Khắc liếc nhìn Hứa Tư căng thẳng đan tay vào nhau đặt trước bụng. Mắt đọc chi phí sản xuất chừng 25 đô la Mỹ, chip giải mã, và bảng mạch điện chừng 8 đô la Mỹ, chip điều khiển chưa tới 3 đô la Mỹ, thêm vào vỏ, các thứ lặt vặt khác tốn chừng 40 đô la Mỹ, chỉ tính xem so với giá thị trường gấp mấy lần. Gần 8 lần cơ à? Hứa Duy chớp mắt đổi USD sang nhân dân tệ, kinh ngạc thốt lên. Sao bán được cao thế? Trước kia em có nói với chị Hứa Tư, thế giới có hai loại người, một loại muốn gì có kêu trời gào đất cũng vô dụng. Một loại người, đôi khi thậm chí không muốn, người khác đã chuẩn bị cho rồi. Cậu muốn nói gì? Hứa Duy cắt ngang, cô không quen loại luận điệu này. Trương Khắc biết tính cách cùng quá trình trưởng thành của Hứa Duy sẽ không thừa nhận quan điểm của giai cấp đặc quyền, vẫn từ tốn giải thích. Loại người thứ hai sao có thể muốn gì được nấy? Chẳng qua là lũng đoạn tài nguyên vốn thuộc về tất cả mọi người, chị Hứa Duy, chị đừng cau mày, em không phải muốn tuyên dương lý luận đặc quyền đâu, em chỉ muốn giải thích với chị vì sao đầu đĩa bán được giá cao như vậy thôi. Có liên quan à? Hứa Duy lấy làm lạ. Đương nhiên, chip giải mã chế tạo chưa tới 8 đô la Mỹ, CQ của Mỹ bán vào trong nước với giá 65-80 đô la Mỹ, mắt đọc giá chưa tới 25 đô la Mỹ, Philips bán với giá 80-90 đô la Mỹ. Chị hiểu vì sao chưa? Lũng đoạn kỹ thuật. Hứa Duy hoàn toàn không hiểu Trương Khắc nói tới chuyện này làm gì. Chị nói đúng rồi. Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì? Hứa Duy càng nghi hoặc. Trương Khắc vẫn tự nói một mình. Một chiếc đầu đĩa ái đạt sản xuất tốn chưa tới 200 đô la Mỹ, bán ra thị trường với giá trên 300 đô la Mỹ. Tháng 11 năm nay ái đạt bán được 170 vạn chiếc, chị tính thử ái đạt kiếm được bao nhiêu? Hứa Duy há hốc mồm. Cô không nói ra nổi con số quá kinh người đó. Vì sao ái đạt có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Vì ái đạt cũng là loại người thứ hai. Trương Khắc nói rất thản nhiên. Không biết giáo sư Trương Lập Quốc có lấy vấn đề Tiêu Vương ra phê bình trên giảng đường không? Hả? Hứa Duy nhìn chằm chằm Trương Khắc qua gương chiếu hậu. Cậu biết cả giáo sư Trương Lập Quốc của khoa ngoại thương chúng tôi. Nghe người ta nói thôi, một ông già hận đời. Chỉ mong cải cách văn hóa kéo dài thêm 20 năm nữa, có thể tưởng tượng ra ông ta chửi ái đạt không ra gì. Trương Khắc cười ha hả. Chị phải chăng cũng thấy ái đạt rất vô lương tâm. Cậu đoán xem, không biết cậu tí cái tuổi đầu lấy đâu ra lắm mưu mô như vậy. Các cậu kiếm tiền từ thị trường chắc chưa bao giờ thương xót người ta đâu nhỉ. Chị nói em sao cũng được, nhưng đừng mắng chị Hứa Tư vào, khi đó mọi người cùng lập nên ái đạt. Mọi tiền vất vả tích lũy được từ túi nhân dân. Em thừa nhận mình có tội, song ở ái đạt ai thanh bạch được đây? Ái đạt một năm trả đại nhi 60 vạn, chị nghĩ em tự móc hầu bao ra sao? Trương Khắc chuyển sang thái độ cợt nhả. Hứa Tư cười dịu dàng, cảm giác rất ấm áp, Trương Khắc nói lăng nhăng càn quấy một hồi, là muốn giúp cô giải thích tình cảnh hiện tại của mình với Hứa Duy. Hứa Duy coi như hiểu ra ý Trương Khắc rồi, chuyện mùa hè năm 94 cô không biết chi tiết, nhưng biết Hứa Tư hy sinh vì cô, với tính cách quá cứng cỏi của mình. Cô mãi chưa thoát khỏi áy náy tự trách bản thân. Xe đi vào nội thành, tuy đêm đã khuya, nhưng người đi đường vẫn còn rất đông, nhưng đại hội nhà phân phối của Ái Đạt và Khoa Vương làm Hải Châu trở nên náo nhiệt. Trương Khắc thấy Hứa Tư có vẻ buồn ngủ, hỏi. Buổi tối các chị ngủ ở ngõ Đan Tỉnh hả? Ừ, ở cùng với nhóm chị Tôn. Hứa Tư uể oải vặn mình. Chết, em quên chuyện buổi chiều, chỉ có nghe chị Tương, Dương Vân nói không? Trương Khắc vỗ đầu hỏi. Tuyệt đại bộ phận nhà phân phối vui vẻ ký hợp đồng, chỉ có mấy nhà phân phối vì tự thay đổi giá bị phòng thị trường phạt, Dương Vân kiến nghị trực tiếp hủy quyền đại lý của bọn họ, cụ thể tôi không hỏi. Không hỏi thì thôi, em cũng chẳng buồn hỏi tới chuyện này. Trương Khắc quay vô lăng rẽ vào Tiền Nhai. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức cùng người nhà còn cả vợ chồng Diệp Kiến Bân đều ở trong trạch viện giữa ngõ Đan Tỉnh, còn mẹ con Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương thì ở trạch viện cuối ngõ. Trương Khắc không chào tạm biệt nhóm Tôn Thượng Nghĩa, chỉ vẫy tay rồi lái thẳng xe tới cuối ngõ. Trương Khắc quay đầu lại nhìn Hứa Duy. Vừa rồi em lái xe sợ lắm đấy, chị biết không? Cậu sợ cái gì? Hứa Duy ngớ ra. Em phát hiện ra ý thức giai cấp của chị rất mạnh, em nói những chuyện đen tối như thế, sợ chị nhớ tới lập trường giai cấp không chịu ngồi cùng xe nữa, như vậy em và chị Hứa Tư chị đành đi bộ cùng chị về thành phố thôi. Trương Khắc nói với bộ mặt hết sức nghiêm nghị. Hứa Duy phì cười, câu nói của Trương Khắc làm cô dở khóc dở cười, lúc sau mới ngừng cười, trừng mắt lên với y.
trong mắt cậu tôi ngu ngốc vậy à? Ai mà biết được? Trương Khắc nhún vai nói. Chuyện quá đen tối em còn chưa nói với chị đấy, nhìn dáng vẻ thâm thù đại hận của chị, e hận không thể làm cải tạo cách mạng cho em và chị Hứa Tư mất. Rồi thò đầu ra ngoài tạm biệt Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi. Mọi người ngủ ngon nhé, mai chưa chắc em bỏ thời gian ra đi với mọi người được, mọi người tự an bài hoạt động trước đi. Rồi lái xe rời đi. Chương 458, điều chỉnh của Khoa Vương. Bị Trương Khắc nói ba hoa một hồi, tâm tình Hứa Duy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khoác tay Hứa Tư vào nhà. Một năm trước, Hứa Duy và Trần Phi Dung đã ngủ ở đây hai đêm, nhưng giờ cô mới hiểu được chị mình vì sao khi đó không nói gì, vì sợ trong nhà có suy nghĩ quá mẫn cảm. Chuyện viện tử nhà mình là sao vậy chị? Hứa Duy không hỏi tới gian nhà này nữa, mà hỏi tới viện tử nhà mình, trước kia cậu cô đưa người tới mua nhà, ra giá rõ ràng cao hơn giá trị rất nhiều, Hứa Duy đã hoài nghi rồi, nhưng vì cậu mình ra mặt, nên không nghĩ nhiều. Mượn danh nghĩa của công ty mua, tới giờ vẫn để trống. Hứa Tư tiếp tục nói xuôi theo ý của Trương Khắc, những lời hôm nay của y chẳng qua muốn Hứa Duy hiểu tài phú khổng lồ của Ái Đạt không sợ bất kỳ sự chỉ trích nào. Hứa Tư có cống hiện vào đó, có quyền chung hưởng tài phú ấy. Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi lần đầu tiên nhìn thấy trạch viện này, ai ngờ được trong ngõ đàn tính cũ kỹ lại có một nơi ở tinh xảo trang nhã như thế. Giang Đại Nhi trước kia đã nghe Hứa Tư kể về nơi này, cảm thấy hơi khoa trương, giờ tận mắt nhìn không còn nghĩ tới nữa. Tôn Tĩnh Hương chỉ vào ngay lần đầu tiên đã muốn kéo Hứa Tư đi xem trong ngõ đàn tỉnh còn trạch viện nào thích hợp để ở nữa không. Nơi này không an bài người chiêu đãi. Nhưng trang thiết bị đập đủ, Lý Nguyệt Như đi cả ngày lưng chừng gối mỏi, về nhà nghỉ trước. Giang Đại Nhi pha cà phê đưa ra hậu viện uống. Hậu viện có khu nghỉ ngơi chuyên môn, có thác nước đổ xuống ao nước nhỏ, cây leo bò kín sân, vô cùng tĩnh mịch. Chẳng cần ai phải nói gì, Tôn Tĩnh Hương nhìn một cái đoán ra ngay đây là chỗ kim ốc tàng kiều của Trương Khắc. Cô đương nhiên không đi tranh chấp thân phận gì với Đinh Văn Di, nhưng cũng muốn có một nơi ở riêng tư cùng Diệp Kiến Bân, nói với Hứa Tư. Tôi quyết định rồi, tôi nhìn chúng trạch viện đối diện, tôi thấy nơi đó cũng để trống, tôi phải tìm ai xử lý chuyện này. Nơi này do ai thiết kế vậy? Chị tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp đi. Hứa Tư mỉm cười không trả lời, bất kể thế nào cô cũng không để Trương Khắc đi giúp Tôn Tĩnh Hương thiết kế phòng. Chuyên nghiệp vẫn tốt hơn. Tôn Tĩnh Hương cười giảo hoạt. Vậy mai tôi mời nhà thiết kế chuyên nghiệp của tôi tới xem. Hôm sau, Dương Vân đại biểu cho Ái Đạt ký hiệp nghị đại lý năm sau. Đại hội nhà tiêu thụ của Ái Đạt như vậy là kết thúc, hoàng hôn có một cuộc họp báo nho nhỏ, do Dương Vân công bố tin tức tường thuật ra ngoài. Mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt có thể nói là không may may tổn hại. Kết quả này các phóng viên và người cùng ngành đổ tới Hải Châu vào ngày 25 đều cho rằng không thể, nhưng tới trưa ngày 26 đều biết cục diện đã được xác định. Tối ngày 26 tòa tiểu lâu góc phía đông nhà khách Văn Sơn sáng đèn suốt cả một đêm, bóng người qua lại trước cửa sổ. Người bên trong cả đêm không nghỉ ngơi. Lưu Minh Huy xử lý xong công việc không rời đi, hắn nằm trên giường trong một căn phòng ở tòa tiểu lâu đó lăn qua lật lại, lòng lo lắng căn bản ngủ không nổi, Tiểu Mân gọi điện tới hắn cũng chẳng còn tâm tình nào để ý. 12 giờ đêm nghe thấy Tạ Chiêm ở tầng 2 gọi phục vụ mang đồ ăn khuya tới, Lưu Minh Huy muốn chạy tới giúp, nhưng không bỏ thể diện xuống được, tới tận sáng sớm, Tạ Chiêm mới gọi hắn lên tầng trên. Trừ Triệu Cẩm Vinh, Trần Gia Thiện đã về phòng nghỉ ngơi, tất cả các nhân vật chủ chốt của Khoa Vương đều đông đủ, trong lòng Lưu Minh Huy không dễ chịu gì, biết bọn họ đã trao đổi xong công việc rồi, chỉ thông báo ỉnh biết mà thôi. Phương án thảo luận trước kia cần thay đổi. Tạ Kiếm Nam chỉ ghế sofa bên cạnh Tạ Chiêm bảo hắn ngồi xuống. Phương án thay đổi, kết cấu quản lý cũng thay đổi theo, Tạ Chiêm không làm tổng giám đốc nữa mà do tôi kiêm nhiệm, anh ta làm phó tổng giám đốc chủ quản thị trường, anh vẫn ở phòng thị trường. Nhưng công tác nội bộ sẽ phân công rõ ràng hơn, Trần Tĩnh phụ trách mảng marketing, anh phụ trách mảng tiêu thụ. Ngoài ra Khoa Vương lập phòng nghiên cứu, anh có nhân tuyển nào tiến cử không? Lưu Minh Huy bàng hoàng nhìn Tạ Kiếm Nam. Không phải lôi kéo người từ phía bọn họ. Tạ Kiếm Nam giải thích rõ, nhân viên kỹ thuật khác với nhân viên tiêu thụ, pháp luật có điều khoản quy định rõ ràng về chuyện này, hơn nữa hắn không dám chọc giận Trương Khắc thêm nữa. Anh tiếp xúc với các doanh nghiệp khác có quen biết ai không? Lưu Minh Huy khi ở Ái Đạt đa phần tiếp xúc với nhà phân phối, làm sao quen nhân tài ở lĩnh vực kỹ thuật? Tạ Kiếm Nam cũng chẳng hy vọng mấy vào hắn, nói tiếp luôn. Đại hội vẫn cử hành như bình thường,
chỉ là phương án lập nên hệ thống tiêu thụ sẽ thay đổi, tách riêng thành phố loại 1 ra, ở các địa khu tăng thêm đại lý cấp tỉnh, chỉ thu tiền đảm bảo 200, 400 vạn. Ngoài tích cực khai thác thị trường trong nước ra, chúng ta còn đánh vào thị trường Đông Nam Á, chúng ta không có năng lực độc lập khai thác nơi đó, phải tìm đại lý ở Hong Kong. Lưu Minh Huy biết không có phần cho hắn ý kiến gì nữa, Khoa Vương đã mô phỏng Ái Đạt ở mức độ cao nhất, bao gồm tìm đại lý khai thác thị trường Đông Nam Á. Khác với Tạ Kiếm Nam cả đêm không ngủ, Trương Khác về tới nhà là ôm chăn nhung ngủ một giấc ngon lành, nếu nói còn có gì chưa hài lòng là ngủ một mình quá cô đơn, ban đêm Đường Thanh lén lúc gọi điện thoại tới, thế là y tán tỉnh cô nàng một phen, phòng Đường Thanh đã mắc đường dây riêng rồi, không sợ đang tán gẫu hứng khởi thì Đường Học Khiêm hoặc Cố Kiến Binh ở phòng khác nhấc điện thoại lên nghe. Buổi sáng Tô Tân Đông đưa nhóm Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đi làm quan với tình hình quản lý của Ái Đạt. Trương Khác buổi sáng ở nhà nghiền ngẫm lại tính toán quá phức tạp của mình, y đang do dự tài sản nhãn hiệu điện tử Ái Đạt xử lý làm sao cho có lợi. Có lợi nhất là đem nhãn hiệu này vào viện nghiên cứu, cấp quyền sử dụng loạt sản phẩm đầu đĩa Ái Đạt, dù sao Trương Khác muốn làm một loạt sản phẩm kỹ thuật số như máy MP3, USB v.v. Nhưng cách này liệu có tăng thêm cản trở cho phương án bán Ái Đạt không? 10 giờ sáng, Diệp Kiến Bân gọi điện thoại tới bảo y mau bật TV. Đang có cuộc họp báo của Khoa Vương. Cuộc họp báo của Khoa Vương có gì hay mà xem. Trương Khác làu bầu, Diệp Kiến Bân còn không cho cúp điện thoại, y đi ra thư phò, bò lên ghế sofa, kiếm mãi mới ra cái điều khiển bật TV lên, nhìn thấy khuôn mặt nỗ lực khôi phục ung dung trấn tĩnh của Tạ Kiếm Nam trước ống kính, đứng ở bên cạnh hắn là Trần Tĩnh vẽ mắt đánh phấn rất đậm, đại khái là che đi quầng mắt thâm đen rồi, chắc hôm qua bọn họ thức cả đêm thảo luận đối sách. Tạ Kiếm Nam thì mặc xác. Nhưng mỹ nhân yêu kiều Trần Tĩnh tiểu tụy như thế làm y thấy tội lỗi. Tạ Kiếm Nam đại biểu Khoa Vương tuyên bố điều chỉnh sách lược kinh doanh, công khai tuyên bố với giới truyền thông năm sau sẽ cân nhắc khai thác thị trường Đông Nam Á. Trương Khác nói vào điện thoại kẹp ở cổ. Đó là chuyện trong dữ liệu, có gì lạ khiến anh gọi điện thoại cho tôi? Cậu không được nghe đoạn trước rồi, Tạ Kiếm Nam làm tổng giám đốc, Tạ Chiêm làm phó tổng giám đốc. Diệp Kiến Bân giọng rất hưng phấn. Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu làm tổng giám đốc, vậy chuyện Hải Thái hắn phải buông tay rồi. Bọn chúng quyết tâm giữ Khoa Vương đấy. Nghe cái giọng đắc ý của anh kìa. Trương Khắc khinh bỉ. Hai điều này là chắc chắn, bọn chúng vẫn có tự tin lớn vào thị trường đầu đĩa, còn Tạ Chiêm đúng là không đủ lãnh đạo một doanh nghiệp lớn. Còn nữa Khoa Vương ném ra 350 triệu tranh tiêu vương, các cổ đông của Khoa Vương nếu không muốn doanh nghiệp của mình bị liên lụy thì hợp đồng với DTHTW phải tiếp tục thực thi. Vậy chẳng phải nói Tạ gia kinh doanh chuỗi siêu thị sẽ trở nên thận trọng hơn sao? Diệp Kiến Bân hưng phấn là ở chỗ đó. Chương 459, ý của Tạ Vãn Tình. Trương Khác nghĩ một lúc rồi nói. Anh đừng đắc ý vội, tôi kiến nghị Thịnh Hâm vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ. Vì sao? Diệp Kiến Bân nghĩ Hải Thái không còn sức mở rộng, chính là thời cơ tốt của Thịnh Hâm. Trương Khác nói ra băn khoăn của mình. Tôi rất coi trọng tương lai phát triển của khu thương nghiệp đường Tân Nhai, mua lấy tòa nhà Tân Hoa Đô mở siêu thị chính là khống chế cao điểm của nghiệp chuỗi siêu thị tỉnh Đông Hải. Hải Thái tuy bị ép vào thế thủ, nhưng sẽ tăng cường quản lý nội bộ, chỉ cần thị trường không bão hòa, bọn chúng sẽ sống rất thư thái, một khi chúng hồi sức lại, hoặc bị ép đưa vào nhà đầu tư chiến lược mới, sẽ phản kích rất quyết liệt. Tôi kiến nghị Thịnh Hâm nên củng cố địa vị thì hơn. Cậu nói rất có lý. Diệp Kiến Bân từ từ thở ra. Như hạ quyết tâm cực lớn. Nhưng khi bắt nạt được người ta lại không đi bắt nạt thì khó chịu lắm. Trương Khác nghe thấy tiếng cười của nữ nhân, không phải của Đinh Văn Di, kỳ quái hỏi. Anh ở cùng chị Tôn à, không phải là nói anh đi cùng bác Tôn làm quen hiện trạng quản lý công ty sao? À chuyện đó tôi không giúp gì được, xen vào làm gì? Chị Đinh đâu? Trương Khác hạ thấp giọng xuống, sợ Tôn Tĩnh Hương nghe thấy. Về rồi. Diệp Kiến Bân thì thảo đáp, như hai thằng ăn trộm trong đêm. Hả, sao không bảo với tôi một tiếng? Bao nhiêu người như vậy, chào hỏi có mà hết ngày à? Giữa chúng ta cần gì tính toán chuyện này? Anh rời Hải Châu, tôi mới chẳng rảnh mà quan tâm. Trương Khác cúp điện thoại rồi gọi cho Đinh Văn Di, không tiễn là thất lễ rồi, điện thoại thế nào cũng phải gọi. Xe của Đinh Văn Di đã tới đường cao tốc, hàn huyên đơn giản vài câu biết Diệp Kiến Bân quả nhiên lấy cớ công việc ở lại. Để vợ về tỉnh thành trước. Bởi vì cuối học kỳ này có vài môn thi toàn quốc, môn thi giống với thi vào trường đại học năm sau, với học sinh bình thường mà nói,
căn bản là không có gì khó khăn, trường học cũng chẳng cần coi trọng đặc biệt. Trường khác thì không thể nghĩ như thế, y cần phải coi trọng, bốn môn thuộc khoa văn với y sẽ không thành vấn đề, số học y nhất định trượt, cho nên thời gian này y bảo Hứa Tư tới giúp phụ đạo, cái cớ này quá quang minh chính đại rồi, dù Hứa Duy có ở Hải Châu cũng không phải ngại. Đáng lý ra thì Hứa Duy thông thuộc môn học cao trung hơn, nhưng Trương Khắc an bài Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi hiệp trợ Ái Đạt chụp ảnh tuyên truyền, Hứa Duy phải đi theo bà chủ tương lai. Trước khi nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, Trương Khắc vốn nghĩ Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương ở cùng nhau. Không ngờ Tôn Tĩnh Hương bỏ việc đi hẹn hò, gọi điện cho Hứa Duy mới biết Tôn Tĩnh Hương nhìn chúng một căn nhà ở ngõ Đan Tỉnh, kéo Diệp Kiến Bân đi xem. Cậu nói chị Tôn làm hàng xóm với chúng ta có được không? Hứa Tư hào hứng khoe. Tối qua chị Tôn líu díu cả đêm nói chuyện nhà cửa, lúc này kéo anh Diệp đi xem rồi. Tuy nói là hàng xóm, nhưng một năm cũng chẳng ở vài ngày, nghe giọng nói hưng phấn của cô, Trương Khắc biết cô khao khát một mái ấm gia đình, có không gian riêng tư ngọt ngào quen thuộc, có hàng xóm tâm tình. Tâm trạng này chắc chắn Tôn Tĩnh Hương cũng có, nên mới muốn mua nhà ở Hải Châu. Trương Khắc phát hiện mình nợ Hứa Tư quá nhiều thứ, cố áp nội tây dây dứt xuống, cười gượng. Vậy chị cũng không thể tặng không nhà cho bọn họ, phải tính tài sản tăng giá chứ. Chưa thấy ai sáng mắt vì tiền như cậu, cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi, thì muỗi cũng là thịt, phải không? Hứa Tư cười khúc khích. Buổi chiều, Cát Minh Đức đưa người nhà tới tỉnh thành rồi ngồi máy bay về Hong Kong, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình, Hứa Tư ăn cơm xong tiễn bọn họ tới đường cao tốc, dặn Phó Tuấn nhớ đợi bọn họ lên máy bay rồi mới được về. Trương Khắc lái xe đưa Tạ Vãn Tình về thành phố. Y muốn Hứa Tư phụ đạo số học, Tạ Vãn Tình cùng theo về Tân Cẩm Viên. Cứ ở cùng hai cô gái này là Trương Khắc lại nhớ tới giấc mơ đó, trong mơ y tách cặp đùi trắng muốt lóa mắt ra, nhưng không rõ là đùi của Hứa Tư hay là của Tạ Vãn Tình, thứ dâm đãng trong tiềm thức quả nhiên là ghê gớm. Có điều nhớ tới sáng hôm đó Tạ Vãn Tình và Hứa Tư ngồi dựa vào nhau ở đầu giường, trái tim như có ai lấy ngón tay nắm lấy lay nhẹ, cảm giác mỹ diệu vô song. Một ngày nào đó liệu có thể khổng nhỉ? Mơ mà, ai cấm đâu. Về biệt thự, Hứa Tư đi pha cà phê, Tạ Vãn Tình nhỏ giọng hỏi. Mắt cứ liếc qua liếc lại trên người chị và Hứa Tư làm cái gì thế hả? Trương Khắc mặt rất dày, nhưng bị Tạ Vãn Tình hỏi thế, mặt vẫn hơi đo đỏ. Tạ Vãn Tình tựa hồ đoán ra được Trương Khắc đang nghĩ tới thứ không lành mạnh, lườm y một cái, mắt long lanh cực kỳ mê người. Cô nhận lấy cà phê Hứa Tư đưa, nói chuyện nghiêm túc. Buổi sáng chị nói chuyện với giám đốc Tô. Phương án thông qua thực nghiệp gia tín bán điện tử Ái Đạt tốt thì tốt thật, nhưng phải đảm bảo quyền khống chế Ái Đạt nắm trong tay chúng ta. Cẩm Hồ dùng nhiều tài chính, bên chị thì có tiền cũng chẳng có nhiều chỗ đầu tư, chị muốn lấy cổ phần của mình đổi với cổ phần của thực nghiệp gia tín. Giữa năm sau thị trường cổ phiếu Hong Kong có khả năng chấn động rất kịch liệt. Có chấn động không ngừng thì chúng ta cũng phải nắm cổ phần tương đối với Ái Đạt, hơn nữa 300 triệu, 500 triệu hay 1 tỷ có khác gì với chị không? Tạ Vãn Tình cười. Gần đây chị chỉ muốn tập trung vào trường học thôi, số tiền này em tiêu họ chị là được. Trương Khắc cảm động nhìn Tạ Vãn Tình, sợ Hứa Tư phát giác, vội quay đầu đi. Em tính đem toàn bộ cổ phần ở Việt Tú của em chuyển cho Hứa Tư. Vậy cũng tốt, chị và Hứa Tư, Đinh Hòe, Tô Tân Đông cùng nắm Việt Tú đi. Á! Hứa Tư giật mình. Tôi lấy số cổ phiếu đó làm gì? Hồ Nhuận tới năm 98 làm ra bảng 100 người giàu nhất. Hiện giờ mà không che giấu thật kín gì, chỉ sợ tới năm 98, 99 bị truyền thông, công chúng lấy kính hiển vi ra nghiên cứu, thì còn gì là cuộc sống riêng tư nữa. Và lại Hứa Tư không thể giấu mãi sau lưng, đợi Hồ Nhuận công bố bảng 100 người giàu nhất, thì thời cơ hẳn là chín muồi rồi. Hứa Tư nào biết tính toán của Trương Khắc nên tất nhiên là ngạc nhiên, Trương Khắc cười. Em muốn toàn bộ nam nhân trong thiên hạ phải mất hết tự tin khi đứng trước mặt chị, có thế em mới yên tâm. Cậu chị giỏi nói lung tung. Hứa Tư xấu hổ, cho dù Tạ Vãn Tình biết chuyện với cô với Trương Khắc, bản tình xấu hổ làm cô luôn vô thức che giấu. Tạ Vãn Tình bẹo má Hứa Tư. Hai đứa ở trong phòng đánh nhau cũng được, ôn bài cũng được, chiều chị có việc phải đi trước đây, chị sẽ khóa cửa giúp hai đứa. Chị này. Hứa Tư dỗi. Tạ Vãn Tình xuống lầu, trong lòng có chút ghen tuông, nhưng nghĩ tới mình còn có chỉ đồng, đời này Hứa Tư chỉ có Trương Khắc mà thôi. Liền bình thường trở lại. Nghe thấy tiếng xe khởi động phía dưới, Trương Khắc kéo Hứa Tư ngồi bên cạnh mình, Hứa Tư cầm cốc cà phê, dựa vào lòng ngực Trương Khắc,
thoải mái duỗi thẳng chân trên ghế sofa, ngửa khuôn mặt sáng vầng trăng, nhìn Trương Khắc hỏi. Vì sao muốn đem cổ phần của Việt Tú chuyển cho tôi? Em không muốn chị vĩnh viễn phải ẩn mình trong bóng tối. Trương Khắc nói một câu khiến người ta hết sức cảm động, xong lại nghiêm túc nói thêm một câu nữa. Vì bóng tối là địa bàn của em. Khụ, Hứa Tư bị sặc cà phê trong cổ, phun hết ra cả y phục của mình, ho một hồi mới thở đều lại được, vừa tức mình vừa buồn cười. Cậu cố ý trêu tôi phải không? Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng tươi, lúc này đã lốm đốm vệt cà phê, đúng là không biết nói gì, vì Trương Khắc thừa cơ vỗ lưng vuốt ngực cho cô tay luồn vào trong áo nắn núm vú dần cứng lên. Chương 460, ăn vụng sẽ bị báo ứng. Chiếc áo màu vàng dính cà phê trông rất bắt mắt, đành phải cởi ra giặt, Hứa Tư giặt xong treo ở mắt trong phòng, sợ treo ở ban công có người nhìn thấy. Hứa Tư bên trong mặc áo len màu tím cổ bẻ, những thứ áo bó sát người đặc biệt làm nổi bật vóc dáng nữ nhân, vòng eo nhỏ thít chặt, bầu ngực vươn cao, nhìn thấy được nếp nổi lên của áo lót bên trong, hết sức hấp dẫn. Nhìn gò má trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt ướt át, cánh môi cong đầy khiêu khích của Hứa Tư, Trương Khắc làm gì còn tâm tư mà học tập nữa. Bảo Hứa Tư nằm trong lòng giảng bài cho mình nghe, Trương Khắc thích thú ôm vòng eo nhỏ của cô, hì hà hương thơm trên tóc, chỉ được một lúc tật xấu không chừa, lại cho tay vào cổ áo Hứa Tư, thấy cô cau mày, liền cười bao biện. Tay lạnh quá không tập trung được. Hứa Tư kéo tay Trương Khắc ra, kẹp tay y vào dưới nách, không cho y nghịch bừa, không ngờ Trương Khắc lấy ngón tay hết chọc nách, lại vươn ra gãi gãi vú cô, khuôn mặt Hứa Tư mỗi lúc một đỏ, càng lúc càng không còn sức kẹp tay Trương Khắc nữa. Hơi thở hơi gấp gáp. Ngoan, xem sách đi, cậu phải thi đấy. Em đang xem mà. Trương Khắc đúng là đang xem rất chăm chú nhưng không phải sách, mà là bầu ngực nhấp nhô kịch liệt trông rất thích mắt của Hứa Tư. Chị cứ giảng đi. Cậu làm thế làm sao tôi giảng được. Hứa Tư gắt, người vừa tê tê lại ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo như rắn trong lòng Trương Khắc. Nhắm mắt lại giảng không phải là được sao. Thực ra ngay từ đầu đã định sẵn là không thể học hành được rồi. Hứa Tư nhắm mắt lại, mặc cho tay Trương Khắc dạo chơi khắp vú, eo, đùi. Tay y chạm tới đâu như có luồng điện lan tới đó, làm Hứa Tư mê đi trong hưng phấn dạo dực, sách rơi xuống đất, tay đưa ra quấn lấy cổ Trương Khắc, áp vào gò má nóng của y, cảm thụ chiếc lưỡi ma quái đang nhai dài tai, rồi dần dần chuyển chiến trường tách lưỡi của mình ra. Trương Khắc xoay người đè Hứa Tư xuống dưới, lột phăng áo Hứa Tư ra, ngắm nhìn bầu ngực muốn thoát khỏi chiếc áo lót, há miệng áp xuống. Dùng răng lưỡi từng chút một cởi áo lót Hứa Tư, đến khi hai núm vú hồng hồng rung rinh như nụ hoa e thẹn trong nắng sớm, ngậm lấy đánh lưỡi mơn trớn Hứa Tư mới giật mình tỉnh lại đẩy y ra hai tay che lấy ngực. Lúc này không được. Giờ chị phán kháng thì muộn rồi. Không, cậu phải học nữa. Vừa đấu tranh giữa dục vọng và lý trí, vừa kháng cự lại Trương Khắc, chẳng có gì ngạc nhiên khi y phục Hứa Tư mỗi ngày một ít, Trương Khắc cũng chẳng còn lại gì trên người. Mỗi khi lý trí trỗi dậy mạnh mẽ, phản kháng có chút hiệu quả là điểm mẫn cảm trên cơ thể cô lại trúng ngay một đòn chí mạng, người cô rung lên như phát sốt, miệng phát ra những thứ tiếng mơ hồ nghe không rõ nữa. Cặp mông mịn mang của cô lúc thì bị mơn trớn nhẹ nhẹ, lúc thì xoa nắn chơi đùa, khi thì vầy vò không thương tiếc, bầu ngực cũng bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, 10 ngón tay chiếm cứ toàn bộ những chỗ mỹ diệu nhất trên cơ thể cô, Hứa Tư dần lịm đi trong khoái cảm ẩm đến từ mọi hướng. Chị vùng vẫy nữa đi. Chị càng vùng vẫy em càng khoái lạc, ai bảo chị mê người như thế. Khẩu khí 100% của một tên thiếu gia hoàn khố. Nói bậy bạ, Hứa Tư không còn sức lực mà mắng y nữa rồi, Trương Khắc vùi hẳn mặt vào giữa hai bầu vú cao mềm mại của cô, cái lưỡi nóng hổi lại bắt đầu quay lại khiêu khích, liếm, mút, cắn. Hứa Tư thở gấp, ngực càng ngày càng nhô cao, tay siết chặt lấy cổ Trương Khắc, cổ dướn lên, hai hàng răng trắng cắn lại kìm chế không phát ra tiếng kêu dâm đáng. Những giọt mồ hôi li ti thấm ra trên trán, lan xuống cổ, ngày một nhiều. Hứa Tư không quen làm việc này lúc ban ngày, đặc biệt là lại ở trong nhà Trương Khắc, luôn cảm thấy khẩn trương lo sợ, chỉ là chống cự cũng vô ích, cô dần hiểu nam nhân rồi, biết lúc này nữ nhân càng chống cự càng khơi lên khoái cảm tà các của nam nhân, càng làm lửa dục của nam nhân thêm mạnh mẽ. Trương Khắc đặt cơ thể cô xuống ghế sofa, bầu vú bị Trương Khắc liếm tới ướt đẫm lộ ra ngoài không khí hơi lành lạnh. Theo tiềm thức đưa tay che ngực. Mặc cho Hứa Tư ra sức không chế tình dục của bản thân, nhưng cơ thể phản bội cô, đó là khuôn mặt ửng đỏ, vừa thẹn thùng, vừa khiêu khích lại có chút hốt hoảng sợ hãi, cực độ kích thích nam nhân chiếm hữu.
Trương Khắc chậm chậm kéo chiếc quần lót của Hứa Tư xuống, dù cơ thể này y nhìn ngắm rất nhiều lần, từng tấc da thịt đều được đôi tay y khám phá, nhưng giây phút hợp thể với người thương yêu, y vẫn trân trọng, không muốn dùng lửa dục thô bạo tiền vào, tay lần theo đùi ngọc tiến vào chạm vào tận gốc rễ chỗ mềm yếu nhất của nữ nhân, nơi đó đã bị dịch thể ướt đẫm. Hứa Tư đã sẵn sàng rồi, hai cơ thể quấn lấy nhau, khoái cảm ấp tới như sóng vỗ bờ, hai con cá nhỏ ngụp lặn giữa biển khơi hoan lạc bất tận. Ngoài cửa sổ hồ nước xanh xanh, mây trắng bồng bềnh, cỏ cây mơn mởn, Trương Khắc và Hứa Tư ngồi ôm nhau, vai kề vai, má kề má, hoàng hôn tới thật nhanh, lúc này có thể có người tới bất kỳ lúc nào. Hứa Tư đứng dậy mặc y phục, nhưng người mềm nhũn, đến đi lại cũng không xong, trừng mắt nhìn Trương Khắc hờn trách. Xem chuyện hay ho cậu làm kìa, giờ tôi phải làm sao đây? Trương Khắc nhe răng cười, cắm lại dây điện thoại trong nhà, bật di động lên, lấy xe đưa Hứa Tư trở về. Hứa Tư lúc này chắc chắn không thể về nhà được rồi, dù sao buổi tối cô cũng ở cùng nhóm Tôn Tĩnh Hương, thầm nghĩ lúc này bọn họ chắc chưa thể về được. Trương Khắc trực tiếp đưa Hứa Tư tới ngõ Đan Tình, đề phòng bất ngờ, y đỗ xe ở ngõ sau, Hứa Tư cười trêu kỹ năng vụng trộm của y hết sức tinh tế. Trương Khắc thầm nghĩ câu này không sai, thầm toát mồ hôi. Tầng 2 có một phòng ngủ, một phòng tắm, một sân phơi, ngoài ban công là những cây cổ thụ chọc trời vây lấy ba mặt, đảm bảo chốn riêng tư của phòng ngủ. Hứa Tư không dám ở lại chỗ Trương Khắc tắm rửa, cô lên lầu, vặn nước chuẩn bị tắm, chẳng còn sức đưa Trương Khắc xuống lầu nữa. Cậu đóng kỹ cửa lại, lái xe cẩn thận, tối gọi điện cho tôi. Trương Khắc không muốn đi, vờ vịt xuống lầu, mở cửa ra rồi đóng cạch lại, lén lút mò lên trên. Hứa Tư cởi áo khoác ra, đứng trước tủ lấy y phục, bồn tắm xả nước nóng một lúc, hơi nóng bốc lên mù mịt. Trước khi Hứa Tư xoay người định đóng cửa phòng tắm thì Trương Khắc đã lẻn vào, cô cúi người cởi quần, lộ ra cặp đùi trắng nõn, Trương Khắc xuất hiện ở đằng sau, cho dù hôm nay hai người ân ái vô số lần, nhưng nhìn thấy hai mép thịt non hồng giữa cặp đùi dài trắng như trứng gà góc kia, tim lại gật thịch thịch, lửa dục tăng lên với tốc độ chóng mặt, chính bản thân y cũng ngạc nhiên vì nhu cầu kỳ quái của mình, hay tại vì đó là Hứa Tư. Chắc vậy tại yêu tinh hại người này hết. Trương Khắc đưa tay ra sờ một cái. Hứa Tư giật bắt mình, quay đầu lại, vừa định lách mình đi thì Trương Khắc đã ôm chặt lấy. Sao còn chưa đi? Hứa Tư thẹn thùng đưa bàn tay đang chuẩn bị cởi quần lót che chắn trước người, không cho tay Trương Khắc tiến tới. Không nỡ đi. Trương Khắc nói thật tình, nhưng câu tiếp theo lại bắt đầu ba lăng nhăng. Sợ chị không còn sức tắm rửa, em phải có trách nhiệm tới cùng. Hôm nay không cho cậu chạm vào tôi nữa, ngày mai không rời giường được thì thảm rồi. Hứa Tư chịu thua thói tham ăn vô lại của Trương Khắc, nhưng vẫn phải cảnh cáo y, đây là Hải Châu chứ không phải ở Hong Kong mà có thể suốt ngày ôm nhau nằm lý trên giường. Làm sao trách em được? Trương Khắc nói hết sức vô tội. Không trách cậu thì trách ai? Hứa Tư rắng trắng cắn môi, trừng mắt tức giận, nhưng càng mê hoặc, giọng càng êm ái, làm người ta nghe mà xương khớp muốn rời cả ra. Hứa Tư chịu không nổi sự quấy rầy của Trương Khắc đành cầm khăn tắm, cho y theo vào. Trương Khắc đặt Hứa Tư ngồi vào trong bồn tắm làm bằng đá tự nhiên, vừa thưởng thức tạo vật kỳ diệu của tạo hỏa, vừa cẩn thận lau người cho cô. Chẳng biết tắm rửa kiểu gì mà quên mất cả thời gian, bên ngoài trời tối om mà không hay biết, bên ngoài có tiếng mở cửa, Hứa Tư ban đầu không nghe thấy, đến khi giọng Hứa Duy truyền tới mới giật mình đứng dậy từ bồn tắm, chạm vào lọ nước gội đầu, phát ra tiếng động, lúc này Trương Khắc đi thì đã muộn rồi. Chị đang tắm trêu tầng à? Hứa Duy nghe thấy tiếng động, đứng ở cầu thang gọi. Ừ, mọi người về sớm thế. Hứa Tư khẩn trương giọng run lên. Sớm gì nữa ạ, chị Tôn nhận được điện thoại của giám đốc Diệp mời cơm rối, nên vội cho nghỉ rồi, hơn nữa làm việc cho tên nhóc Trương Khắc cần gì phải chăm chỉ chứ. Hứa Duy tới tầng 2, thấy cửa phòng khóa. Chị, sao chị lại khóa cửa phòng? Chị thay quần áo trong phòng, thuận tay đóng lại, đợi chút chị tắm xong ngay đây. Hứa Tư nghe thấy tiếng em gái đi xuống, hơi yên tâm một chút, thấy Trương Khắc nhe răng cười xấu xa, còn vung nắm đấm về phía cửa tỏ ý kháng nghị Hứa Duy, Hứa Tư nhéo y một cái, nhưng lại không ngỡ làm y đau, nhỏ giọng hỏi. Cậu còn cười nữa tôi nhéo thật đấy, phải làm sao bây giờ? Chị đừng để bị lạnh. Trương Khắc ấn Hứa Tư xuống bồn tắm, chỉ sân phơi bên ngoài. Em nhảy từ đó xuống. Đừng, cao lắm, cậu trốn ở đây, đợi chúng tôi đi rồi hẵng đi. Hứa Tư thò đầu ra nhìn sân phân, thấy quá cao, liền lắc đầu, còn chưa nói hết đã nghe thấy bước chân rầm rầm lên cầu thang, sợ hết hồn.
Chị Hứa Tư, chị tắm xong chưa? Giang Đại Nhi ở ngoài hỏi. Sao thế? Hứa Tư giọng hơi cao, không biết có ai để ý không? Em cũng muốn tắm, toàn thân toàn mồ hôi rồi. Chị một lúc nữa mới xong, phía dưới tầng cũng có thể tắm mà. Hứa Tư khẩn trương nhìn Trương Khác, chỉ sợ y không cẩn thận có động tác gì. Không chịu đâu. Giang Đại Nhi dở giọng trẻ con nhõng nhẽo. Em muốn thích ngâm mình trong bồn tắm lớn, em muốn mang cả bồn tắm về nhà. Hay là chị mở cửa đi, chị em mình ngâm chung. Tích tắc đó, trời biết Trương Khác khát vọng Hứa Tư đồng ý thỉnh cầu của Giang Đại Nhi tới nhường nào, chỉ nghĩ tới hai cơ thể hoàn mỹ nằm trong bồn tắm, y đã mất lý trí rồi. Nhưng mà nghĩ mà thôi, Trương Khác không dám để Giang Đại Nhi biết mình nấp trong này, huống hồ còn có Hứa Duy, bắt gian tận giường thế này, đúng là hết đường chối cãi rồi, nghĩ tới ánh mắt thù hận của Hứa Duy là Trương Khá thấy sống lưng gai gai, khả năng án mạng có thể xảy ra như chơi đùa à, dù không chết sau này cũng đừng hòng ở bên Hứa Tư được nữa. Chị xong ngay đây thôi, em đợi chút. Hứa Tư mày nhíu chặt không biết phải làm sao. Trương Khác chỉ ngoài cửa sổ, ý nói mình sẽ thoát đi từ đó. Hứa Tư lắc đầu, chỉ vào tủ quần áo. Hay là nấp tạm vào đó. Quá mạo hiểm, có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào, em vẫn đi là hơn. Trương Khác khẽ hôn lên môi Hứa Tư, đi ra sân phơi, nhìn xuống dưới không thấy ai, vịn lan can tụt dần xuống, đến khi cách mặt đất còn 2 mét, liền buông tay nhảy xuống. Chẳng biết ai để một viên gạch vỡ ở đó, chân dẫm phải trẹo luôn, mẹ nó sao đen thế cơ chứ? Ban đầu vội đi không thấy đau, đến lúc tập tà tập tính tới bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, ngồi vào trong xe sắn quần lên mới thấy chân sưng vù rồi, nhẹ nhẹ ấn thử tay vào, đau như dấu kim bên trong, thử dẫm phanh xe, đau tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Phải tìm người giải cứu thôi. Phó Tuấn đưa nhà Cát Minh Đức lên tỉnh thành rồi, Hứa Tư hay lo, không thể để cô ấy biết được. Tìm ai bây giờ? Đang tính toán thì Diệp Kiến Bân gọi điện thoại tới. Cậu ở đâu mà tắt máy cả chiều làm gì hả? Gọi điện tới nhà cậu cũng không được, may tôi còn chút lương tâm không tới đó tóm cậu đấy. Giờ ở đâu, cơm tối ra sao? Anh bảo anh mời cơm tối cơ mà. Trương Khác nghĩ không thể cầu cứu tên này được, nếu không nhìn thấy mình hắn sẽ cười chảy nước mắt là cái chắc. Tối tôi có chút việc, có khả năng không tới được. Thế à, vậy tôi không làm phiền Hứa Tư nữa. Diệp Kiến Bân cười rất thô bỉ. Biết ngay mà, Trương Khác nói. Hứa Tư ở cùng với nhóm Giang Đại Nhi ấy. Ứng phó với Diệp Kiến Bân xong, Trương Khác nghĩ lúc này đành chờ Phó Tuấn quay về, hay là nhờ Tạ Vãn Tình, đang do dự thì thấy chiếc BMW màu đỏ của Trần Tĩnh đi vào. Trần Tĩnh cũng nhìn thấy xe của Trương Khác, thắc mắc xe của Trương Khác sao lại đỗ ở đây vào lúc này. Cô đỗ xe lại, hai xe kề sát nhau, nhìn qua cửa kính. Không ngờ Trương Khác ngồi lù lù cả đống trong xe. Á! Trần Tĩnh giật bắn mình, vô thức đưa tay che miệng, nhưng nhớ ra cửa kính cả hai xe đều đóng kín, mình có thét lên y cũng chẳng nhìn thấy, động tác này chắc chắn cho y thấy mình hoảng sợ. Trương Khác hạ cửa kính xuống, đặt cánh tay cửa xe, nhìn cửa kính chiếc BMW cũng đang từ từ hạ xuống. Toàn thể người của Khoa Vương không phải đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì tương lai tươi đẹp à, sao Trần Tiểu Thư lại lén lút trốn về nhà một mình? Trước đó Trần Tĩnh đã phải mất ngủ vì đại hội nhà phân phối rồi, hôm qua lại bị tin tức động trời Ái Đạt tung ra làm toàn bộ cao tầng của Khoa Vương tập trung lại thức suốt đêm bàn bạc đối sách, tính ra đã hơn 40 tiếng liền cô chưa được chợp mắt, nhân lúc tiệc tối trốn về nhà chợp mắt chốc lạt, không ngờ bị Trương Khác vô tình làm bại lộ. Nguyên nhân là vì ai chứ? Nhìn tên đầu sỏ còn cười nhạo mình, Trần Tĩnh mắt hạnh trợn tròn đốp chát lại. Khác đại thiếu gia ngày bận trăm công nghìn việc. Sao có rảnh rồi tới nơi đầy tình thú này tính kế người khác thế? Tôi có muốn đâu. Trương Khác mở cửa xe ra, cho Trần Tĩnh xem cái chân sưng vù lên như quá bóng của mình. Vừa rồi phanh xe mạnh quá bị trẹo chân. Phanh xe mạnh tới mức trẹo chân. Lúc này miệng Trần Tĩnh cũng tròn xoe luôn, y còn chê trên người mình chưa đủ có thứ cổ quái sao, nhưng nhìn chân Trương Khác rõ ràng sưng rất to, bản tính lương thiện làm cô thấy hoài nghi người gặp cảnh ngộ thế này là không nên, quan tâm hỏi. Có đau lắm không? Cô nói thử xem. Trương Khác nhếch mép cười, mặt rung rung đầy tà khí. Cô không phải thực sự cho rằng tôi có tình thú cổ quái nấp vào đây tính kế Khoa Vương đấy chứ? Trần Tĩnh cười xin lỗi, vừa rồi đốp chát y tựa hồ hơi thái quá, hơn nữa Trương Khác nói thế, mình không giúp y, tựa hồ ghi hận ân oán giữa hai bên vậy, liền xuống xe tới bên chiếc Volvo, xem kỹ cái chân lúc này như móng giỏ của Trương Khác,
còn đưa ngón tay như bạch ngọc ra ấn một cái, thấy Trương Khác đau méo mặt, trong lòng cũng vô cớ giật thót một cái. Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé. Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ, trông cô có vẻ như rất cần ngủ. Trương Khác miệng nói khách khí như thế, nhưng người đã chuyển sang ghế phụ rồi. Trần Tĩnh ngáp một cái, lại cười xấu hổ, ngồi vào xe. Đừng lo tôi xe lái thật chậm. Mặc dù Trần Tĩnh mặc trang phục công sở, trông có vẻ rất điềm đạm đoan trang, nhưng nhớ lại cái hôm cô ta ở trên đường cao tốc phóng xe như điên, Trương Khác vẫn rất lo, mò tìm dây đai an toàn thắt lại, còn giải thích. Thói quen ấy mà. Thời đó trong nước rất nhiều người cảm thấy thắt đai an toàn là phiền phức, bất kể Trần Tĩnh có nghĩ y nhát chết hay không, nhưng đúng là Trương Khác có thói quen tốt này. Trần Tĩnh vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ thì điện thoại của Trương Khác vang lên, Hứa Tư gọi tới. Cậu ở đâu đấy, sao anh Diệp nói tối cậu có chuyện không cùng đi ăn cơm được? Cô nói thế chứng tỏ bên cạnh có người. Em đang ở trên đường, vừa mới gặp được phó tổng giám sát tiêu thụ của Khoa Vương. Hứa Tư nghĩ một lúc. Trần Tĩnh à? Là cô ấy, buổi tối em không tới được đâu. Trương Khác đợi Hứa Tư cúp điện thoại trước mới tắt máy. Chương 461, phanh xe mạnh quá. Trần Anh đã sưng to thế này rồi mà vẫn còn vờ như không có gì à? Trần Tĩnh thắc mắc. Ai? Trương Khác thở dài rất đau khổ. Tôi nói với cô phanh xa mạnh quá bị trẹo chân, cô thiếu chút nữa phì cười, chỉ thiếu điều viết ba chữ sao có thể. Trên trán, tôi mặt mũi nào cho người khác biết. Rõ ràng vậy á? Có thể nhìn ra được. Trương Khác nghiêm nghị gật đầu. Không phải là tôi không tin, chỉ là hơi khó tin. Trần Tĩnh nói tới đó không nhịn được cười. Sao có thể phanh xe tới trẹo chân được nhỉ? Thấy Trương Khác sụ mặt quay đầu đi, tưởng làm bị thương trái tim của thiếu niên ngây thơ, áy náy nói. Xin lỗi tôi không cố ý cười anh đâu. Nhưng thành ý rõ ràng không đủ, cảm thấy y quá xui xẻo, chẳng trách y không muốn để người khác biết, nỗ lực tập trung vào chuyện lái xe, khỏi cười ra tiếng. Cô muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn khổ sở thế đâu, tôi cũng thấy mình quá xui xẻo mà. Trương Khác nở nụ cười ngây thơ vô hại, làm Trần Tĩnh càng cảm thấy áy náy, cô vốn định đưa Trương Khác tới bệnh viện rồi quay về ngủ, thế này không tiện bỏ Trương Khác lại một mình rồi. Dìu Trương Khác vào phòng khám bệnh, giúp y đi lấy số, khám bệnh, chụp phim mất 2 tiếng liền, kết quả là bị rạn xương, phải bó bột nghỉ 2 tháng mới được. Trương Khác đương nhiên không thể nói với bác sĩ là mình phanh xe bị trẹo chân, mà thành thật nói mình nhảy trúng vào một viên gạch, nhưng Trần Tĩnh lại cho rằng y nói thế cho khỏi xấu hổ. Thường thì bó bột xong là có thể về thẳng nhà rồi, Trương Khác không thể bảo Trần Tĩnh đưa mình về nhà nữa, liền yêu cầu nằm viện, Trần Tĩnh chạy đi chạy lại làm thủ tục giúp y, xong hết mọi thứ thì đã là 10 giờ. Trong thời gian đó Trương Khác tranh thủ gọi điện cho Đường Thanh, nhận một cuộc điện thoại thoại của Tạ Vãn Tình, rồi Hứa Thụy Bình và Lý Nghị Hoa lần lượt gọi điện cho y báo một việc, Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu bắt đầu từ ngày mai chính thức công khai huy động vốn từ xã hội. Phó Tuấn khi lên đường cao tốc trở về gọi điện báo cáo cho Trương Khác, y liền báo Phó Tuấn tới thẳng bệnh viện tìm mình. Phó Tuấn không hiểu chuyện gì xảy ra, phóng về với tốc độ cao nhất, hốt hoảng chạy vào phòng bệnh thì nhìn thấy Trương Khác ngồi trên giường bệnh xem báo, chân bó bột treo lên cao, nhìn thần sắc vẫn rất tốt. Trần Tĩnh ngồi ở ghế cạnh giường, mặt gục xuống giường ngủ say sưa, ghế cao bằng giường, Trần Tĩnh ngủ như thế, khoe hết bộ mông tròn trịa, cùng vòng eo nhỏ nhắn, trông cực kỳ mê hoặc. Lại phối hợp với khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ của cô hướng về phía Trương Khác, mắt nhắm nghiền cực kỳ gợi tình. Trước khi Phó Tuấn tới, Trương Khác thực chất đang ngồi nhìn ngắm Trần Tĩnh, thậm chí một hai khoảnh khắc thiếu kiềm chế, thiếu chút nữa đưa tay ra sờ thử bộ mông vỉnh lên tới mức quá đáng kia, chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân mới vờ vịt đọc báo. Phó Tuấn đứng sững sờ ngoài cửa, nữ nhân ngủ bên giường kia bất kể là ai hắn cũng hiểu được, nhưng là vợ chưa cưới của Tạ Kiếm Nam thì quá quỷ dị rồi. Không dám lên tiếng sợ đánh thức Trần Tĩnh đang ngủ say, Phó Tuấn ra hiệu hỏi Trương Khác chuyện là sao. Trương Khác nhún vai, tỏ ý không thể nói. Trần Tĩnh tỉnh lại, tựa hồ nằm mơ gì đó, mở mắt ra, ý thức còn mơ hồ, đưa tay dụi mắt, mới ý thức được mình ngủ bên giường bệnh của Trương Khác, vừa thẹn vừa luống cuống, lại thấy Phó Tuấn tròn mắt đứng ở cửa, càng quẫn bách, lấy vội cái túi sách trên giường, nói. Xin lỗi, có người tới chiếu cố anh rồi, tôi đi trước đây. Rồi bỏ chạy, dáng vẻ có chút kinh hoàng. Trương Khác bảo Phó Tuấn đi tiến, Phó Tuấn ra ngoài thì Trần Tĩnh đã chui vào thang máy, quay lại đóng cửa hỏi Trương Khác. Khác thiếu gia làm sao thế? Có nghiêm trọng không?
nhảy tường xuống, bị trẹo chân. Chuyện này anh không được nói cho ai đâu đấy. Trương Khắc thì thầm. Vừa khéo gặp được Trần Tĩnh, nhớ cô ấy đưa tới bệnh viện, nói là phanh xe quá mạnh bị trẹo chân, hình như cô ấy tin rồi. Giữa đêm khuya có hai tên nam nhân rất vô lương tâm cười lớn trong phòng bệnh. Sao lại thế được, đang đi đường đột nhiên trẹo chân. Liệu có phải thời gian qua cháu bận rộn quá nên đi quá vội không? Cố Kiến Bình đưa cặp lồng đầy xương cho giúp việc của Tạ Vãn Tình. Dì nói với mẹ cháu rồi, mẹ cháu ngồi thuyền buổi tối, sáng mai sẽ tới Hải Châu. Rồi trách chồng. Chính phủ các anh làm ăn kiểu gì thế, để trên đường có viên gạch như thế à, bên quản lý dung mạo thành phố đâu, thị chính đâu, anh làm thị trưởng kiểu gì thế. Như Lương Cách Chân đã nhận định Đường Thanh là con dâu, Cố Kiến Bình cũng nhắm chắc Trương Khác vào vị trí con rể, tất nhiên sót rồi. Dì, tại cháu đi đường không quan sát thôi. Trương Khác lưng kê đệm dày, chân gác lên một cái bàn đặt trên giường, nói hơi chột dạ. Trương Khác không nằm viện nữa, ngay trong đêm đã kéo lê cái chân bó bột về nhà, tính thừa cơ nghỉ ngơi một tháng, chân bị dạn xương, y cố gắng hạn chế số người biết. Nhưng chiều ngày 27, cổng trong cổng ngoài Tân Cẩm Viên đỗ đầy xe hơi, tính sơ sơ cũng tới hơn chục, ai không biết chuyện trong cảnh này còn tưởng bên trong Tân Cẩm Viên có người ba chân. Trương Khác bất lực nhìn đám đông quây anh giường, yếu ớt nói. Bị trẹo chân thôi mà, mọi người bận rộn tới thăm tôi ghi nhớ trong lòng rồi. Thấy Diệp Kiến Bân cười rất quỷ dị thì trợn mắt lên. Anh Diệp, làm ơn che giấu nụ cười hả hê của anh tốt một chút được không? Diệp Kiến Bân chỉ Tạ Vãn Tình. Giám đốc Tạ cũng cười giống tôi mà. Trương Khác không thể nói mình phanh xe bị trẹo chân, càng không thể nói nhảy tường bị trẹo chân, cùng Phó Tuấn sống chết nói đi đường không cẩn thận bị trẹo chân, hơn nữa còn đi cùng Phó Tuấn. Trương Khác hôm qua nói chuyện với Hứa Tư có bảo ở bên Trần Tĩnh, khi đó Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương đều ở bên cạnh nghe thấy, đương nhiên coi thực tế Trương Khác đi với Trần Tĩnh bị trẹo chân, chỉ lấy Phó Tuấn ra để che giấu, cho nên tất nhiên cười rất quỷ dị, không ai thương hại y cả. Hứa Tư hiểu nguyên nhân chân chính là gì, nhưng lúc này không tiện tới thăm Trương Khác. Tạ Vãn Tình biết Trương Khác chiều qua ở cùng Hứa Tư, khi ấy cô chưa biết Trương Khác gặp được Trần Tĩnh, liền gọi điện thẳng cho Hứa Tư hỏi chuyện gì. Hứa Tư ấp a ấp úng bị Tạ Vãn Tình dụ khai sạch, nên nụ cười của cô càng quỷ dị. Tất nhiên cũng có người bị lời ma quỷ của Trương Khác lừa, Cố Kiến Bình là một trong số đó, Trương Khác vốn không định để cho cha mẹ biết, nhưng người bắn tín không phải chỉ có Cố Kiến Bình, Trương Chi Phi cũng gọi điện tới Tân Vu rồi. Băng bó xong, chân không đau nữa, Trương Khác không còn thấy đây là chuyện xui xẻo, lòng còn mừng thầm, có thể nhân cơ hội này đùn đẩy những chuyện phiền toái, ở nhà yên tĩnh tu thân dưỡng tính. Thế là cho bản thân một kỳ nghỉ phép dài luôn. Nhưng chỉ yên tĩnh hưởng thụ được một buổi sáng, đến trưa Tạ Vãn Tình và Trương Đình tới, thấy Trương Khác đem xem mãnh long quá giang của Trịnh Y Kiệt, vì thời học đại học có người nói lông mày y giống Trịnh Y Kiệt, cho nên Trương Khác xem phim của Trịnh Y Kiệt cảm thấy rất nhập tâm, tranh thủ lúc này ôn lại kỷ niệm. Xem mãnh long quá giang chưa đã, Trương Khác còn gọi điện bảo Phó Tuấn mang đĩa nhân tại giang hồ cũng của Trịnh Y Kiệt tới. Còn học giọng điệu một câu nói rất nổi tiếng trong phim nói với Phó Tuấn. Ra ngoài giang hồ là phải giữ chữ tín, nói giết cả nhà nó là phải giết cả nhà nó. Thấy Trương Khác chân bó bột, lại nói câu cực kỳ thổ phỉ như thế, Tạ Vãn Tình tưởng y muốn trả thù ai, như chúng một gậy vào đầu choáng ngay tại chỗ, Trương Đình sợ tới mặt trắng bệnh. Trương Khác tốn hết nước bọt giải thích không ăn thua, đến khi Phó Tuấn mang đĩa tới, mò được câu kia trong phim ra Tạ Vãn Tình mới như chút được gánh nặng. Tin Trương Khác không phải vì ra ngoài bị ức hiếp muốn giết cả nhà người ta. Chương 462, thống khổ thực sự. Cứ như thế qua buổi trưa người nọ truyền người kia lan đi, người của công ty còn đỡ, Trương Khác gọi điện bảo không được tới, chỉ có Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Phục, Thái Phi Quyên cùng Tôn Thượng Nghĩa tới, vốn cũng có nhiều chuyện cần Trương Khác quyết định. Diệp Kiến Bân thời gian này coi như tới Hải Châu nghỉ ngơi, khi Tôn Tĩnh Hương làm việc, hắn tới tìm Trương Khác chơi đốt thời gian. Ở khu Tây Thành có một siêu thị điện máy của Thịnh Hâm, Diệp Kiến Bân ở Hải Châu làm giám đốc siêu thị nơm nớp lo sợ, Diệp Kiến Bân lại chẳng chịu tới thị sát. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cùng Kính Phí Hồng cũng tới. Trên thành phố Trương Khác không tiện từ chối, Đường Học Khiêm, Kim Quốc Hải, Đỗ Tiểu Sơn. Kéo tới cả một đống, cả trưởng phòng tuyên truyền Cố Điệu cũng làm đến thăm, còn làm bộ làm tịch nói vừa khéo qua đây nên vào. Rồi chú rồi cậu rồi mợ. Cả Lương Quân như buổi chiều cũng bỏ học qua xem sao. Trương Chi Vi không hiểu từ đâu biết được tin, ông ta tự biết mình không có mặt mũi nào tới nữa,
bảo Trương Dịch đưa bà nội Trương khác tới. Hai năm qua quan hệ hai nhà rất xa lạ rồi, Trương Chi Vi bị huyện Đông xã khai trừ công chức, không còn là cái gì nữa, còn kém hơn cả một người dân bình thường. Tích góp nửa đời người không đủ bù số tiền công khoản ông ta thụt két cho con mở công ty, còn nợ Trương Chi Phi mấy chục vạn, mặc dù chú không hy vọng ông ta trả số tiền này, nhưng thím thì không phải người mềm lòng, cứ gặp Trương Chi Vi là nhắc tới đòi tiền. Trương Dịch làm việc trong công ty thương nghiệp huyện, có quen một cô bạn gái, nhưng chê nhà hắn nghèo, năm ngoái đính hôn rồi còn bỏ theo người khác, coi như thảm tới cực độ. Nhưng coi như nhà ông ta tự gieo gió gặt bão thôi, trách ai được. Học sinh gương mẫu, lớp trưởng Đường Thanh cũng xin nghỉ học. Hay rồi, phòng ngủ của Trương khác hơn 30 mét vuông, được coi là khá rộng, lúc này chật kín người, thời gian tĩnh mịch y mong mỏi bị phá tan bành, đã thể gặp mỗi người lại phải kể đi kể lại chi tiết dẫm phải viên gạch vỡ ra sao, trẹo chân thế nào, đau ra sao, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Trương khác mệt đến mức tính thu băng câu trả lời rồi đem ra loa phát cho rảnh. Lại nghe nói mẹ hỏa tốc từ Tân Vu về, Trương khắc hận không thể nói chân lành rồi. Nhưng cực hình vẫn tiếp diễn, chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Tạ Vãn Tình nhấc điện thoại nghe một lúc rồi nói. Trường học rất quan tâm tới tình hình của em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cùng đại biểu lớp sẽ tới thăm em. Trương khắc quay sang nhìn Đường Thanh ung dung xem tạp chí thời trang mới nhất. Mình lâu lắm rồi chưa tới trường, bọn họ còn nhớ trong trường có học sinh như mình à. Đôi mắt mỹ lệ của Đường Thanh hơi đưa lên. Cô Lý hôm qua hỏi bạn thi cuối kỳ phải làm sao đấy. Trương khắc đau khổ nói với Tạ Vãn Tình. Từ chối giúp em được không? Bọn họ hình như gọi điện trên đường đi. Tạ Vãn Tình khó xử nói. Thế chẳng không cho mình cơ hội từ chối sao? Trương khắc yếu ớt gật đầu, lúc này bà nội bê một bát thuốc đen xì đi tới, còn chưa đến giường đã ngửi thấy mùi thuốc rồi. Tiểu khắc, uống bát thuốc này đi, bà đi gấp chỉ kịp bốc hai thang thuốc, bổ xương lắm đấy. Lát nữa bảo tài xế ra hiệu thuốc bốc thêm vài thang nữa, nghe nói nấu với canh xương là tốt nhất. Quay sang bảo mẹ Cố Kiến Bình. Mẹ A Thanh, chuyện canh xương giao cho tôi làm đi, tôi cũng rảnh mà. Trương khắc bịt mũi uống cố bát thuốc, không tưởng tượng nổi thứ thuốc này đun hổ lốn với xương nó còn hành hạ người khác tới mức nào. Nhớ vợ Phó Tuấn làm công ty trung dược, âm thầm tính nhớ cô đánh cháo thuốc tráng dương vào lừa bà nội. Thấy Đường Thanh đang cười, đưa bát thuốc còn lai một ngụm tới bên miệng cô nàng. Bạn thử đi, hơi đắng, nhưng đắng xong lại ngọt, lạ lắm. Đường Thanh ghé miệng tới định nhấp một ngụm, ai ngờ Trương khắc thò tay vào nách cô chọc một cái, đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô. Mày Đường Thanh như xoắn lại với nhau, muốn cướp cải bát trong tay Trương khắc để nhổ thuốc ra, nhưng Trương khắc sao để cô nàng thành côn được, nhanh tay nhét cái bát cho Đường Học Khiêm, Đường Thanh muốn cướp bát trong tay cha, bị ông giấu ra sau lưng, cười lớn. Tiểu khắc uống hết cả bát. Còn uống một ngụm sợ cái gì? Đường Thanh nghe thế nghĩ Trương khắc chịu khổ, mình cũng nên chia sẻ, không cướp bát nữa, nỗ lực nuốt thuốc xuống, mắt nhắm tịt lại, phải lúc lâu mới mở ra thét lên. Đắng quá cơ. Mọi người thấy cô đáng yêu như thế thì cười rộ lên. Đường Học Khiêm thấy lúc này trong phòng đã chật kín người, chỗ đi lại cũng thiếu, nói. Trông cháu vui vẻ thế này mọi người lúc nãy còn lo cháu có chuyện gì, thôi bác không ngồi tốn thời gian với cháu nữa. Trương khắc chỉ mong Đường Học Khiêm nói giúp câu này, cựa mình muốn xuống giường tiễn khách. Mã Tử Thiện nghe nói Tân Cẩm Viên có hai cái cổng, bên ngoài là chung cư của công nhân thường, đi qua cổng thứ hai mới là thời đất của các lãnh đạo cục bưu điện. Xe của trường vừa tới cửa Tân Cẩm Viên, bên trong liền có xe lục tục đi ra, đầu tiên là chiếc Nissan đen biển số 2 của Đường Học Khiêm, người Hải Châu đều nói đó mới là xe số 1 của Hải Châu, chẳng cần Mã Tử Thiện phải nói, lái xe tự giác tránh qua một bên nhường đường. Tiếp đó Mã Tử Thiên lại thấy chiếc Zeta màu đen số 088 của Đỗ Tiểu Sơn, liền liếc nhìn Đỗ Phi ở ghế sau, tất nhiên cũng nhìn trộm Lý Chi Phương, cô gái này trông như quả đào chín mỏng vậy, bầu vú cao cao, cái mông tròn trịa, ngay cả con gái cũng xinh đẹp tới mê người, nhìn cô ta là Mã Tử Thiện ứa nước bọt. Nhưng hiện giờ không một nam nhân nào dám tùy tiện đụng vào cô nữa, Vương Viên Bân ngã rồi, Tào Quang Minh ngã luôn, tới Phó Cục trưởng Tiêu Na cũng ngã nốt, cực kỳ thần bí, cái gì chưa nói. Chỉ bằng vào ba học sinh trong lớp Lý Chi Phương, người khác phải nể cô ta ba phần. Mã Tử Thiện vốn không biết Trương khác bị trẹo chân, hôm nay ông ta có kế hoạch đi ăn cơm cùng Cảnh Kiến Trung, cựu cục trưởng cục giáo dục hiện là thư ký trưởng chính phủ. Cảnh Kiến Trung ở văn phòng xong việc chuẩn bị đi ăn cơm với Mã Tử Thiện thì hay tin Trương khác bị thương ở chân,
liền gọi điện từ chối Mã Tử Thiện, nói theo đường Học Khiêm đi thăm Trương khác. Mã Tử Thiện không hiểu Trương Chi Hành rời Hải Châu rồi, cảnh kiến chung cần gì phải lấy lòng người ta như thế. Tất nhiên ông ta không nói ra, mà thuận theo hỏi. Trương khác là học sinh trong trường tôi, hay là tôi đi thăm cùng thư ký trưởng? À, tôi đi với thị trưởng Đường, bí thư Kim, ông muốn đi tới thăm cũng được, có điều đừng đi vội. Cảnh kiến chung đã nói thế, Mã Tử Thiện cho dù không hiểu ý cũng không dám trả lời, không còn tâm tư ăn cơm nữa, tìm Lý Chi Phương, bảo cô ta kiếm đại biểu học sinh đi thăm Trương khác. Lý Chi Phương trước đó nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Đường Thanh, song giờ mới biết Trương khác xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là tìm Đỗ Phi, từ chỗ hắn biết tin tức xác thực là Trương khác chỉ bị trẹo chân. Nhìn những chiếc xe con nối đuôi nhau đi qua không dứt, Mã Tử Thiên mới nhận ra mình còn biết quá ít về đứa học sinh này, đừng nói là con nuôi của tỉnh trường, có là con đẻ của tỉnh trường thì trẹo chân cũng không thể kinh động nhiều người như thế. Trương khác nhất định không phải là tên hoàn khố bình thường. Lý Chi Phương thì sớm hiểu chỗ khác người của Trương khác, nên y không tới trường cũng nhắm mắt cho qua, chỉ thi thoảng hỏi thăm tình hình với Đường Thành. Đi qua cánh cổng thứ hai mới cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác biệt. Toàn là biệt thự nhỏ phong cách Tây, hàng rào trắng tinh, thảm cỏ xanh mướt, nhìn biết ngay người thường không mơ nổi một chỗ thế này. Lý Chi Phương lần đầu tới đây, nhưng Chu Tiểu Lộ thì tới chơi mấy lần rồi, cô bé nghe nói Trương khác bị thương cũng đòi tới, nhưng chiều cô bé còn đi học, Lý Chi Phương không cho. Chu Hiểu Lộ bám lấy Đỗ Phi đòi tối tan học đưa tới thăm Trương khác. Chương 463, thụ oán hai kiếp. Đỗ Phi chỉ dẫn xe tới nhà Trương khác. Đây mới gọi là biệt thự bên hồ thực sự. Lý Minh Du, Trương Đình ở phòng khách bên trên dọn dẹp, vừa có một nhóm khách đi, để lại một đống chén trà. Trương Chi Vi và Trương Dịch ngồi ở phòng khách phía dưới, thấy ba người Mã Tử Thiện đi vào vội đứng dậy chào hỏi. Mã Tử Thiện biết Trương Chi Hành, tuy một năm qua Trương Chi Vi tiểu tụy đi rất nhiều, nhưng tướng mạo vẫn rất giống em họ, liền nhiệt tình đi tới đưa tay ra. Tôi là hiệu trưởng Nhất Trung. Đây là cô Lý giáo viên chủ nhiệm của em Trương khác, xin hỏi ông là. Trương Chi Vi sa sút hơn một năm, tư thái cũng trở nên hèn mọn, đưa hai tay ra nắm chặt tay Mã Tử Thiện. Tôi là bác Trương khác, mọi người tới thăm nó à? Nó nằm ở tầng trên. Cô giáo Lý, hiệu trưởng Mã. Đường Thanh nghe thấy tiếng xe đỗ ở cửa nên thì đầu ra xem, lúc này xuống cầu thang nói. Trương khác bị trẹo chân không tiện đi lại, mời mọi người lên lầu ạ. Mã Tử Thiện thấy Trương Chi Vi và Trương Dịch đứng yên tại chỗ, do dự không biết phải làm sao, đi tới cầu thang cũng không thấy bọn họ có ý lên cùng, lòng càng kỳ quái, anh họ phó thị trưởng Trương sao không biết chút quy củ gì thế này. Trương Chi Vi xấu hổ vô cùng, Trương Chi Phi trước khi đi có dặn ông ta và Trương Dịch, trừ khi Trương khác gọi, còn ai nói cũng không được lên lầu. Một lúc sau Mã Tử Thiện, Lý Chi Phương, Đỗ Phi xuống lầu, Đỗ Phi rất muốn ở lại chơi, nhưng trước mặt Lý Chi Phương. Hắn phải đóng giả học sinh ngoan, hơn nữa tối tan học còn phải đưa Chu Hiểu Lộ tới, nên theo họ về trường. Thấy đám Mã Tử Thiện xuống, Trương Chi Vi đi tới, mặt nặn ra nụ cười. Mọi người đi đấy à? Trương Chi Vi đưa tay ra định bắt tay, nhưng Mã Tử Thiện quay mặt sang một bên nói với Lý Chi Phương. Em Trương khác bị thương, chuyện thi cử sẽ bị ảnh hưởng, cô trao đổi với các giáo viên khác xem làm sao. Phó thị trưởng Trương để lại em ấy cho chúng ta phải xứng đáng với niềm tin nấy. Nói tới đó đã đi ra ngoài phòng khách. Trương Chi Vi mặt nóng rát, khó chịu hơn cả bị người ta tát, Trương Dịch còn trẻ chịu không nổi nhục nhã này, muốn bỏ đi. Quay lại, Trương Chi Vi hạ thấp giọng quát. Ngồi xuống đấy. Người đi gần hết, phòng trống hẳn, chị em thích xung thích vũ chạy quanh giường, không biết hai nha đầu này lấy đâu ra tinh lực dư thừa như vậy, Trương khác chăm chú nhìn chóng cả mặt. Chỉ sợ hai cô bé xô vào, chân bó bột dơ lên cao. Tích Dung, Tích Phú hôm nay tới thấy Tạ Vãn Tình cứ đòi đi gặp Chỉ Đồng, nghe Lý Minh Du kể ba nha đầu tối nào cũng gọi điện cho nhau, còn thân hơn cả với mẹ mình. Đường Thanh thì rất thoải mái tựa vào thành giường xem tạp chí, còn vô lương tâm nói. Buổi chiều thế này mới là khoan khoái, giờ trường học cả tháng mới cho nghỉ một ngày, không sợ người ta học mụ người hay sao ấy. Có điều cô phải cẩn thận che chắn chén trà ở tủ đầu giường. Vừa rồi không biết Tích Dung hay Tích Vũ đánh vỡ một cái rồi. Đường Thanh còn nhớ lúc Lý Minh Du nghe thấy tiếng chén vỡ định tới giáo huấn hai tiểu nha đầu, Tích Dung mặt đầy vô tội nói với mẹ. Tích Dung làm vỡ đấy. Lý Minh Du nhéo tai nha đầu còn lại, bắt đi lấy hót rác tới hót mảnh vỡ, nha đầu kia thét lên. Nhưng con là Tích Vũ mà.
lúc này Tích Dung đã chạy vào một gian phòng khác khóa cửa nhốt mình lại rồi. Đường Thanh lúc này mới thấy Lý Minh Du không bị thần kinh thác loạn đúng là không tầm thường, nghe nói chỉ đồng mới nhận ra được hai cô bé này. Chỉ đồng định đi học muộn một năm, hai nhà đầu điên mùa hè báo danh vào trường tiểu học thuộc Đại học Hải Châu, nghe nói vừa nhập học được 3 tháng làm cô giáo chủ nhiệm lớp vừa mới tốt nghiệp đại học phải lén lút khóc mất mấy lần rồi, nếu chẳng phải hai nhà đầu là cháu giáo sư, phó giáo sư nào đó của Đại học Hải Châu, cậu lại là tổng giám đốc City cổ phần Hải Châu, thì chỉ e hai tiểu nha đầu này đã bị yêu cầu chuyển trường rồi. Trương Khắc giơ chân bó bột tới phát mỏi phát mệt, nói. Dừng, hai đứa cho anh nghỉ một lát đã. Đoán xem em là Tích Dung hay là Tích Vũ, đoán chúng sẽ cho anh bỏ chân xuống. Em là Tích Vũ. Sao anh đoán được? Tích Vũ mắt ngây thơ mở to, nhìn Trương Khắc chăm chăm. Anh vừa gọi điện cho chỉ đồng. Nó nói cho anh biết cách phân biệt hai đứa bọn em. Thật à? Tích Phú trao mỏ phụng phịu. Em là đồ ngốc, anh ấy đoán là em là chị, hai lần thế nào chẳng đúng một lần, chị rõ ràng không thấy anh ấy gọi điện. Tích xung lên mặt chị. Chị mới ngốc, lần trước anh ấy cũng đoán chúng rồi, nếu không phải chỉ đồng nói, làm sao anh ấy đoán được hai lần? Nói không chừng anh ấy gọi điện thoại lúc chúng ta không thấy thì sao? Chỉ đồng bảo không nói với ai mà. Có điều nói với Trương Khắc cũng chưa biết chừng nha. Tích Dung Tích Vũ gãi đầu, vấn đề này phức tạp quá, hai cô bé bắt đầu hoang mang rồi, có điều nhìn hai khuôn mặt cùng hoang mang thế này không khác nhau chút gì, Trương Khắc thầm nhủ, chẳng hiểu rốt cuộc làm sao chỉ đồng phân biệt được hai đứa nó. Đường Thanh cảm thấy đặc biệt thú vị, ôm lấy cả hai cô bé hỏi. Hai em sao không đi học? Chỉ đồng cũng không đi học mà, ba bọn em hẹn nhau cùng đi học, thế mà họ cứ thích quyết định thay cho người khác. Hai chị em hậm hực liếc nhìn Phó Tuấn đang ngồi xem báo ở ban công. Bọn em không muốn đi học, vì sao bọn em không tự quyết định được cuộc đời của mình? Đường Thanh cười ngặt ngoéo, Trương Khắc thấy đầu bốc khói, nếu xóa đi hình ảnh, chỉ nghe âm thanh, người ta còn tưởng là hai thiếu nữ 15-16 đang tuổi thích chống đối. Này! Bà nội Trương Khắc đi lên, đánh miệng xuống dưới, ý bảo Trương Khắc không thể bỏ mặc hai cha con kia được. Trương Chi Hành luôn muốn đón mẹ lên thành phố. Năm ngoái bà mới miễn cưỡng tới thành phố ở nửa tháng, thấy không quen lại về đông xã, chưa nói ở thành phố cô đơn, bà còn lo nhà ở quê chưa đóng kín, lo rau ở vườn bị sâu ăn, trong nhà lại có đôi chó, không biết hàng xóm có chăm nó không, hai con chó đó rất kén ăn. Thôi thì đủ thứ lo, nếu chẳng phải Trương Khắc bị trẹo chân bà đã chẳng chịu lên thành phố, người già khó tính, ương lên là chẳng ai làm gì nổi, may ở quê còn có nhà Trương Chi Vi, còn có thân thích khác. Ruộng trong nhà chìa cho hàng xóm trồng cấy, không sợ bà không có người chiếu cố. Trương Khắc vờ hồ đồ, thấy bà nội tức giận muốn tới véo tai, vội xin tha. Bà nội, bà muốn gọi họ lên thì cứ gọi, làm khó cháu làm gì, cháu chẳng lẽ có thể đuổi bọn họ xuống sao? Còn có gì không hài lòng, bà nói với con trai bà. Vậy cháu nói cho bà nghe, con trai bà với cháu quan hệ ra sao? Trương Khắc rất ngán bà nội, điều này liên quan tới tuổi thơ của y. Tới sơ chung, mỗi lần nghỉ đông là bị cha mẹ gửi về quê cho bà nội trông, bà nội rất nghiêm khắc, sai gì là ăn đòn ngay. Một lần nhà chuẩn bị thị heo đãi khách, bị người ta ăn vụng mất, bà nội không cần biết đúng sai, lôi Trương Khắc ra sân sau chói vào cây quất cho một trận, cuối cùng Trương Dịch phải ra nhận là hắn ăn vụng, bà nội còn nói. Nó không ăn lần này thì lần sau, trận đòn này đánh trước. Xem đi, tuổi thơ của Trương Khắc như thế đấy. Trương Khắc khi kể với cha chuyện này, mới biết cha y lúc nhỏ cũng thảm chẳng kém gì, về sau thấy có ích cho sự trưởng thành, nên mới gửi y về quê. Lương Cách Chân không chịu nổi con bị đối xử như thế, nhưng khi ấy bà và chồng đi làm bận rộn, kỳ nghỉ ở nhà không ai trông con, đành gửi về quê. Chính bởi vì chuyện này mà mẹ chồng nàng dâu có ngăn cách không xóa nhà được, Trương Khắc thì chẳng để lại ám ảnh tâm lý gì, tính người già là vậy mà, cha y hiện giờ cứ về quê là bị bà mắng, chỉ mỗi mẹ là không thấy vui. Trương Khắc thấy bà nội lại muốn véo tai, cười nịnh bợ. Con trai bà là ba cháu, cháu là cháu nội của bà nói sao cháu làm vậy, cháu gọi họ lên nhé, nghe thấy hay không là chuyện của họ. Biết bà nội tính rắn, lòng mềm, hai năm qua bác cả hắn ra sức lấy lòng bà, làm bà cũng thấy bên này đối xử với bác cả quá hà khắc. Trương Khắc gọi mấy tiếng rất không có lòng thành, bà nội bị y làm cho vừa tức vừa buồn cười. Mặc nhà cháu ở thành Hưởng Phúc. Mai mẹ cháu về rồi, bà về quê. Bà bảo người đi bốc thuốc rồi, cháu nhớ uống đúng giờ,
bà sẽ gọi điện hỏi giúp việc của mẹ chị Đông. Khuyên cháu không được, bà nội xuống lầu đun thuốc. Hai vợ chồng Trương Chi Phi tới tối đón Trương Mân về thì Đỗ Phi cũng chở Chu Hiểu Lộ tới chơi. Mới 14 tuổi Chu Hiểu Lộ đã cao tới 1m60, kỳ thực về sau cô bé không cao lên bao nhiêu, có điều cô bé lúc này yêu kiều tha thướt, như phiên bản trẻ trung non nớt của Lý Chi Phương, nhưng khác với tính cách yếu mềm nhu nhược của mẹ, ẩn chứa dưới bề ngoài ngây thơ nhút nhát của Chu Hiểu Lộ là trái tinh đáo để dũng cảm. Nghe Đỗ Phi kể Chu Hiểu Lộ bị cậu bạn trai ái mộ ở bàn sau lấy đinh ghim bím tóc lên bàn, cái kiểu gây chú ý ngốc nghếch của các cậu bé mà, Chu Hiểu Lộ đầu tiên đi báo cho giáo viên, cậu bạn đó bị ăn một trận mắng, tiếp theo đó tập thể dục buổi sáng ở trường đột nhiên tụt cả quần thể thao lẫn quần xịp của cậu bé đáng thương đó trước cả lớp. Trường khác hoài nghi nam sinh kia liệu có để lại ám ảnh gì không, ngoài ra y cũng hoài nghi có phải Đỗ Phi xúi cô bé, nếu không Chu Hiểu Lộ tụt quần cậu bạn kia chẳng đi báo cáo giáo viên trước đặt mình vào thế người bị hại. Chu Hiểu Lộ từ trường khác học được chiêu lấy đá ném vỡ cửa kính, những vụ cãi nhau không ngừng trong nhà dần lắng xuống. Tính cách Chu Hiểu Lộ như thế manh nha từ hoàn cảnh gia đình, rất đáng được người ta tán thưởng, cho dù kiếp trước biết thân phận phức tạp của Chu Hiểu Lộ, Đỗ Phi vẫn thầm yêu không ngại ngần, Trương Khắc không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là không biết kiếp này, cuộc đời của hai người đã đi theo những hưởng khác hay không, ít nhất Đỗ Phi đã bám lấy Thịnh Hạ rồi. Trương Khắc chẳng lo bừa cho cuộc đời của người khác, lúc này Tích Dung Tích Vũ chơi cả ngày mỏi mệt đã sang phòng bên ngủ, y còn hải ôn tập số học. Trương Chi Phi thấy anh trai và cháu vẫn ngồi im ở phòng khách, tay tuy cầm báo, nhưng không đọc nổi chữ nào, thầm thở dài. Không một ai hiểu Trương Khác vì sao có oán hận sâu như thế, vì đó là oán hận tích lũy mười mấy năm kiếp trước. Cho dù Trương Chi Hành, Lương Cách Chân cũng cảm thấy không cần thiết phải như thế, có điều cũng chính vì thái độ hà khắc của Trương Khác với gia đình Trương Chi Vi mà sinh ra uy trong lòng những người lớn khác. Lưu Minh Huy và 10 chủ quản cao cấp nhảy sang khoa vương. Những người khác luôn lo lắng phản ứng của Trương Khác. Với Trương Khác, nếu Lưu Minh Huy giữ chức phận nghề nghiệp có sang công ty khác cũng chẳng sao, doanh nghiệp hiện đại không có cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng thay vào đó dùng người phải nghi, có nghi mới dùng. Nhưng nếu Lưu Minh Huy mang tin tức của Ái Đạt lấy làm chỗ dựa để nhảy sang khoa vương, vậy kết cục của hắn sẽ là cú ngã nhớ đời. Lưu Minh Huy đúng là đem nội tình của Ái Đạt ra làm giao dịch với khoa vương, điều này quá rõ ràng. Người không biết nội tình thì Ái Đạt lần này phản kích quá hiền, Trương Chi Phi thì biết khoa vương lần này không chết cũng phải hộc ra ba vũng máu, ít nhất tài chính lưu động của Cẩm Thành bị sa lầy ở khoa vương, các hạng mục khác tiến độ chậm lại, đối với một doanh nghiệp xây dựng mà nói, tiến độ xây dựng chậm, không bán được thu hồi vốn, nợ vật liệu ngày một nhiều, sẽ thành một vòng tuần hoàn ác tính không thoát ra nổi, để xem Cẩm Thành còn cầm cự được bao lâu. Tạ Kiếm Nam và Triệu Cẩm Vinh không phải đồ ngốc, nhưng lần này chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Như thế chút giận lên Lưu Minh Huy là cái chắc. Lưu Minh Huy trong một năm tới nếu làm ra được cống hiến với khoa vương, để đám Tạ Kiếm Nam thấy hắn đáng giá 80 vạn thì còn có việc kiếm sống, nếu không ở Hải Châu, cuộc đời hắn coi như kết thúc rồi. Trương Khác chỉ chân phải bó bột, không tới mức là hoàn toàn không động đậy được, lấy Đường Thanh làm nạng tới đi xuống lầu, một tay còn chống lên đầu cô em họ Trương Mân. Phó Tuấn tóm lấy hai nha đầu. Nếu không hai cô bé này không cẩn thận một cái xô Trương Khác ngã xuống thì không phải chỉ hai tháng là lành được. Trương Chi Vi và Trương Dịch thấy Trương Khác xuống lầu, vội đứng dậy, nói với bà nội Trương Khác. Thím, ngày mai cháu và Tiểu Dịch tới đón thím. Rồi làm bộ muốn đi, bà nội Trương Khác lau tay vào tạp dề chạy tới ngăn lại. Dù có là không thân thiết gì thì đến nhà rồi cũng không thể chưa ăn tối đã đi. Nếu các cháu muốn về Đông xã thì thím cũng theo cùng. Trương Khác không nói một lời, nhảy lò cò tới bàn ăn ngồi xuống, xem Lý Minh Du và giúp việc của Tả Vãn Tình chuẩn bị những món ăn ngon lành, Trương Dịch muốn đi thật, Trương Chi Vi chỉ vờ vịt làm cho người khác xem, kéo con trai, ngồi xuống ghế sofa. Lý Minh Duy đi gọi Tả Vãn Tình sang ăn cơm, tính cả Tích Dung Tích Vũ thì tổng cộng 12 người ngồi vây quanh bàn ăn cơm, căn nhà này ít khi náo nhiệt như thế. Trên bàn ăn Trương Khác chỉ nói chuyện với Đường Thanh, Trương Mân, Tích Dung. Tích Vũ còn những người khác ngó lơ hết. Trương Chi Vi há miệng mấy lần nhưng không có cơ hội nói ra. Ăn cơm xong Tạ Vãn Tình kéo hết đồng minh của Trương Khác tới nhà cô chơi, Lương Quốc Hưng và vợ tới thăm Trương Khác, Trương Chi Phi kiếm được chủ đề, hỏi về tình hình ao cá, rủ mọi người khi nào rảnh rỗi về quên câu cá. Trương Chi Vi vừa mới định tiếp lấy câu chuyện thì có người ấn chuông, trước đó không hề nghe thấy có tiếng xe ô tô, Phó Tuấn ra mở cửa, rồi dắt Lý Nghị Hoa vào.
Trương Khắc như chút được gánh nặng, nói với Trương Chi Phi. Chú ngồi chơi với cậu cháu nhé. Không hề nhắc tới Trương Chi Vi, bảo Phó Tuấn đỡ lên lầu bàn việc với Lý Nghị Hoa. Ở đây chỉ có Trương Chi Phi đã thấy Lý Nghị Hoa vài lần, Lương Quốc Hưng không quen, nhìn Lý Nghị Hoa hết sức cẩn thận đỡ tay trái Trương Khắc đưa y lên lầu, liền hỏi nhỏ. Đó là ai thế? Lý Nghị Hoa, trước là phó chủ nhiệm quỹ tín dụng, giờ là phó tổ trưởng tiểu tổ chủ kiến ngân hàng thương nghiệp, vài ngày nữa sẽ là giám đốc. Trương Chi Vi thầm than trong lòng, ánh mắt lộ vẻ buồn nản, ông ta nếu còn tại chức thì cấp bậc phó khoa, không kém cạnh gì Lý Nghị Hoa, nhưng cuộc đời thay đổi có ai đâu ngờ. Công tác chuẩn bị tiền kỳ của ngân hàng thương nghiệp đã thỏa đáng, được tỉnh phê duyệt, mang tính chất của một công ty hữu hạn cổ phần, ngân hàng thương nghiệp tiến vào giai đoạn huy động với thành phố ủy thác Cẩm Hồ, Hải Dụ, Thịnh Hâm và City cổ phần Hải Châu tham dự cổ phần, tổn giá trị vốn lên tới 200 triệu. Tiếp theo đó là tuyển cử hội đồng quản trị, hội đồng giám sát, ủy viên thẩm duyệt vốn vay. Hoàn thành các thủ tục này, tới trước Nguyên đán có thể chính thức treo biển hoạt động. Lý Nghị Hoa được Cẩm Hồ, Hải Dụ liên hợp với Thịnh Hâm đưa lên làm giám đốc ngân hàng, cả City cổ phần Hải Châu cũng đồng ý. Lương Quốc Hưng ngồi chơi một lúc rồi lên lầu nói với Trương Khắc một tiếng, cùng vợ về. Tới 8 giờ 30 tối, Phó Tuấn lái xe đưa vợ con cùng Đường Thanh về. Trương Chi Phi thường ngày không ở nhà bên, nhưng Trương Khắc chân bị dạn xương, liền quyết định tạm thời ở lại, để thuận tiện chăm sóc cháu. Trương Khắc thì đang âm mưu ngày mai tìm cách lừa mẹ đi, sau đó lừa cả nhà chú đi để được tự do. Đến 9 giờ, Trương Chi Phi bảo vợ con đưa bà nội Trương Khắc về nhà bên ngủ. Ông ta ngồi lại phòng khách tiếp tục chờ cùng Trương Chi Vi và Trương Dịch. Chương 464, quyết không tha thứ. Hơn 11 giờ ở dưới tiến bàn bạc vẫn loáng thoáng truyền xuống, nghe không rõ nhưng có vẻ không có dấu hiệu gì ngừng lại. Trương Chi Phi ngáp dài, Trương Chi Vi ái ngại nói. Hay là mai anh và Tiểu Dịch lại tới? À, Tiểu Khác nó ngủ muộn lắm, đợi qua 12 giờ hãng nói. Trương Chi Phi về nhà lấy thuốc lá, đưa cho Trương Dịch. Hút đi, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn. Một lúc sau Lý Nghị Hoa một mình đi xuống lầu, nói với Trương Chi Phi. Khác thiếu gia muốn ngủ, nhờ giám đốc Trương đóng cửa hộ. Trương Chi Phi chỉ còn biết cười khổ, đề nghị đưa Lý Nghị Hoa về, Lý Nghị Hoa cười nói. Sợ vào bị bảo vệ nhìn ngó, tôi để xe đạp bên ngoài. Tiễn Lý Nghị Hoa ra ngoài, Trương Chi Phi ngẩng đầu lên thấy đèn tầng 2 đã tắt, nghĩ Trương Khác đã quyết tâm không để ý tới họ, ông thở dài nói. Cha con anh tối nay ngủ tạm nhà em đi, mai hắn về, chuyện Tiểu Dịch em sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu, hay là để Tiểu Dịch ở lại bên em. Vì sao lại thế, vì sao lại thế? Trương Chi Vi lầm bẩm nói đi nói lại, ngẩng đầu lên thấy cửa sổ tầng trên đã đóng kín. Ba, đi thôi, chúng ta về Đông xã. Trương Dịch mất hết kiên nhẫn, cảm thấy chịu nhục nhã vô cùng, tung chân đá vào một góc bồn hoa, tiếng đổ vỡ trong đêm nghe hết sức chói tai, hắn giống lên. Cùng lắm thì không thèm qua lại nữa, nó muốn gì nào? Quỳ xuống cầu xin nó à? Có chuyện gì mà con không tự làm được chứ? Trương Chi Vi tức run lên, muốn đưa tay tát con, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt Trương Dịch, rốt cuộc không nỡ tát. Trên tầng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng phía nhà Tạ Vãn Tình đèn bật lên, đại khái nghe một lúc không thấy gì khác thường lại tắt đèn. Trương Chi Vi và Trương Dịch vẫn về Đông xã ngay trong đêm, Trương Dịch căn bản không hề có ý ở lại thành phố. Quay đầu đi thẳng, Trương Chi Phi đành đi theo. Trương Chi Phi tiễn hai bọn họ ra khỏi tiểu khu rồi về, nhìn thấy đèn sân sáng đèn, Trương Khắc đang khom lưng nhặt những mảnh vỡ lên. Trương Khắc nhảy lò cò dựa vào cột hiên, hỏi chú. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bác bắt Trương Dịch chịu ngồi đợi nửa ngày trời? Lần trước chú nói với cháu rồi còn gì, Trương Dịch bị người ta hủy hôn, sau mới biết cô gái đó bị giám đốc công ty Trương Dịch lôi lên giường. Nghe nói ban đầu cô gái kia cũng không muốn. Trương Khắc nhảy một chân mỏi như rồi, ngồi luôn xuống thềm, nhớ lại cô gái xinh xắn đi cùng Trương Dịch lần trước gặp ở cổng trường. Là cô gái làm cùng công ty với Trương Dịch ấy ạ. Ừ, ban đầu cùng công ty, sau khi yêu nhau thì Trương Dịch chủ động chuyển công ty khác, cùng là công ty anh em dưới cụ thương mại huyện. Trương Khắc gật gù. Cô gái đó tháng 3 công ty phái lên Bắc Kinh công tác, nói là vừa khéo gặp được giám đốc của Trương Dịch. Còn trùng hợp ở cùng nhà khách. Vì trước đó quen nhau nên cùng ăn cơm tối, không ngờ bị người ta cho uống thuốc mê cưỡng hiếp. Cô gái kia ban đầu còn cứng rắn muốn báo cảnh sát, người kia nhìn thấu lòng người,
ném cho một thẻ tín dụng với hai xấp tiền bảo cô ta nghĩ cho kỹ. Trương Chi Vi giang tay cười bất lực. Cháu biết rồi, xã hội này là như thế, cô gái đó tiếp tục lên giường với người ta. Nhưng cô ta còn có lương tâm, chủ động hủy hôn, thấy Trương Dịch cứ ủ rũ, liền đem nguồn cơn nói ra. Trương Dịch xách dao đi tìm người ta, bị đánh một trận tống vào cục công an huyện cũng biết chừng mực, chỉ giam 15 ngày. Thảo nào mấy ngày trước chú cứ chạy về đông xã suốt. Chú còn lo Trương Dịch tiếp tục tìm cơ hội làm chuyện ngu xuẩn, bác cả cháu theo dõi suốt ngày cũng không phải cách. Trương Chi Vi lo ra mặt. Chuyện khả năng không đơn giản như vậy. Trương Khắc cau mày. Công ty Trương Dịch làm tên là gì? Công ty vật tư xuất nhập khẩu đông xã. Loại người này có để loại cũng là cặn bã, cháu hiểu rồi, bí thư Kim còn một tháng nữa mới về tỉnh, chú nói với bí thư Kim đi, an bài cụ thể ra sao hai người tự trao đổi, giờ muộn rồi, mai cháu sẽ gọi điện. Kim Quốc Hải sắp đi, không thể tra án lớn, có điều tra một công ty nhỏ ở huyện thì dễ như trở bàn tay, Trương Khắc vịn cột đứng dậy. Phía Trương Dịch mặc anh ta nghĩ sao thì nghĩ, cháu cũng không phải muốn xả hận giúp anh ta. À, cháu có một chân cúi mỏi quá, chú dọn cái bồn hoa giúp cháu nhé. Loại người đó sống quá thoải mái sẽ là sự kích thích lớn với Trương Dịch, để lâu sẽ triệt để hủy hắn. Vì sao lại thế? Trương Chi Phi thở dài ngao ngán, Trương Khắc quyết ý bỏ mặc bên kia rồi, dù có giúp họ, cùng không muốn bên kia biết cảm kích gì hết. Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Trương Khắc cười thản nhiên nói. Bọn họ đã làm trước thì phải chuẩn bị người khác trả lại gấp trăm lần. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, lần này là do kẻ khác chọc vào Trương gia chúng ta. Điều mình không muốn thì cũng đừng làm với người khác. Trương Chi Phi lắc đầu, giống như tang lễ mùa hè năm 94, Trương Khắc đột nhiên lật tung bàn, oán khí của y vĩnh viễn giấu dưới nụ cười nhẹ nhàng, nghĩ với địa vị cháu mình bây giờ, không có uy, không thể chế ngự người dưới. Cùng chú nhặt sạch mảnh vỡ Trương Khắc mới nhảy lò cò về nhà. Đã rạng sáng, lúc này Trương Khắc mới rảnh rỗi gọi điện thoại cho Hứa Tư cũng đoán ra hôm nay Trương Khắc sẽ bị người ta quấn lấy nên không chủ động gọi điện hỏi. Khi Trương Khắc gọi điện thoại cho cô thì cô đang ngồi đợi trên giường, Hứa Duy tiếp chuyện cô đã ngủ từ lâu. Hứa Tư đi ra ban công nói chuyện với Trương Khắc. Trương Khắc cố ý kể qua loa chuyện bị thương, nhất mạnh chuyện Trần Tĩnh ngốc nghếch tốt bụng tin vào lời của y chọc cười Hứa Tư, làm Hứa Tư cười khúc khích. Thực ra cô ấy cũng không phải là ngốc nghếch, quan trọng là kỹ thuật lừa đảo của em cao. Hôm sau là thứ sáu, Trương Khắc ngủ muộn dậy cũng muộn, nhưng chân bị thương, có cớ ngủ không phải suy nghĩ gì. Cuối cùng bà nội y chịu không nổi kéo rèm lên, để mặt trời chiều thẳng vào mắt, khiến y không ngủ nổi. Trương Khắc lúc này mới nhớ gọi điện cho Kim Quốc Hải, gọi tới mới biến chú sáng sớm đã tới văn phòng của hắn quấy rầy. Trương Chi Phi sợ anh trai không trông nổi Trương Dịch để xảy ra chuyện, nhưng Trương Khắc chưa gọi điện tới, ông cũng không tiện nói, kiếm cớ ở lại không đi. Kim Quốc Hải bị ôm ta bám lấy cả buổi sáng, trong lòng cảm thấy rất phiền, nhưng không thể đuổi đi được. Trương Chi Phi hiểu. Kim Quốc Hải chỉ còn 1-2 tháng nữa là đi rồi, muốn lắm chuyện vào thời khắc mấu chốt này để làm gì. Bên này hành động phải nhanh có thế mới trừ đi được phẫn hận của Trương Dịch, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, Kim Quốc Hải tuyệt đối không giúp, chỉ có Trương Khắc mở lời mới được. Chập tối, Trương Khắc đang ngoan ngoãn nằm nghe mẹ dậy bảo trách mắng thì chú gọi điện tới, tra được cục khiếu nại thành phố mấy ngày trước nhận được thư tố cáo bằng tên thật giáo đốc công ty xuất nhập khẩu Đông xã ăn hối lộ 5.000 đồng, thư tố cáo đã chuyển tới huyện Đông xã. Kim Quốc Hải không trực tiếp can dự vào vụ này mà sai một sử trưởng tên Phùng Huy lập tức tới huyện Đông xã chặn lá thư tố cáo đó lại, không cho chuyển đến Cục Thương mại xử trí. Tuy chuyện chỉ liên quan tới nhân viên quản lý của công ty thuộc huyện mà do thành phố ra mặt không thích hợp lắm, nhưng không quá đột ngột, hiện đã bắt người rồi, Trương Chi Phi đã về Đông xã. Trương Khắc không quan tâm tới chuyện này nữa, chỉ tính làm sao mau chóng lừa mẹ về Tân Vu. Mẹ, căn cơ của ba ở Tân Vu chưa ổn. Mẹ bỏ đi cả chục ngày người trong đơn vị sẽ nhìn vào thế nào? Con không sao mà, bác sĩ nói chân không được dùng sức nên mới bó bột thôi, vả lại chú thím còn chuyển sang đây ở cơ mà, vả lại không có chú thím thì chị vãn tình lại để cho con đói sao? Mẹ về Hải Châu vài ngày ôn chuyện cũ với dì cố rồi tới Tân Vu chăm cho ba nhé. Lương Cách Chân thấy Trương Khắc không sao, ở nhà hai ngày bị Trương Khắc hết khuyên lại dọa, liền về Tân Vu sớm. Nhà Trương Chi Phi cũng bị Trương Khắc lừa đi nốt. Tới tận ngày 31 Hứa Tư mới tới thăm Trương Khắc, Đường Thanh mỗi ngày tan học đều đến, thêm vào buổi sáng nói không chừng còn có người đến thăm Trương Khắc, Hứa Tư không tiện ở lâu. Chương 465,
kỳ nghỉ thoải mái. Trong nhà Tạ Vãn Tình có hai giúp việc, một theo chỉ đồng tới tỉnh thành, còn lại một người hôm trước có việc xin nghỉ phép về Tân Thái rồi. Buổi tối, Tạ Vãn Tình sang giúp Trương Khắc sắp xếp tủ quần áo, Trương Khắc nằm trên giường nhìn ngắm một hồi, gọi. Chị Vãn Tình. Ừ. Tạ Vãn Tình quay đầu lại, gần đây hai người ở bên nhau, Trương Khắc luôn gọi thẳng tên cô, nên lúc này thấy hơi lạ. Em mấy ngày rồi không tắm, người hơi hôi. Chị tới ngửi xem. Chân em bị bó bột không chạm vào nước được. Tạ Vãn Tình ngồi xuống giường, đặt một tay lên ngực y, trong phòng chỉ bật đèn chỗ gần tường ngoài, như thế bóng người sẽ không chiếu lên rèm cửa. Em muốn hưởng thụ cảm giác người ta tắm cho chứ gì. Đưa tay vào chăn nhéo thịt non trên đùi y. Em mơ đi, nhìn chân em ấy, đó là báo ứng. Trương Khắc cười hăng hắc. Vậy chị lấy ni lông bọc chân em lại, rồi gác chân lên ghế ngoài bồn tắm là được. Tạ Vãn Tình chịu không nổi Trương Khắc kỳ kèo liền làm theo, Trương Khắc khoan khoái nằm trong bồn tắm hưởng thụ bàn tay mềm của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người. Tạ Vãn Tình còn sợ Trương Khắc nghịch nước làm ướt quần áo của mình, liền thay một bộ váy ngủ quai đeo, áo ngủ lụa mềm khoe hết đường nét hoàn mỹ của bầu vú, trước ngực lộ ra cả khoảng trắng muốn cùng khe vú sâu hun hút, mép váy chỉ che tới đùi, Tạ Vãn Tình ngồi xuống, y có thể nhìn thấy một phần quần lót tơ. Hạ thân Trương Khắc tất nhiên không chịu nổi vươn lên chào hỏi cơ thể gợi cảm của Tạ Vãn Tình. Trương Khắc nắm lấy tay Tạ Vãn Tình đặt lên hạ thân, cô chịu tuốt vài cái rồi búng cho một phát, Trương Khắc chân bị thương, không làm gì nổi Tạ Vãn Tình đành chịu. Đến khi tắm xong lau người, thứ đó vẫn hùng hổ vươn lên, Tạ Vãn Tình đành đưa tay vào chăn giúp Trương Khắc hạ hỏa, nhưng tay không chẳng giúp được gì, còn khiến lửa lan sang cả người cô. Liền tắt đèn đi ngồi lên người Trương Khắc, kéo chiếc quần lót ren nhỏ xíu qua một bên từ từ ngồi xuống. Phải thận cẩn thận không dám quá dùng sức hoặc quá nhanh chấn động tới chân Trương Khắc, Tạ Vãn Tình không thể cầm cự được lâu, tất cả sức lực tiêu hao hết nằm lên lòng ngực Trương Khắc, giọng thẽ thọt. Lần sau em đi mà gọi Hứa Tư tắm giúp cho em ấy. Tôn Thượng Nghĩa ngày 29 về Hồng Kông, nhóm Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng rời đi vào ngày hôm đó, Diệp Kiến Bân ngày 30 mới đi. Với tất cả bọn họ mà nói, đây là một kỳ nghỉ nhẹ nhàng thoải mái, đối với Trương Khắc, kỳ nghỉ này mới bắt đầu. Đại hội nhà phân phối của Khoa Vương ngày mùng 2 tháng 12 mới chính thức kết thúc, kịp thời điều chỉnh sách lược ứng phó, trong mắt giới truyền thông, đại hội của bọn họ đã thành công trọn vẹn. Hệ thống phân phối vốn sơ sài được thăng cấp, qua nhà tiêu thụ Khoa Vương thu được hơn 120 triệu tiền đảm bảo. Đương nhiên số tiền này còn kém xa so với trông đợi của đám Tạ Kiếm Nam. Chỉ bổ sung được chút thiếu hụt tài chính giai đoạn đầu, các cổ đông phải bù đắp thêm vào. Trong các cổ đông của Khoa Vương thì Chính Thái, Hải Thái, Đại Nhã đều không có áp lực tài chính, Cẩm Thành thì khốn đốn, Triệu Cẩm Vinh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ông ta còn phải đề phòng Tạ gia nhân cơ hội xen vào nghiệp vụ địa ốc của Cẩm Thành. DTHTW ra sức tuyên truyền, xúc tiến tiêu thụ lớn cho đầu đĩa Khoa Vương, căn cứ vào kết toán mới nhất, lượng tiêu thụ tháng 11 của Khoa Vương đột phá 3 vạn chiếc. Hiệu ứng quảng cáo của DTHTW lần nữa được chứng minh không thể coi thường. Tuy nhiên so với lượng tiêu thụ 22 vạn chiếc mỗi tháng của Ái Đạt thì chẳng đáng vào đâu. Tạ Kiếm Nam cũng rõ dù lượng tiêu thụ của Khoa Vương có đi lên nữa thì lại nhuận còn xa lắm mới theo kịp Ái Đạt, không chỉ thua về chi phí sản xuất, chi phí marketing cũng cao hơn Ái Đạt quá nhiều. Trương Khắc nhìn ra nỗ lực của Khoa Vương ở một số phương diện, đoán Tạ Kiếm Nam đang muốn tận dụng một năm bố cục. Để năm 98 tiếp tục cạnh tranh với Ái Đạt. Lúc này thông qua khai thác thị trường Đông Nam Á để thu hẹp khoảng cách với Ái Đạt là sách lược thông minh, Trương Khắc ác ý nghĩ, Tạ Kiếm Nam trèo qua một đỉnh núi, phát hiện còn có một đỉnh núi khác cao hơn chắn trước mặt, trong lòng có tư vị gì nhỉ? Cũng phải thừa nhận mạng giao thiệu quan hệ của Tạ gia rất sâu rộng, Khoa Vương lấy Hồng Kông làm bàn đạp tiến vào thị trường Đông Nam Á, vậy bọn họ sẽ kiếm ai hợp tác? Trương Khắc nghĩ ngay tới Cát Ấm Quân. Sản nghiệp của Cát gia trong lĩnh vực điện tử trừ thực nghiệp Gia Tín ra còn có tập đoàn điện tử Gia Tín, giữa hai nơi này phân công nghiệp vụ rất chính xác, nhưng khi Cát Minh Tín khống chế điện tử Gia Tín, bắt đầu tranh đoạt nghiệp vụ ít ỏi của thực nghiệp Gia Tín, đẩy thực nghiệp Gia Tín khỏi thị trường, đấy là nguyên nhân thực sự khiến trước đó thực nghiệp Gia Tín rơi vào cảnh thê thảm. Trừ kế hoạch khai thác thị trường Đông Nam Á, Khoa Vương còn lập phòng nghiên cứu mới, bắt đầu nghiên cứu khống chế hệ thống, đây cũng là xu thế tương lai doanh nghiệp đầu đĩa phải nhìn thấy. Nhưng dựa vào kỹ thuật bản thân thì Khoa Vương không làm được điều này mau chóng. Tạ Kiếm Nam trước đó không nghĩ tới hợp tác với điện tử Gia Tín, trước tiên vì hắn quá coi trọng thủ đoạn thị trường, hai là lo điện tử Gia Tín quá mạnh,
sẽ ảnh hưởng tới quyền khống chế của Tạ gia với Khoa Vương. Trương Khắc nghĩ, Tạ gia sẽ lựa chọn ra sao đây? Khu thương nghiệp Hải Châu chủ yếu tập trung ở Tiền Môn, thập niên 90 ở đây không có tòa nhà nào cao quá 20 tầng, cho nên đứng trên tầng 30 của tòa nhà Phủ Thiên có cảm giác tất cả đều nhỏ bé. Tầng thượng gió rất lớn, Trần Tĩnh hơi sợ độ cao, nhưng khi làm việc đau đầu, Trần Tĩnh quen lên đây hóng gió, vừa đẩy cửa ra nóc tầng thượng, thấy Tạ Kiếm Nam đang đứng gọi điện thoại. Tạ Kiếm Nam không phải lên đây tìm cảm giác đứng trên tất cả mọi người, vì trước mặt hắn còn chắn một ngọn núi vô hình, hắn cũng không biết cao bao nhiêu. Trần Tĩnh hơi do dự, nhưng Tạ Kiếm Nam nhìn thấy cô rồi, vẫy tay gọi cô tới, che điện thoại nói. Nhị ca đấy, anh của Tử gia à? Trần Tĩnh hỏi nhỏ. Tạ Ý năm nay 34 tuổi, xếp thứ hai trong đám anh em cùng bối phận với Tạ Kiếm Nam, là nhân vật hạch tâm của tập đoàn chính thái. Tạ Kiếm Nam chuyên tâm phụ trách chuyện của Khoa Vương, Hải Thái chuyển giao cho Tạ Ý xử lý. Tạ Kiếm Nam gật đầu, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Nhị ca vừa nói, Thịnh Hâm hôm qua đã đàm phán xong hợp tác với Hoa Đô, đồng ý bỏ ra 260 triệu mua một tầng tòa nhà Hoa Đô, mở siêu thị thứ hai của bọn họ trong tỉnh. Cái thứ nhất tất nhiên là ở Tây Thành, Hải Châu. Trần Tĩnh đứng xoay lưng lại với chiều gió mặc cho gió đông thổi tung mái tóc. Anh trước đó chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội này lần tới sao? Ừ anh hơi lạ. Tạ Kiếm Nam dựng cổ áo lên che gió lùa vào cổ, đứng che gió cho Tạ Vãn Tình, sự chu đáo tinh tế khéo léo này luôn lấy được lòng các cô gái, nhưng hắn không biết Trần Tĩnh đi lên đây là để hưởng thụ cảm giác gió lộng bốn phía thổi vào người, nếu không cô gái sợ độ cao như cô lên đây làm gì. Diệp Kiến Bân thời gian qua nhàn nhã ở lại Hải Châu. Diệp Kiến Bân ở lại Hải Châu mấy ngày là tranh thủ bầu bạn với Tôn Tĩnh Hương, Tạ Kiếm Nam không biết, tất nhiên cho rằng Diệp Kiến Bân ở lại bàn mưu tính kế với Trương Khác. Trần Tĩnh hiểu điều đó, nhớ lại khuôn mặt đẹp trai mang nụ cười vô hại kia, không ngờ vì phanh xe quá mạnh mà trẹo chân, cô lại không kìm được nụ cười. Em cười gì đấy? Tạ Kiếm Nam lấy làm lạ. Em có cười đâu? Trần Tĩnh sờ khóe môi, có vài chuyện không thể giải thích cũng không rõ được. Em đang nghĩ chuyện Thịnh Hâm tuy làm người ta khó nắm bắt, có điều bọn anh chẳng phải lo Thịnh Hâm nhân cơ hội khuếch trương sao. Hiện giờ thì tốt rồi, bọn họ mở một cái điều thị lớn như thế, nếu vậy trong vòng một năm khó có hành động lớn khác. Ai mà biết bọn họ tính toán thế nào, có lẽ họ sợ mở rộng quá nhanh khiến quản lý, lưu thông vật tư, phục vụ hậu cần sẽ chịu áp lực rất lớn, bọn họ cần thời gian điều chỉnh. Chương 466, Cát Cảnh Thành qua đời. Tạ Kiếm Nam sợ nhất Diệp Kiến Bân nhân cơ hội công thành cướp đất, chiếm đoạt thị trường trong tỉnh, giờ không phải lo cái đó nữa, nhưng nỗi lo mới lại hiện lên. Thịnh Hâm có lẽ nhân cơ hội này điều chỉnh nội bộ, Diệp Kiến Bân lần này ở lại Hải Châu lâu như thế, nói không chừng Cẩm Hồ sẽ đầu tư vào Thịnh Hâm. Có thể sao? Trần Tĩnh nghi hoặc. Rất có thể. Tạ Kiếm Tam nắm tay Trần Tĩnh kéo vào cầu thang, ngoài gió quá lớn. Lần này chúng ta không uy hiếp được tới Ái Đạt. Anh nghĩ với tốc độ kiếm tiền của Ái Đạt, không lâu sau Trương Khác sẽ lấy danh nghĩa Cẩm Hồ đầu tư vào Thịnh Hâm. Thời gian của chúng ta không nhiều, riêng bằng nỗ lực bản thân thì nhất định bị bọn chúng bỏ lại đằng sau. Nhị ca muốn chuyển tổng bộ Hải Thái lên tỉnh thành, kéo anh đi chọn địa điểm, anh hẹn Cát Ấm Quân gặp mặt ở tỉnh thành rồi, em có đi cùng không? Vậy bên này thì sao? Đi vài ngày trời không sập được đâu. Tạ Kiếm Nam cười. Đợi tới ngày mùng 7. Xử lý công việc xong Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh tới tỉnh thành gặp Cát Ấm Quân thì hắn đã về Hong Kong trước. Ngày mùng 7 tháng 12, Cát Cảnh Thành mệnh danh vua kinh doanh của Hong Kong đã qua đời trong giấc ngủ trưa tại bệnh viện Trường Quỳ, hưởng thọ 78 tuổi, do tập đoàn Gia Tính không công bố bệnh tình của ông ta ra ngoài, nên tin tức này với bên ngoài mà nói rất đột nhiên. Cổ phiếu mấy công ty có tên trên thị trường chứng khoán của Tạ gia đồng loạt mất giá, thực nghiệp Gia Tín cũng bị liên lụy, Cát Minh Tín vì ổn định lòng quân. Trước phóng viên tới đưa tin về cái chết của Cát Cảnh Thành tuyên bố chuyện kinh doanh của Gia Tín không vì cái chết của cha ông ta mà thay đổi lớn, chỉ tiến hành điều chỉnh nhỏ. Trương Khác cùng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân họp khẩn cấp, đồng ý lấy danh nghĩa tứ đại cổ đông Liên Hiệp Phát thông báo tăng đầu tư vào Gia Tín, giữ lòng tin của nhà đầu tư Hong Kong vào thực nghiệp Gia Tín. Mặc dù chân chưa lành, nhưng Trương Khác quyết định cùng Hứa Tư tới Hong Kong phúng viếng, chân y bó bột, sợ một mình Phó Tuấn chiếu cố không xuể. Mã Hải Long cũng theo cùng, Diệp Kiến Bân cũng đi cùng, do hắn đặt vé máy bay. Chiều ngày mùng 8, đám Trương Khác lái xe tới thẳng sân bay tụ họp với Diệp Kiến Bân,
xe còn trên đường thì Diệp Kiến Bân đã kích động gọi điện tới nói. Cậu đoán được ai ngồi cùng chuyến bay với chúng ta không? Kẻ nào đó của Tạ gia. Điều này chẳng khó đoán chút nào, Trương Khắc nhạt nhẽo nói. Đâu phải mỗi chúng ta đi góp vui. Tạ Hán Tĩnh đích thân ra mặt rồi, còn có kẻ thù của cậu và Ả Nhân Tình. Trương Khắc biết hắn nói tới Trần Tĩnh, bật cười. Người ta yêu đương công khai đàng hoàng, anh tưởng giống anh và chị Tôn à. Tôi không nói cô Ả Trần Tĩnh, cô ta cũng có mặt, tôi nói Nhân Tình là thư ký của Tạ Kiếm Nam khi ở Hải Thái, hình như cô ta hiện đang làm trợ lý cho Tạ Hán Tĩnh. Tâm Văn nhận ra cô ta, lúc đợi ở phòng chờ sân bay, tôi thấy Tạ Kiếm Nam nói cười với Trần Tĩnh, nhưng vòng tay sau lưng ghế nắm tay cô thư ký kia. Trương Khắc ngáp dài, y không có hứng thú với chuyện này, có điều bội phục Tạ Kiếm Nam dám chơi trò kích thích, trước mặt Trần Tĩnh mà đi tán tỉnh Nhân Tình, tâm lý người thường không làm nổi. Anh Thiệu cũng đi Hong Kong à? Cậu ta chỉ đưa tôi ra sân bay thôi, lát nữa sẽ về. Đám Trương Khắc tới sân bay đúng giờ. Bọn họ không mua được vé ở khoang thượng hạng, đành ngồi khoang thường, đám khách khoang thượng hạng lên máy bay trước, bọn họ lên sau. Khách ngồi ở khoang thượng hạng luôn có thói quen dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn người đi qua đường ở giữa. Tạ Kiếm Nam ngồi đọc báo, vô ý ngẩng đầu lên thấy Phó Tuấn dìu Trương Khắc vào, Hứa Tư theo đằng sau, hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt phủ lớp mây mù mỏng. Trương Khắc thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh. Tạ Hán Tĩnh còn cô thư ký mà Diệp Kiến Bân nhìn thấy chắc là ngồi khoang thường đằng sau rồi. Trương Khắc liếc nhìn tờ báo Tạ Kiếm Nam đang đọc, giống tờ báo trong tay y, đang theo dõi cho đăng việc phân chia di sản của Cát Cảnh Thành. Trương Khắc đưa tờ báo cho Diệp Kiến Bân, ý bảo mục đích chuyến đi của bọn họ giống chúng ta. Diệp Kiến Bân nhếch môi cười, ý nói không phải như thế ai chạy tới Hong Kong phúng viếng làm gì. Tạ Kiếm Nam cũng nhìn thấy tờ báo trong tay Trương Khắc, lặng lẽ đặt tờ báo trong tay xuống, nghĩ. Việc phân chia di sản lần này tôn thượng nghĩa, Cát Minh Đức đâu phải nhân vật chính, bọn chúng tới làm quái gì. Mọi người lãnh đạm gật đầu với nhau, ngay cả một nụ cười cũng tiết kiệm. Đi vào khoang thường, Diệp Kiến Bân chỉ vào một mỹ nữ vừa cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo nhung đỏ, lộ ra cơ thể đáng kiêu ngạo, nói với Trương Khắc đó là thư ký cũ của Tạ Kiếm Nam. Trương Khắc, Diệp Kiến Bân châu đầu thì thầm, bốn con mắt đồng thời chiếu lên ngực cô ta, bộ dạng hết sức thô bỉ. Máy bay tới Hong Kong trời chưa tối hẳn, nhưng trên máy bay có phục vụ bữa tối, khoang thường tất nhiên không có sự phục vụ chu đáo này. Chị em Tôn Tĩnh Hương, Phó Gia Tuấn, Chu Giật trợ lý của Hứa Tư ở Hong Kong đã đợi ở cửa đại sảnh, mọi người cùng ra ngoài đợi lái xe đưa xe tới. Tôn Tĩnh Mông lòng thẳng miệng mau, chẳng hề che giấu sự bất mãn với không khí quái dị ở tang lễ, kéo chị gái ra ngoài thoáng khí, đồng thời thuận tiện đón đám Trương Khắc, còn định tối cũng ở nhà khách với bọn họ luôn. Đám Tạ Kiếm Nam thì đứng ở hàng người đợi xe taxi, không thấy Cát gia phái người ra đón họ, hiện con cháu Cát Cảnh Thành đều ở trước linh đường đáp tạ người tới phúng viếng, tất nhiên chẳng ai hơi đâu để ý đám khách tự phát từ nội địa tới. Lúc này người rời sân bay rất đông, đa phần mang vali lớn nhỏ đủ loại, tốc độ lên xe rất chậm, đám Tạ Kiếm Nam lúc này đứng giữa hàng, nhìn thấy Trương Khắc, Tạ Hán Tĩnh hỏi. Hình như một năm qua thực nghiệp Gia Tín không có hành động lớn lắm ở Đông Nam Á. Vâng, chỉ có hai nhà máy sản xuất ở Philippines và Việt Nam, sản lượng tiêu thụ cả năm chẳng bằng nửa tháng của Ái Đạt ở trong nước. So với động tác của Ái Đạt ở trong nước thì việc mở rộng tại Đông Nam Á rất hữu hạn, chẳng lẽ Ái Đạt khống chế thực nghiệp Gia Tín không đủ? Tạ Hán Tĩnh rất nghi hoặc. Đây là cách giải thích duy nhất, Trương Khắc chưa nắm đủ cổ phần khống chế thực nghiệp Gia Tín, mà tầm nhìn của tầng quản lý của thực nghiệp Gia Tín hạn hẹp, năm qua chưa nhận thức được tầm quan trọng của đầu đĩa. Dọc theo đường ven biển phía tây đi về phía nam, xuyên qua mộ rừng cây rập rạp, đột nhiên trước mắt là cảnh biển bao la và bãi cát rộng lớn, cùng một kiến trúc hình cong mặt hướng về biển khơi xanh thẳm, đó là Ảnh Loan Viên. Ảnh Loan Viên là kiến trúc tiêu điểm của vịnh nước nông, bên trong trừ phòng xa hoa, còn có khu mua sắm, câu lạc bộ giải trí, cung cấp các loại phục vụ cư trú, nhưng ít nhất phải thuê phòng một tháng. Đám Trương Khắc đương nhiên không thể ở lại Hong Kong một tháng, mà do Tôn Tĩnh Mông tiến cử chỗ này. Dù sao cô ta và chị gái nếu tới Hong Kong cũng chỉ ở đây. Ảnh Loan Viên cách Đại Trạch Cát ra chưa tới 10 phút lái xe, ở đây có cảm giác rác sảng khoái cách sông xem lửa cháy. Cho dù phải tốn thêm chút tiền, Trương Khắc cũng cho rằng ở đây chẳng có gì không thích hợp, huống hồ y định ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày, trình độ y tế ở Hong Kong cao hơn Hải Châu rất nhiều. Thuê hai gian phòng kiểu nhà chung cư, mỗi tháng 8 vạn đô la Hong Kong cũng không phải là quá khó chấp nhận.
chỉ là chỗ này cách Trạch Viên Tôn gia rất gần, Trương Khắc không hiểu vì sao chị em Tôn Tĩnh Hương không ở trong nhà. Tôn Tĩnh Hương gượng cười, không muốn đem chuyện xấu trong nhà ra kể, Tôn Tĩnh Mông chẳng cố kỵ, đẩy cửa sổ ra, nhìn bãi biển nói. Không tìm chỗ ở thì chỉ có ra đầu đường. Mọi người đều không hiểu, biết tính em gái nói chuyện này chỉ càng tệ thêm, Tôn Tĩnh Hương đành giải thích. Chương 467, huynh đệ tương tàn. Trừ tài sản riêng đã chia cho con cháu ra, di sản Cát Cảnh Thành để lại có thể chia làm 3 phần, một là bệnh viện Trường Quỳ, đây là tài sản công với mục đích từ thiện, không xử trí như di sản. Phần thứ hai là quỹ gia tộc Cát gia, do thành viên gia tộc cùng sở hữu, chí giá ước chừng gần 5 tỷ. Trừ khi được tất cả đồng ý, số tiền này không thể phân chia. Thứ ba là tập đoàn Gia Tín do Cát Cảnh Thành trực tiếp nắm cổ phần, tổng giá trị tài sản hơn 20 tỷ. Trừ tài sản đã xử ý, Cát Cảnh Thành trước khi qua đời không để lại di chúc liên quan tới số di sản còn lại. Hiện những biệt thự, trạch viện mà thành viên gia tộc Cát gia ở, trừ số ít là tự bỏ tiền mua, tuyệt đại đa số là sản nghiệp của tập đoàn Gia Tín. Trước khi chết Cát Cảnh Thành có ý đem số bất động sản này chuyển vào quỹ gia tộc, như thế trừ khi tất cả đồng ý triệt để tách ra, ít nhất đảm bảo được thành viên gia tộc không bị đuổi khỏi nhà, nhưng tuy ông ta đã lộ ra ý này xong không có di chúc để lại. Có lẽ ông ta muốn thấy con cháu mình vì tranh gia sản mà xé bỏ bộ mặt giả dối. Tối ngày hôm qua con cái của ba bà vợ ông ta tập trung ở Cát gia đại trạch thảo luận phần tài sản thứ ba, tập đoàn Gia Tín và các công ty có tên trên thị trường chứng khoán phía dưới. Cát Minh Tín muốn nắm toàn bộ quyền khống chế tập đoàn Gia Tín, những người khác tất nhiên không cho, tranh cãi mãi, Cát Minh Tín uy hiếp sẽ thu lại nhà ở của các nhà rồi mới thảo luận phân phối, mặc dù sau đó ông ta bình tĩnh lại có xin lỗi vì lỡ lời, nhưng đã chọc giận tất cả thành viên khác. Sáng hôm nay đã có mấy nhà chuyển tới khách sạn ở, định diễn khổ nhục kế cốt nhục tương tàn cho giới truyền thông Hong Kong xem, Tôn Thượng Nghĩa không muốn tham gia trò hề này, hai chị em Tôn Tĩnh Hương ghét không khí áp ức quái dị của Cát gia. Tới ảnh Loan Viên ở. Mặc dù thành viên Cát gia đều có nhà riêng, nhưng khó mà so được với những căn nhà cao cấp ở Vịnh Nước Nông. Lời của Cát Minh Tín chẳng những không uy hiếp được ai, ngược lại dồn mình vào khốn cảnh, một khi để giới truyền thông đăng việc này, sẽ để lại ấn tượng bạc đãi vô tình với anh em trong lòng công chúng Hong Kong. Trương Khắc lần này tới là để đổ dầu châm lửa, ai ngờ lửa đã cháy bùng bùng rồi, nếu truyền thông cho đăng tin Cát Cảnh Thành đuổi anh chị em ra khỏi nhà. Cổ phiếu các công ty dưới tập đoàn Gia Tín sẽ tiếp tục bị đả kích, Cát Minh Tín không có thủ đoạn gì hay, đừng nói là khống chế tập đoàn Gia Tín, chỉ sợ vị trí hiện nay cũng khó giữ. Trương Khắc xoa tay hỏi Tôn Tĩnh Hương. Chị Tôn, chị và em gái chị có tình cảm sâu nặng với vị lão gia tử vừa mất kia không? Hả? Tôn Tĩnh Hương ngớ ra. Anh hỏi làm gì? Tôn Tĩnh Mông nheo mắt nhìn y. Nói một cách không có lương tâm. Cuộc sống của tôi và chị tôi làm rất nhiều cô gái khao khát hâm mộ, nhưng chị em chúng tôi không muốn những cái đó. Sau khi tới Hong Kong, cả người cứ như chìm trong một bóng tối dày đặc một ngạt, anh nói xem liệu có tình cảm được không? Không có tình cảm là tốt. Trương Khắc cười gằn. Tránh sau này mọi người hiểu lầm tôi là người ném đá xuống giếng. À, anh định làm gì? Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu tò mò. Trương Khắc sờ mũi, ý bảo Diệp Kiến Bân sang phòng bên nói chuyện. Tôn Tĩnh Mông phùng mang trợn mắt nói. Làm như ghê gớm lắm, người ta còn không thèm nghe ấy chứ. Hiển nhiên rất bất mãn vì hành vi chuyện gì cũng che giấu cô. Lần trước mọi người nhân cơ hội đại hội nhà phân phối của Ái Đạt chạy tới Hải Châu chơi, Tôn Tĩnh Mông không nỡ ném quán ba lại cho lệnh Tiểu Yến đi chơi, lần này về Hong Kong là tình hình đặc thù, huống hồ có thêm lệnh Tiểu Yến giúp. Ăn cơm xong, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân tới bệnh viện Trường Quỳ phúng viếng. Hai chị em Tôn gia chẳng hề có ý đi theo, Hứa Tư cũng ở lại cùng bọn họ. Hứa Tư ở trong phòng tán gẫu với chị em Tôn Tĩnh Hương, cảm giác chưa qua bao lâu thì Trương Khắc đã về, Hứa Tư xem đồng hồ trên tường mới 9 giờ, Tôn Tĩnh Mông ra mở cửa thấy cha cô và Cát Minh Đức đi cùng, hỏi. Mọi người tới đây làm gì thế ạ, hôm nay không cần trông linh đường sao? Cát Minh Đức cười khổ với Tôn Thượng Nghĩa. Anh nghiêm cấm phóng viên vào linh đường là chính xác. Nếu để bọn họ chụp được chuyện xảy ra tối nay, ngày mai cổ phiếu sẽ giảm 20% nữa. Sao thế ạ, bọn họ đánh nhau ở linh đường à? Tôn Tĩnh Mông chẳng có kính trọng gì với người đã chết, cô hỏi với giọng vui mừng. Nếu đánh nhau thật thì người đi viếng cũng tiết lộ ra ngoài thôi. Tôn Thượng Nghĩa trừng mắt lên, không cho con gái năng lung tung. Trương Khắc miệng luôn giữ nụ cười. May là khi đó không có nhiều người lắm,
trừ chúng tôi ra chỉ có mấy vị khách đi cùng chuyến bay. Tôn Tĩnh Mông không biết ân oán giữa Cẩm Hồ và Chính Thái, ở sân bay Trương Khác cũng không chỉ đám Tạ Kiếm Nam cho cô thấy. Cát Minh Đức chua chát nói. Thật không biết bác dưới suối vàng sẽ nghĩ ra sao, sinh thời bác tìm mọi cách trói buộc Cát Gia vào một chỉnh thể. Đó là ý muốn của mình ông thôi, bao năm qua mọi người sống dưới bóng một ngạt của ông ta, cháu nghi dù không có phân tranh tài sản, nhiều người cũng sẽ vội vàng bỏ đi. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói ông ngoại như thế, Trương Khác cảm khái, Cát Cảnh Thành có danh tiếng cực cao trong giới thương nhân người Hoa, mấy ngày qua báo chí cũng dành nhiều lời ca ngợi cuộc đời ông ta, nhưng ở trong nhà, người Cát gia chỉ hận không thể quên ngay ông ta đi. Trương Khác nghĩ không biết mình có quá hà khắc với Trương Dịch không? Tôn Thượng Nghĩa chẳng hề có ý trách con gái, thở dài nói. Ba và chú con tới giờ chưa ăn gì, ba bàn việc ở phòng bên, con giúp ba làm mấy thứ đơn giản. Đơn giản chỉ có bánh trôi hoặc sủi cảo thôi. Tông Tĩnh Hương chống cằm suy nghĩ, trước mặt cha cô thu bớt lại tính đanh đá, có chút bộ dạng thiếu nữ ngây thơ, như phù dung trong nước, hết sức đáng yêu. Vậy bánh trôi đi, ba tin được trình độ làm bánh trôi của con. Tôn Thượng Nghĩa khen một câu mà Tôn Tĩnh Mông cảm thấy mất hết mặt mũi. Tôn Tĩnh Mông lấy bánh trôi từ tủ lạnh ra, Hứa Tư Định giúp, cô ta lắc đầu. Tôi còn chút tự tin làm bánh trôi, sao cô không đi bàn việc với họ? Hứa Tư cười. Nói chuyện với cô và chị Tôn thú vị hơn. Làm bánh trôi xong, Tôn Tĩnh Mông bê sang phòng bên, nghe Trương Khác đang nói. Tôi thấy thực nghiệp Gia Tín nên phát công bố, phân rõ giới hạn với Cát gia. Nếu không bất kể chúng ta có nỗ lực lớn đến đâu, người ta cũng chỉ coi là một phần của xí nghiệp Cát gia, tôi nghĩ thực nghiệp Gia Tín nên bước ra khỏi cái bóng này. Lúc này công bố tách rời khỏi Cát gia, có thể tránh ảnh hưởng xấu mang lại trong cuộc tranh chấp tài sản kia, cũng là để thực nghiệp Gia Tín độc lập từ căn bản, nếu cần đổi tên công ty cũng được. Làm thế cũng có cái bất lợi. Cát Minh Tín đang cố sức ổn định lòng tin của các nhà đầu tư với Cát gia, tuyệt đối không mong muốn mâu thuẫn gia tộc bại lộ ra ngoài. Thời khắc mẫn cảm này thực nghiệp Gia Tín tuyên bố tách rời, cho người khác cảm giác đâm sau lưng. Tôn Thượng Nghĩa do dự. Chuyện gia tộc không thể giấu quá lâu, những người khác cũng đã chuyển khỏi nhà rồi, tin rắc báo chí sẽ mau chóng cho đăng, tới khi đó hãy tuyên bố. Như vậy thành chúng ta trở thành bị động ứng phó rồi, một số việc chủ động tốt hơn. Trương Khắc nghĩ, đám phóng viên chó săn Hong Kong lúc này khứu giác kém hơn 10 năm sau nhiều quá, nếu không lúc này xung đột Cát gia đã truyền khắp Hong Kong rồi. Chương 468, đâm sau lưng. Mâu thuẫn giữa Cát Minh Đức và Cát Minh Tín khá gay gắt, trước kia Cát Cảnh Thành vì bù đắp cống hiến của hắn cho Cát gia đem 15% cổ phần thực nghiệp Gia Tín cho hắn. Nhưng Cát Minh Đức sau khi quản lý điện tử Gia Tín không từ thủ đoạn cạnh tranh xấu với thực nghiệp Gia Tín, có lần suýt đẩy thực nghiệp Gia Tín tới bờ vực phá sản. Có cơ hội đâm sau lưng Cát Minh Tín một nhát thì Cát Minh Đức chắc chắn sẽ làm, hơn nữa còn phải làm cho Cát Minh Tín biết rõ hắn đâm. Vì đảm bảo tăng cổ phần thành công, tất cả đều có thể làm. Ý là tát cho Cát Minh Tín một cái cũng được. Tôn Tĩnh Mông đặt đánh trôi lên bàn, cô không rõ nội tình, nhưng nghe thấy phân rõ giới hạn với Cát gia, bất kể thế nào cũng ủng hộ. Sớm nên phân rõ giới hạn rồi. Con biết gì mà nói lung tung. Tôn Thượng Nghĩa vỗ đầu con. Mọi người không nói cho con biết thì làm sao con biết được. Tôn Tĩnh Mông tủi thân nói. Trương Khác và Diệp Kiến Bân biết thừa Tôn Tĩnh Mông đang đóng kịch, nhưng không nhìn chút ra dấu vết nào trên khuôn mặt nũng nịu ai oán đó, Tôn Tĩnh Mông vờ đáng thương ở lì đây, không thể đuổi cô ta đi hoặc không nói gì được. Trương Khác xoa bụng hỏi Diệp Kiến Bân. Bữa tối ăn không ít sao bây giờ đói rồi nhỉ? Diệp Kiến Bân gật gù. Lạ thật, có khăng là dạo này ăn tốt, hay là do trình độ làm bánh trôi của tiểu muội khơi lên cơn thèm ăn nhỉ? Tiểu muội, giúp bọn anh làm hai bát bánh trôi nữa được không? Tôn Tĩnh Mông thừa lúc người khác không chú ý chừng mắt với Trương Khác, rất không cam tâm sang phòng bên làm bánh, đến khi quay lại thì vừa khéo Trương Khác đứng lên nói. Cứ làm thế đi, mai giám đốc phó mở họp báo. Rồi chạy tới đón lấy bánh trôi trong tay Tôn Tĩnh Mông, khen. Không tệ, ngửi thật là thơm, nhưng hình như có vẻ chưa đủ chín. Đem đi nấu thêm 2 phút nữa. Mắt trái Cát Minh Tín hơi sưng, chườm đá xong vẫn còn đau, lòng phẫn nộ vô cùng. Mặc dù lập tức đuổi việc tên vệ sĩ phản ứng chậm để Cát Minh Lễ đấm cho ông ta một phát, trong lòng vẫn không nguôi giận chút nào, chỉ là lo mâu thuẫn nội bộ gay gắt đe dọa vị trí của mình, nên lúc này giận đến mấy cũng phải nhịn. Ba không ngại bỏ tiền ra đầu tư vào một vài sản nghiệp,
nhưng Khoa Vương có thực lực gì hợp tác với tiện tử Gia Tín? Cát Minh Tín đứng trước gương, thấy mắt sưng lên hơi giống người khóc quá thương tâm mà thành, nghĩ hay là đấm thêm một phát vào mắt kia cho cân. Nói với con trai, Gia Tín đầu tư vào một công ty mà chỉ chiếm 10-20% cổ phần sao? Ba, bọn họ sáng lập Khoa Vương đã bỏ rất không ít tinh lực, trước khi để bọn họ cảm thụ được thực lực của chúng ta mà muốn bọn họ nhường ra cổ phần nhiều hơn có hơi khó. Cát Ấm Quân thuyết phục. Ba thường nói với con, cơm phải ăn từng miếng một mà. Ha ha ha, đây là câu làm Cát Minh Tín thấy dễ chịu nhất tối nay. Bọn họ làm nên sản nghiệp như vậy ở nội địa cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu bình thường ba sẽ bỏ thời gian ra nói chuyện với họ. Hiện giờ sản nghiệp đầu đĩa trong nước rất phát đạt, các thị trường đang phát triển như Nam Á, Đông Nam Á cũng có tiềm lực rất lớn. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng giờ ai có tâm tư quan tâm đến nó, hay một hai tháng nữa chuyện bên này êm rồi hãy hợp tác với họ. Thế thì cơm canh nguội hết rồi còn gì? Cát Ấm Quân bất mãn nói. Nếu ba không đồng ý thì con một mình đầu tư. Nếu bọn họ chấp nhận như thế thì ba cũng chẳng phản đối. Khoa Vương tới hợp tác là nhìn chúng thực lực kỹ thuật mạnh và mạng lưới tiêu thụ rộng của điện tử Gia Tín tại Đông Nam Á, nếu hợp tác với Cát Ấm Quân thì có nghĩa lý gì? Cát Minh Tín nắm tập đoàn Gia Tín 15 năm rồi, nhìn cái là thấu ngay. Cát Ấm Quân không phải là không hiểu, mà là khó chấp nhận sự thực thôi. Đám Tạ Kiếm Nam vốn định nhân cơ hội phúng việc nói vài câu với Cát Minh Tín, ai ngờ gặp phải cảnh nội bộ Cát gia nói chuyện bằng nắm đấm. Tình hình đó tất nhiên không có cơ hội nói gì nữa, với Cát Minh Tín mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện nay là xử lý chuyện gia tộc, chưa chắc đã hứng thú hợp tác làm ăn. Với Khoa Vương mà nói thì lại là lúc tranh thủ từng giây từng phút, bọn họ đã tụ hậu quá xa so với Ái Đạt rồi, không kiên nhẫn đợi thêm được 2-3 tháng nữa. Tạ Kiếm Nam và Tạ Hán Tĩnh lần này tới đây cũng không phải nhất định cần hợp tác với điện tử Gia Tín, năm 96 mặc dù sản nghiệp điện tử bắt đầu chuyển rời, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp điện tử có thực lực ở lại Hong Kong, trước khi tới Hong Kong Tạ Kiếm Nam đã lập một danh sách các doanh nghiệp điện tử khác ở Hong Kong. Nhân viên đi theo đã liên hệ với tập đoàn điện tử Dụ Thành, Tạ Kiếm Nam tới phòng báo cho Tạ Hán Tĩnh, thấy ông ta đang xem TV, liền đứng ở cửa không vào nữa. Chú, cháu tới điện tử Dụ Thành đây. Cháu qua đây xem tin tức. Tạ Hán Tĩnh vỗ ghế sofa bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. Còn sớm, cháu phải nhẫn nại, trừ Cát Gia Gia, chúng ta không có mối quen biết gì ở Hong Kong, làm việc gì cũng không có manh mối, ngồi xuống xem tin tức đi, có lẽ sẽ có lợi. Tin thời sự của DTHTW chú cũng kiên trì xem sao. Tin tức thời sự mặc dù khô khan vô vị, nhưng có thể nói là một tiết mục mang tính chính sách, thị trường trong nước vốn là thị trường mang tính chính sách cao. Không xem sao được. Tạ Hán Tĩnh cười ôn hòa. Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, còn chút thời gian, liền ngồi xuống xem TV, đang đưa tin Châu Tịnh Trì xin nhập cư vào Canada. Tạ Kiếm Nam không hứng thú loại tin này, nhưng chú hai của hắn lại thích xem mấy thứ kỳ quái như thế. Hắn đang định kiếm cớ chuồn thì thấy dưới màn hình chạy dòng chữ, Phó Tổng Giám đốc Phó Gia Tuấn của thực nghiệp Gia Tin mở họp báo phân tách khỏi xí nghiệp gia tộc Cát Gia. Tạ Kiếm Nam ngây ra nhìn màn hình. Không sao tin nổi. Chú, bọn chúng định làm gì vậy? Chú cũng mới xem tin này thôi, cháu hãy kiên nhẫn. Trên màn hình, tựa hồ Phó Gia Tuấn tựa hồ ra khỏi cửa bị phóng viên bao vây mới đành phát biểu, Tạ Kiếm Nam tin đó chỉ là đóng kịch thôi. Phó Gia Tuấn chưa phải là nhân vật tiêu điểm được quan tâm lúc này lấy đâu nhiều phóng viên đổ tới như thế. Phó Gia Tuấn tuyên bố Cát Gia vốn có 30% cổ phần ở thực Gia Tín đã chuyển sang tên của Cát Minh Đức từ khi Cát Cảnh Thành còn sống. Thực nghiệp Gia Tín một năm qua dần bước khỏi khốn cảnh, chính là vì tài vụ, kinh doanh hoàn toàn tách rời Cát Gia mới có được thành tựu ấy, đồng thời nêu rõ hoạt động của thực nghiệp Gia Tín sẽ không bị chuyện vừa qua ảnh hưởng, và sẽ tăng đầu tư vào nghiệp vụ đầu đĩa Đông Nam Á bắt đầu từ tháng này. Đám Tạ Kiếm Nam quan tâm tới tin liên quan tới đầu đĩa, còn giới truyền thông Hong Kong càng chú ý tới việc tách khỏi xí nghiệp gia tộc Cát Gia. Cát Minh Tín định đâm sau lưng sao? Tạ Kiếm Nam nghi hoặc hỏi chú hai hắn. Tạ Hán Tinh không đáp mà hỏi lại. Chuyện phân rõ quan hệ này có lợi ích thực tế gì với thực nghiệp Gia Tín? Thoát ra khỏi phân tranh nội bộ gia tộc, duy trì lòng tin của nhà đầu tư. Tạ Kiếm Nam chớp mắt hiểu ra. Nhưng bọn họ quá gấp rồi. Chuyện mâu thuẫn nội bộ Cát Gia sớm muốn gì cũng lộ ra ngoài, nhưng tôn thượng nghĩa, Cát Minh Đức đầu cần đi đầu vạch trần ra. Có thể tra được giá cổ phiếu các công ty dưới tập đoàn Gia Tín không? Tạ Kiếm Nam gật đầu.
nửa tiếng nữa thị trường chứng khoán Hong Kong mới mở cửa, nhưng có thể nhìn ra lời tuyên bố có ảnh hưởng xấu tới các xí nghiệp khác của Cát gia. Tạ Hán Tĩnh đột nhiên bật cười. Chúng ta có nên đi bái phỏng Cát Minh Tín không nhỉ? Chú nghĩ ông ta xin được tin này hẳn rất tức giận. Chương 469, Mưu Ma Trước Quỷ. Các người làm thế có ý gì, định đâm sau lưng à? Cát Minh Tín cố áp giọng xuống, bên ngoài bức màn trắng kia chính là linh đường mọi người tới phúng viếng, ông ta có giận tới đâu cũng phải áp chế, nhưng không che giấu ánh mắt hung ác như muốn xé xác Cát Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩa. Tôn Thượng Nghĩa có hơi áy náy, Cát Minh Đức thì cười nhạt, chẳng hề sợ hãi, rụng giọng nói khinh miệt đáp lại. Anh làm hại người khác được lại không cho người khác chơi mình sao? Mày! Cát Minh Tín ngón tay thiếu chút nữa chọc vào mặt Cát Minh Đức. Mấy năm qua Cát Minh Tín dùng túng điện tử Gia Tín chèn ép thực nghiệp Gia Tín, là vì không muốn thực nghiệp Gia Tín rơi vào tay Cát Minh Đức, khinh Cát Minh Đức là chi phụ, dù Cát Cảnh Thành quyết giao thực nghiệp Gia Tín vào tay Cát Minh Đức, ông ta cũng muốn nó không đáng một xu. Chuyện này những thành viên Cát gia đứng trong màn đều biết hết. Cát Minh Tín phẫn nộ tới cục điểm nhưng không chửi nổi, vì sao? Căn bản nguyên nhân rõ ông ta mà ra, những người khác đều khoanh tay đợi xem trò hay, có điều đúng là không ai ngờ Tôn Thượng Nghĩa lại nhảy ra đâm Cát Minh Đức trước tiên. Cát Minh Đức làm thế thì mọi người đều hiểu, thủ án này lâu rồi, nhưng Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Ngọc thậm chí còn chưa chuyển ra khỏi đại trạch. Cát Ấm Quân đứng một bên không dám xen mồm vào, ở đây toàn trưởng bối của hắn, nói lung tung là bị ăn đòn. Sau sự kiện thực nghiệp Gia Tín tuyên bố tách ra, truyền thông Hong Kong cũng lần lượt vạch trần chuyện Cát Minh Tín đuổi anh chị em ra khỏi nhà. Sáng nay gần như tin này lan đi khắp Hong Kong, tất cả công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hong Kong đều nộp đơn xin khẩn cấp ngừng giao dịch, chỉ có thực nghiệp Gia Tín vẫn hoạt động bình thường. Bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố trước đó của Phó Gia Tuấn, cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín dao động dữ dội, cũng không phải là chỉ toàn xuống giá. Vào thời khắc mẫn cảm tuyên bố tách khỏi Cát gia đúng là có mạo hiểm nhất định, may là đại cổ đông tăng cổ phiếu được pháp lệnh Hong Kong ủng hộ. Trương Khắc tin chỉ cần cầm cự qua được vài ngày, thực nghiệp Gia Tín sẽ thoát khỏi cục diện tồi tệ trước mắt, huống hồ các nhà đầu tư không phải hoàn toàn không có lòng tin vào thực nghiệp Gia Tín. Buổi chiều, thi thể của Cát Cảnh Thành được đưa tới nghĩa trang gia tộc Cát gia, mộ của Cát Cảnh Thành đang xây dựng, ít nhất một tháng nữa mới thực sự chôn cất. Nhân sĩ các giới từ Đông Nam Á và Hong Kong tới phúng viếng đều theo đến nghĩa trang tiễn biệt người có danh dự rất cao trong giới thương nhân người Hoa này. Ánh nắng buổi chiều rất dễ chịu, ở nghĩa trang khoa sĩ Lam yên tĩnh, Trương Khắc mặc tây phục màu đen, ngực gài hoa cúc trắng, nách chống nạng, quan sát tang lễ, rất nhiều người đang ghé tai thì thầm với nhau, giống như y đang bàng quan nhìn tương lai không rõ ràng của tập đoàn Gia Tín. Hứa Tư đứng sóng vai với Trương Khắc, cô mặc đồ tây trang trọng, dung nhan lãnh đạm mà tươi đẹp, đôi người ngọc như thế tất nhiên thu hút ánh mắt không ít người. Diệp Kiến Bân Đố Kỵ đứng tách xa một chút nói. Đứng cạnh hai người, cảm giác như bản thân cùng hội với Phó Tuấn, Mã Hải Long làm nền cho hai người vậy. Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh, Trần Tĩnh đứng ở góc khác Nghĩa Trang, đang quan sát đám Trương Khắc, Hứa Tư. Trước khi tới Nghĩa Trang bọn họ đã có thời gian ngắn tiếp xúc với Cát Minh Tín, mặc dù không có thời gian bàn sâu hơn chuyện hợp tác. Nhưng thái độ của Cát Minh Tín thay đổi rõ ràng. Vì bất kể mục đích thực sự của Cát Minh Đức và Tôn Thượng Nghĩa là gì, Cát Minh Tín đều coi đó là sự khiêu khích với ông ta. Cát Minh Tín muốn đánh trả phải thật dữ dội. Tạ Kiếm Nam khi vừa mới xem tin tức đó thì cảm thấy vui mừng vô cùng, hắn biết Cát Minh Tín sẽ bị chọc giận. Trước đó Cát Minh Tín không hứng thú lắm với chuyện hợp tác với Khoa Vương, nhưng hành động gấp gáp của thực nghiệp Gia Tín đã giúp hắn một việc lớn. Tạ Kiếm Nam trước đó còn nghĩ, Trương Khắc không biết ý đồ chuyến đi này của mình. Nhưng khả năng đó cực nhỏ. Lời giải thích duy nhất là ảnh hưởng của Trương Khắc với thực nghiệp Gia Tín quá ít, quyền khống chế hoàn toàn nằm trong tay Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, cho nên hai người đó đâm sau lưng Cát Minh Tín, y không ngăn cản được. Đám Tạ Kiếm Nam quan sát bên kia cũng quan sát họ, đôi khi ánh mắt chạm nhau, Trương Khắc thậm chí còn cười nhàn nhã, cực kỳ ám muội. Diệp Kiến Bân đứng một mình nhìn không nổi lại sán đến, huých vai Trương Khắc. Chưa thấy cậu phóng khoáng thế bao giờ, cứ như sự điện tử Gia Tín không chịu hợp tác với Khoa Vương vậy. Nếu chẳng phải hiểu cái tím âm hiểm làm một nửa giấu một nửa của cậu, tôi đã hoài nghi có phải cậu bị ngã trẹo chân đầu cũng va luôn vào viên gạch đó rồi hay không. Hứa Tư che miệng cười khẽ, lại cảm thấy làm thế không tôn trọng người chết vội kiềm chế. Trương Khắc thì cười thoải mái nói. Tôi nghĩ quá nửa số người cũng có nghi vấn giống anh đấy.
thấy y kín miệng như thế, Diệp Kiến Bân chào thua. Tôi nói trước, rồi cậu nói có đúng hay không nhé? Anh thích đoán bừa thì đoán đi. Trương Khắc đút tay vào túi, xoay người lấy kính râm từ tay Phó Tuấn đeo lên, giải thích. Tránh cười đắc ý quá bị người ta nhìn thấy. Diệp Kiến Bân chỉ muốn ghẻ đầu y ra xem bên trong đó chứa mưu đồ gì. Khoa Vương muốn khai thác thị trường Đông Nam Á, nếu bọn họ hợp tác với một doanh nghiệp điện tử cỡ lớn như Điện tử Gia Tín, bước khởi đầu sẽ phải rất lớn, mà cậu rất xem nhẹ tình hình kinh tế Đông Nam Á nửa năm sau, Khoa Vương bước càng xa sẽ lún càng sâu. Đúng chứ? Tôi ác độc như vậy à? Trương Khắc khá là đắc ý. Dự đoán thôi mà, huống hồ bọn họ cũng có thể điều chỉnh sản lượng. Nguyện vọng của anh lúc đó sẽ hỏng bét. Nguyện vọng gì của tôi hỏng bét, tôi không có ân oán gì với Tạ gia hết. Diệp Kiên Bân chối phát, cứ như không hề có chuyện Thịnh Hâm cạnh tranh với Hải Thái vậy. Tôi không ác độc như anh nghĩ đâu, Hồng Kông vốn có thực lực điện tử khá mạnh, nhưng mấy năm qua sản nghiệp này dần chuyển rời đi tới Tam Giác Châu lân cận, nhưng ở Tam Giác Châu doanh nghiệp chủ yếu phát triển theo phương hướng làm công cho điện tử hải ngoại, không phát triển kỹ thuật hạch tâm, tôi thấy xu thế này cứ tiếp diễn. Thì sản nghiệp điện tử ở Tam Giác Châu cũng thành cơ sở sản xuất cho cự đầu điện tử nước ngoài thôi, anh muốn thấy cảnh đó sao? Ồ, Diệp Kiến Bân hơi ngạc nhiên. Hồng Kông thị trường nhỏ hẹp, sản nghiệp điện tử phải dựa vào nội địa để sinh tồn, nếu di chuyển sản nghiệp, sao không chuyển tới Đông Hải, cho nên tôi giúp bọn họ một chút. Lời đầu của cậu thì tôi tin. Diệp Kiến Bân gật đầu. Chúng ta kinh doanh trừ kiếm tiền ra nên có mục đích cao hơn. Ai muốn trở thành người làm công cho cự đầu nước ngoài? Nhưng những lời phía sau tôi không tin, cậu mà đi giúp Tạ Kiếm Nam à? Anh không tin à? Không tin, tôi có dễ lừa đâu. Trương Khắc ngoẹo đầu cười. Tôi cũng thấy khó tin nổi mình có tấm lòng bao la như thế. Diệp Kiến Bân cười gõ đầu Trương Khắc, hỏi Hứa Tư. Cô tin lời cậu ấy bao nhiêu? Hứa Tư cười. Chỉ một nửa. Thấy chưa, ngay cả Hứa Tư cũng chẳng thèm tin cậu. Cho dù tôi tin cậu muốn chú trọng đại cục, nhưng căn bản không tin cậu có lòng tốt gì với đám Tạ Kiếm Nam, cũng không tin cậu không muốn kiếm lợi gì trong đó. Đương nhiên có lợi rồi. Trương Khắc nói rất đường hoàng. Điện tử Gia Tín có ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông, nếu bọn họ tới Hải Châu đầu tư, nhất định xúc tiến việc thăng cấp của công nghiệp điện tử Hải Châu, chuyện này nếu Ái Đạt làm một mình sẽ rất mệt. Huống hồ tôi đã đảm bảo với thành phố để Khoa Vương cống hiến cho sự phát triển của Hải Châu, đương nhiên không phải nói suông. Diệp Kiến Bân tạm chấp nhận lời này. Trừ biến cố kinh tế Đông Nam Á ra, tôi không thấy chuyện này có gì bất lợi cho Khoa Vương. Hẳn là không có, đây đại khái cũng là vấn đề Tạ Kiếm Nam nghĩ mãi không ra. Trương Khắc cười đắc ý. Hiện giờ chỗ yếu nhất của Khoa Vương là kỹ thuật, hợp tác với điện tử Gia Tín có thể mau chóng bù đắp chỗ yếu này. Khả năng kháng cự nguy hiểm lớn hơn các doanh nghiệp khác. Chương 470, không ngoài dữ liệu. Diệp Kiến Bân thấy lúc này Trương Khắc vẫn không chịu hé răng thì cay cú lắm, tuy không rõ y có âm mưu quỷ kế gì, nhưng chắc chắn là y đang đào một cái hố lớn, rồi đứng nấp một bên cười trộm, đợi đám Cát Minh Tín, Tạ Kiếm Nam dẫm vào. Tạ Kiếm Nam đứng ở đằng xa nhìn thấy Trương Khắc và Diệp Kiến Bân cười nói với nhau, trong lòng khá khó chịu, mặc dù hợp tác với điện tử Gia Tín có hy vọng thành công lớn. Nhưng nụ cười tà khí của y làm Tạ Kiếm Nam không yên tâm. Thi thể của Cát Cảnh Thành tạm thời bảo quản trong nhà tang lễ, đợi mộ hoàn thành sẽ an táng, nghi thức xong, Cát Ấm Quân đi tới bắt tay Tạ Hán Tĩnh, khoác vai Tạ Kiếm Nam, nói. Ngoài nghĩa trang bị phóng viên vây kín rồi, một lát nữa chúng tôi mới về, anh có đi cùng chúng tôi không? Chiếc xe thùng Bentley đen đi tới, loại xe này ngồi cả chục người vẫn rộng, Tạ Hán Tĩnh. Tạ Kiếm Nam đương nhiên mong muốn lập tức bàn sâu hơn chuyện hợp tác với cha con Cát Minh Tín. Cát Minh Tín thời trẻ là một tay ăn chơi đàng điếm khét tiếng Hồng Kông, dù là bây giờ cũng không kém năm xưa bao nhiêu, những nữ minh tin đồn đại có quan hệ với ông ta không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tóc mai Cát Minh Tín đã điểm xương, cũng không thèm nhuộm, trông khá có khí độ, nhưng vẫn còn chút vẻ phù phiếm, không so được với khí độ ung dung trấn định của Tạ Hán Tĩnh tay trắng lập nên cơ đồ. Tạ Kiếm Nam chẳng đánh giá Cát Minh Tín cao mấy, nhưng cũng cho rằng Cát Minh Tín sáng nghiệp không đủ, giữ cơ nghiệp có dư, Cát Ấm Quân ở mức độ nào đó còn kém hơn cha. Cát Minh Tín ý thức được trong gia tộc mình bị cô lập rồi, dễ dàng bị tôn thượng nghĩa, Cát Minh Đức vốn thường ngày ông ta không để vào mắt dồn tới khốn cảnh, đó là do thường ngày không đủ xem trọng bọn họ, ông ta cũng có kiểm điểm về việc này. Đám anh chị em khác muốn chia tách, hiện giờ đành tách thôi, không thể để mâu thuẫn gia tộc dây dưa mãi không dứt.
Cát gia không phải không có kẻ thù, nếu để họ thừa cơ thì được không bằng mất. Nhưng đối với Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức kẻ đầu tiên dám nhảy ra đâm sau lưng ông ta, Cát Minh Tín tuyệt đối không mềm lòng, các ngươi muốn dựa vào thị trường Đông Nam Á để trở mình sao? Vậy ta cho các ngươi biết sự hung tàn và máu lạnh của thị trường. Cát Minh Tín không phải không có hứng thú với Khoa Vương, chỉ là không cần vội, doanh nghiệp lớn có cách làm việc của doanh nghiệp lớn. Chủ quản nghiên cứu của điện tử Gia Tín từng đưa lên báo cáo, kiến nghị lập hạng mục chip điều khiển, bất kể là đầu đĩa VCD hay DVD đây đều là thị trường có tiềm lực. Nhưng điện tử Gia Tín không chỉ muốn làm mỗi chip điều khiển, mà muốn dùng kỹ thuật, tài chính, nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh của Khoa Vương trên thị trường đầu đĩa. Giá trị của Tiêu Vương sớm được sự thành công lớn của Ái Đạt năm ngoái khẳng định, về mở rộng thị trường, dẫn tới hiệu ứng xấu về mắt xích quản lý, những người học quản lý nước ngoài như Tạ Kiếm Nam, Cát Ấm Quân tự tin có thể khống chế. Ngày 7 tháng 12, Cát Ấm Quân tới kiến nghiệp gặp mặt Tạ Kiếm Nam là để đàm phán sâu hơn vấn đề này, không ngờ ông nội hắn qua đời, so với tranh đoạt khống chế gia tộc, hợp tác với Khoa Vương căn bản không là cái gì. Chẳng may mù quáng lập hạng mục có gì sơ suất thành cớ cho người khác công kích. Nhưng hiện giờ tình huống khác rồi, hợp tác với Khoa Vương đã liên quan tới mâu thuẫn nội bộ gia tộc, Cát Minh Tín muốn mượn sự hợp tác này thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Trần Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh và cha con Cát Minh Tín ngồi ở khoang sau, huyên thuyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Đầu đĩa VCD ở trong nước phát triển lắm sao? Trước đó Cát Minh Tín không để tâm lắm vào thị trường đầu đĩa nội địa. Hồng Kông có rất nhiều người mua VCD, theo con số tháng 11, lượng tiêu thụ VCD ở Hồng Kông đã vượt quá cả Thâm Quyến. Tạ Kiếm Nam trả lời. Đương nhiên thị trường Hồng Kông không phải là trọng điểm, thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á chưa phổ cập VCD mới là mục tiêu của chúng tôi. Cát Minh Tín gật gù. Ấm Quân đã nói với tôi vài việc rồi. Tôi đã nghĩ tới chuyện hợp tác giữa điện tử Gia Tín và Khoa Vương, hiện giờ chỉ nghĩ có thể hợp tác lớn hơn một chút hay không thôi. Tất nhiên có thể. Tạ Hán Tĩnh nói. Lần này tôi tới đây là muốn kết tình hữu nghị với Cát gia, tiện cho sau này triển khai hợp tác mật thiết, rộng lớn hơn. Ông Cát tin thành ý chúng tôi như thế, chúng tôi tất nhiên hết sức ủng hộ. Tạ Hán Tĩnh biết nguyên nhân Cát Minh Tín cấp thiết như thế, thứ nhất ông ta rất muốn phản kích Tôn Thượng Nghĩa. Cát Minh Đức thứ hai cần hành động lớn phấn chân nhân tâm, di chuyển hướng chú ý của giới truyền thông. Hạng mục chỉ vài chục triệu không đạt được hiệu quả ông ta muốn. Tạ Hán Tín ung dung, Cát Minh Tín vội vàng như thế càng có lợi cho Tạ gia. Diệp Kiến Bân nhìn thấy đám Tạ Kiếm Nam chui vào xe Cát Minh Tín, lấy củi trỏ huých sườn Trương Khác. Xong, có người tội nghiệp rơi vào hố của cậu rồi. Trương Khác cười khẽ, xe bọn họ đỗ bên ngài, đợi Tôn Thượng Nghĩa. Cát Minh Đức đi tới rồi cùng rời Nghĩa Trang. Tôn Thượng Nghĩa cũng nhìn thấy Tạ Kiếm Nam vào xe Cát Minh Tín, lo lắng nói. Khoa Vương nói chung vẫn có uy hiếp nhất định với Ái Đạt, bọn họ liên kết với nhau khai thác thị trường Đông Nam Á có ảnh hưởng tới thực nghiệp Gia Tín. Trương Khác rừng rưng. Thị trường đầu đĩa Đông Nam Á thế nào cũng có người tới khai thác, không thêm một năm nữa thì chưa bão hòa được, cho nên tạm thời chưa có cạnh tranh trực tiếp, ngược lại bọn họ ra sức khai thác thị trường. Làm nhu cầu tăng lên, còn có lợi cho chúng ta. Tôn Thượng Nghĩa vẫn lo. Thời gian đầu mượn sức là tốt, có điều sau đó vẫn phải cạnh tranh. Cạnh tranh thì cạnh tranh, không có cạnh tranh, doanh nghiệp không giữ được sức sống. Cát Minh Đức cầu mà không được, mấy năm qua hắn nhịn Cát Minh Tín đủ rồi. Tôn Thượng Nghĩa chỉ còn biết lắc đầu, trừ ông ta ra tất cả là thành phần hiếu chiến, đã trở mặt rồi, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cũng tới ảnh Loan Viên ở luôn. Có điều Cát Minh Ngọc còn tới Đại Trạch xử lý vài việc. Dùng xong bữa tối, Tôn Thượng Nghĩa nhận được điện thoại của vợ nói Cát Minh Tín triệu tập người của phòng 3, trao đổi chuyện chia tài sản, nghe khẩu khí thì thái độ của Cát Minh Tín mềm xuống, dù là cổ phần công ty có tên trên thị trường chứng khoán cũng có thể thương lượng. Phòng 3, là con cháu của vợ thứ 3 Cát Cảnh Thành. Trương Khác bình luận, Cát Minh Tín hiện đã biết phải dứt điểm nhanh gọn rồi, tránh tiếp tục khiến lòng tin của nhà đầu tư vào tập đoàn Gia Tín đi xuống. Lại thành mục tiêu chung của mọi người. Nhưng muốn chấn hưng thị trường một cách hữu hiệu, Cát Minh Tín còn phải cần thủ đoạn khác, xem ra Khoa Vương đã giúp ông ta một việc lớn. Vậy quy mô hợp tác giữa họ và Khoa Vương không nhỏ được. Tôn Thượng Nghĩa suy đoán. Chắc thế, từ biểu hiện hôm nay của thị trường chứng khoán với thực nghiệp Gia Tín mà xét, nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á được gửi gắm lòng tin rất lớn. Buổi sáng cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín dao động mạnh,
tới chiều liền ổn định tăng lên, xem ra chuyện tuyên bố mạo hiểm buổi sáng có thành công sơ bộ, Trương Khắc hỏi. Cát Minh Tín đồng ý phân chia tài sản xong ông ta còn nắm được bao nhiêu cổ phần. Vốn Cát Minh Tín có 6% cổ phần ở điện tử Gia Tín, sau khi phân chia, ông ta sẽ nắm chừng 20%, Đại hội Cổ đông điện tử Gia Tín trao quyền ban quản trị quyết định hạn ngạch đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông, hạng mục quá con số này thì mở Đại hội Cổ đông lâm thời bỏ phiếu quyết định. Tôn Thượng Nghĩa cười khổ. Hiện giờ tôi và Minh Đức Thành phái thiểu số rồi. Cát Minh Đức cười thản nhiên. Vậy khi chia tài sản, nhà anh đứng lấy cổ phiếu của điện tử Gia Tín nữa. Đương nhiên, Cát Minh Đức cũng chẳng phân chia cho tôi. Cát Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩa tới Cát Gia Đại Trạch mau chóng có tin về, Cát Minh Tín muốn điện tử Gia Tín hợp tác toàn diện với Khoa Vương, cung cấp viện trợ về kỹ thuật, tài chính, nhân lực để nâng cao sức cạnh tranh của Khoa Vương ở thị trường Đông Nam Á, điện tử Gia Tín ít nhất có được 40% cổ phần của Khoa Vương. Cát Minh Tín đồng ý phân chia tài sản, nhưng muốn phòng 2, phòng 3 đồng ý với kế hoạch của ông ta, cùng chấn hưng lòng tin của thị trường vào tập đoàn Gia Tín. Mặc dù kế hoạch này tạo thành áp lực rất lớn cho Gia Tín, nhưng chính như Tôn Thượng Nghĩa nói, ông ta và Cát Minh Đức đã thành phái thiểu số rồi. Trương Khắc nghe được tin này thì lại rất hưng phấn, không kìm được vỗ tay ăn mừng với Diệp Kiến Bân, cười lớn. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, Tạ gia muốn vứt bỏ Cẩm Thành rồi, đây mới là tác phong nhất quán của bọn chúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.